Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 42. Bỗng nhiên mắt người đàn ông gầy khô nheo lại, lấy một ngọc phù ra, tay dùng lực. Bùm, ngọc phù bùng nổ ra. Không phải cậu muốn cứu những đứa bé này sao, nhìn xem cậu có thể cứu mấy người. Người đàn ông gầy khô cười âm hiểm nói. Ngọc phù vỡ nát, từng đạo hắc khí lan tràn ra từ huyết quản mấy đứa bé đến toàn thân. A, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền từ miệng bọn họ ra. Cứu tôi, cứu tôi. Đám đứa bé vừa rồi còn không sao, bây giờ đều nằm trên đất lăn lộn, giống như rất thống khổ. Còn có chất lỏng màu đen chảy từ mắt, tai, miệng mũi không ít đứa bé ra, nhìn vô cùng khủng bố. Quỷ độc. Mạc Phàm nheo mắt lại, ánh mắt phát lạnh. Tiểu tử, cậu biết nhiều thật, loại độc này có thể biến một người thành hắc thủy chỉ trong vài phút, cậu nhanh cứu bọn họ đi, tôi đi trước. Người đàn ông gầy khô vừa lùi về sau vừa nói. Chắc chắn ông ta không đánh lại được Mạc Phàm, trốn cũng như vậy. Nhưng nếu có vài thứ kéo dài thời gian, vậy thì khác rồi, cho nên chỉ có thể để mấy đứa bé đáng thương này ấm ức rồi. Mạc Phàm muốn bắt ông ta, nhất định phải từ bỏ mạng mấy đứa bé. Ông ta dám đánh cược, Mạc Phàm sẽ không thấy chết mà không cứu, để tới bắt ông ta. Mạc Phàm nhíu mày, hắn còn chưa ra tay, nữ cảnh sát nắm lấy tay hắn. Nhanh cứu những đứa bé đó. Tuy cô không biết quỷ độc là gì, nhưng chỉ vài phút đã hóa thành hắc thủy, những đứa bé này chỉ càng chết nhanh hơn, không cứu thì không kịp rồi, sau đó bắt người đàn ông gầy khô cũng được. Người đàn ông gầy khô nhíu mày, liếc mắt nhìn nữ cảnh sát đầy cảm kích, tựa như nhìn thấy cứu tinh. Có nữ cảnh sát ngực to não nhỏ này, ông ta an toàn hơn nhiều. Ông ta cũng không lơ là, trên tay còn lại, cuối cùng pháp ấn chuẩn bị đã lâu hoàn thành rồi. Một đồ án phức tạp ngoài tròn trong vuông xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta. Tiểu Lưu, cô muốn đi cùng tôi không? Người đàn ông gầy khô cười nham hiểm, nói với mỹ nữ mặc trang phục công sở bị dọa sợ ở phía sau. Mỹ nữ mặc trang phục công sở cố nặn ra nụ cười vui vẻ, vội vàng gật đầu. Hoàng đại sư, nhanh dẫn tôi đi cùng với, tôi biết hết tất cả mọi tư thế. Ê ồ ê ế ấp á á Mạc Phàm không nhiều tuổi, nhưng có thể khiến Hoàng đại sư cúi đầu. Chắc chắn thực lực trên Hoàng đại sư. Nếu không nhân cơ hội này rời đi, chắc chắn sẽ không đi được, cô ta không muốn bị bắt. Ha ha, tôi sẽ lập tức mang cô đi, tư thế thì không cần rồi. Cái gì? Trong mắt mỹ nữ mặc trang phục công sở lóe lên nghi ngờ, không đợi cô ta suy nghĩ cẩn thận là tình huống gì. Trong mắt người đàn ông gầy khô lóe lên tàn nhẫn, phù văn không do dự khắc lên cái trán trắng nõn của mỹ nữ mặc trang phục công sở. Cùng lúc đó, người đàn ông gầy khô khẽ quát. Lấy người làm tế, lấy ấn làm dẫn, mở cửa quỷ đạo. Ông ta vừa nói xong, pháp ấn phức tạp bơi từ trán mỹ nữ mặc trang phục công sở ra khắp người. Sắc mặt mỹ nữ mặc trang phục công sở lập tức thay đổi, đây không phải ngày đầu tiên cô ta quen người đàn ông gầy khô kia, sao không biết đây là thứ gì. Lần trước bọn họ bị cảnh sát mai phục, Hoàng đại sư dựa vào pháp thuật này dẫn cô ta chạy trốn. Điều kiện sử dụng pháp thuật này là đồ đệ cuối cùng của Hoàng đại sư mất đi, bây giờ pháp thuật này lại sử dụng trên người cô ta. Tiếng thét chói tai khiến màng tai người ta đau nhức vang lên, ở rất xa cũng nghe thấy được. Âm thanh này vang lên không lâu, pháp ấn trên trán mỹ nữ mặc trang phục công sở biến thành to như một người. Bùm, cơ thể mỹ nữ mặc trang phục công sở mở ra, biến thành thứ gì đó máu me nhảy nhụa bám lên trên phù văn, hồng quang nhàn nhạt sáng lên trên đó. Sau đó hắc khí cuồn cuộn tỏa ra từ trong phù văn, bao phủ phù văn bên trong, giống như một cánh cổng. Tiểu tử, tôi đi trước một bước, chúng ta còn gặp lại. Người đàn ông gầy khô bước một chân lên quỷ đạo bao phủ bởi hắc khí, nghiêng đầu sang một bên, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu, mỉm cười nói. Từ trước đến nay ông ta đều có thù tất báo, tiểu tử này khiến ông ta chật vật như vậy, ông ta không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nhưng nhất định sẽ dùng quỷ thuật khiến tiểu tử này nhà tan cửa nát, nếu không người khác sẽ nghĩ quỷ độc dễ bắt nạt. Ông chuẩn bị một lúc lâu, vì mở quỷ môn này sao? Mạc Phàm nhìn đại môn màu đen kia, thất vọng hỏi. Hành động mờ ám của người đàn ông gầy khô này đều nằm trong cảm ứng của hắn, nhưng hắn không ngờ người này độc ác như thế, dùng người của mình hiến tế mở quỷ môn. Quỷ tu và âm dương sư đều có bản lĩnh mở quỷ môn. Thông qua quỷ môn có thể hành tẩu với quỷ ở nhân gian.
Có đôi khi bản lĩnh này cũng dùng để chạy trốn, chỉ cần cố định dấu hiệu ở một điểm, thì có thể thông qua quỷ môn thực hiện xuyên qua không gian trong cự ly ngắn, rất khó ngăn cản. Dù sao sau khi xuyên qua ở cự ly ngắn, muốn tìm được người kia không khác gì mò kim đáy biển. Nhưng người này dùng với lầm người rồi, người này không nên dây vào hắn, lại càng không nên làm một số chuyện không nên làm trước mặt hắn. Không sai, cậu nghĩ tôi mang theo một người đê tiện theo làm gì, đương nhiên là vì tác dụng chạy trốn. Tiểu tử, cậu muốn bắt tôi sao? Tôi cho cậu 3 giây, cậu không đến bắt tôi sẽ đi đó, đến lúc đó cậu muốn bắt cũng không bắt được. Người đàn ông gầy khô cười âm hiểm nói. Nhân bất phi kỳ, ông ta không biết thì không đúng. Ông ta không có một chút áy náy vì giết mỹ nữ mặc trang phục công sở, trái lại còn hơi đắc ý. Ông! Sắc mặt nữ cảnh sát trắng bệch, trong mắt đầy lửa giận. Người đàn ông này vì chạy trốn, không chỉ ra tay với một đám người, còn giết trợ thủ của ông ta, dùng cầm thú để hình dung người đàn ông này đúng là vũ nhục hai chữ cầm thú, quả thực người này còn không bằng cầm thú. Ông nghĩ mình thoát được sao? Mạc Phàm nhướng mày, lạnh lùng nói. Người đàn ông hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Tu vi của cậu cao như vậy, đương nhiên tôi không thoát được, nhưng cậu không muốn cứu những đứa bé kia à, bọn họ là đóa hoa của Tổ quốc, chết thì đáng tiếc lắm. Người đàn ông gầy khô giống như không sốt ruột rời đi, trêu chọc nói. Quỷ môn đã mở ra rồi, ông ta rời khỏi nơi này chỉ là chuyện trong chớp mắt, tiểu tử này mạnh đến mấy cũng không có gì đáng sợ. Phải biết rằng ông ta đã giao tiền mua đường rồi, tiểu tử này còn có thể đóng cửa thật sao? Tôi sẽ cứu bọn họ, ông có một phút để chạy trốn, nếu trong một phút ông không thoát khỏi thủ đô, đợi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn ghi nhớ khí tức của người đàn ông gầy khô, liền không để ý ông ta nữa, đi về phía những đứa bé trúng quỷ độc. Ngón tay điểm lên mi tâm một đứa bé, thanh quang lóe lên, bao bọc xung quanh đứa bé. Hắc khí trên người đứa bé giống như sợ thanh quang đến chỗ nào, màu đen nhanh chóng mất đi, đứa bé cũng yên tĩnh lại, tuy không tỉnh lại nhưng đau đớn trên mặt biến mất hết. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, chỗ tay chân tim đứa bé này có một vết thương, máu đen chảy từ trong ra, lúc này hắn mới đến bên cạnh đứa bé tiếp theo. Đến chỗ nào, đứa bé ở chỗ đó khôi phục như thường. Chỉ trong phút chốc, đã có mấy đứa bé được giải trừ quỷ độc trong cơ thể. Vẻ mặt người đàn ông gầy khô sửng sốt, lại nuốt nước bọt. Chuyện này, quỷ độc không được tính là loại độc mạnh, ví dụ như thất bộ tán, đi 7 bước sẽ xuyên ruột thối bụng mà chết, nhưng chỗ đáng sợ nhất của độc dược này là khó giải. Bình thường người chúng loại độc này bị quỷ độc ăn mòn rất lâu, độc dịch đã rót vào cốt tủy, cho dù có giải dược cũng vô dụng. Nhưng loại độc dược này được giải quyết nhanh chóng dưới tay Mạc Phàm, chỉ là chuyện khẽ búng tay. Tiểu tử, cậu là ai? Nữ cảnh sát cũng rất muốn biết chuyện này. Có thể nói thủ đô là nơi tụ tập thần y, phần lớn bác sĩ giỏi nhất Hoa Hạ đều tụ tập ở đây. Nhưng cô chưa từng thấy bác sĩ nào chữa bệnh như Mạc Phàm. Rõ ràng rất đơn giản, nhưng hiệu quả thì thần kỳ. Ông còn 50 giây nữa. Mạc Phàm vừa điểm lên mi tâm một cô bé, vừa lạnh lùng nói. Hắn hoàn toàn có thể giết chết người đàn ông này ngay, cũng nhất định phải giết người đàn ông này. Nhưng hắn không muốn ra tay trước mặt nữ cảnh sát kia. Cậu! Người đàn ông gầy khô nheo mắt lại, trong mắt lộ ra chút lo lắng. Dựa theo tốc độ của tiểu tử này, chỉ cần một phút là giải được quỷ độc trên người tất cả đứa bé. Tuy ông ta không tin Mạc Phàm có thể tìm được ông ta, nhưng dự cảm không hay luôn bao phủ trong lòng ông ta, không thể nào xua tan được. Đúng rồi, ông vốn không xứng biết tên tôi, nhưng tôi sắp giết ông, để ông chết một cách rõ ràng. Tôi tên là Mạc Phàm, đến từ Đông Hải Giang Nam. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái gì? Mắt người đàn ông gầy khô mở to, vẻ mặt ngẩn ra, giống như bị sét đánh, đứng ngây ra tại chỗ. Mạc Phàm Đông Hải. Sao ông ta có thể không biết tên này, chỉ sợ tất cả tu sĩ ở Hoa Hạ không ai không biết Mạc Phàm. Vừa rồi ông ta còn nói tiểu tử này nghĩ mình là Mạc Phàm à, không ngờ cậu ta thật sự là Mạc Phàm. Làm sao có thể? Ông ta lắc đầu không tin. Quả thật gần đây Mạc Phàm ở thủ đô, nhưng đường đường là Mạc Phàm số 1 hắc bảng Hoa Hạ, sao có thể xuất hiện ở bến ga thủ đô, ông ta còn gặp rất đúng lúc. Tỷ lệ gặp phải chuyện này còn nhỏ hơn nhắm mắt mua một vé xổ số, trúng hơn 10 triệu. Mạc Phàm chỉ cười nhạt, tiếp tục chữa trị cho những đứa bé còn lại.
Người đàn ông gầy khô nhanh chóng phản ứng kịp, ra vẻ trấn định nói. Tiểu tử, cậu là Mạc Đại Sư, vậy tôi là Lâm Thiên Nam, tôi đi trước, cậu ở ngoài quỷ môn đi, tôi đợi cậu tới bắt. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ông ta không yên lòng, không dám tiếp tục dây dưa nữa, trực tiếp biến mất trong quỷ môn. Nhớ đâu hôm nay ông ta dẫm phải phân chó, tiểu tử này thật sự là Mạc Phàm, ông ta thật sự không trốn thoát. Phải biết rằng Mạc Phàm không chỉ giết Vạn Thiên Tuyệt dưới một người trên vạn người, còn đánh bại Long Vương U Châu yêu thú thần cấp nhốt trong tỏa Long tỉnh thủ đô, hai người này bất luận là ai ông ta đều không chọc được, càng không nói đến Mạc Phàm khủng bố hơn. Một chân khác của ông ta tiến vào trong quỷ môn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy tung tích, giống như chưa từng xuất hiện. Nữ cảnh sát thấy người đàn ông gầy khô cứ biến mất như vậy, sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Cô chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, cách không thi chú, nhất ngữ thành pháp, điểm chỉ chữa bệnh, hiện giờ ngay cả quỷ môn đều xuất hiện, hoàn toàn giống như phim tiên hiệp trên TV, quả thực quá thần kỳ rồi. Cô có cảm giác những việc lạ mà cô thấy trên đời, còn không nhiều bằng như bây giờ. Như vậy đã khiến ông ta thoát được sao? Nữ cảnh sát ấp úng nói, Mạc Phàm chữa khỏi cho đứa bé cuối cùng xong, nhìn lướt qua nơi người đàn ông gầy khô biến mất. Muốn chạy trốn trước mặt tôi, dễ như vậy sao? Ở trước mặt hắn, người đàn ông gầy khô này chỉ như một con kiến, cho dù con kiến mọc cánh có thể bay được, có năng lực bay đi đâu. Mạc Phàm cất càn khôn ấn chứa quỷ mị và quỷ si trên bầu trời, ngón tay sáng lên, bia địa giới xuất hiện trong tay hắn. Quỷ môn mà thôi, nếu người đàn ông này có thể mở ra, hắn có thể không mở được sao? Nhưng so với chuyện mở quỷ môn, dùng bia địa giới đơn giản hơn nhiều. Hắn vươn một ngón tay chỉ bia địa giới, hào quang màu vàng sáng lên trên đó. Đợi một chút, nữ cảnh sát vội vàng nói. Hửm, Mạc Phàm nhíu mày. Làm sao vậy? Không phải cậu cũng cần tế phẩm mới mở được cửa đấy chứ? Nữ cảnh sát cảnh giác nhìn Mạc Phàm nói. Vừa rồi người đàn ông gầy khô kia triệu hồi ra một cánh cửa, phải giết mỹ nữ mặc trang phục công sở mới được. Mạc Phàm lấy một tấm bia đá ra, muốn đuổi theo tên bại hoại kia, không phải cũng cần giết người mới có thể đi đấy chứ? Như vậy chẳng khác nào 1 cộng 2 bằng 3, 2 cộng 1 bằng 3. Mạc Phàm lắc đầu, cười không nói gì. Ngực nữ cảnh sát này không nhỏ, não cũng không nhỏ đâu. Đúng vậy, cô nói xem dùng ai hiến tế thì tốt đây. À, cậu thật sự cần người sống hiến tế sao? Miệng nữ cảnh sát há to, trong chớp mắt sắc mặt trắng bệch, ngây ngốc nói. Đúng là để cô đoán trúng rồi, gia hỏa kia muốn bắt tên bại hoại cũng cần lấy người sống hiến tế. Muốn được tác dụng như vậy, phải trả cái giá tương ứng, cô nói xem. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Vậy, nữ cảnh sát xoắn suýt. Nếu không thì khoan hãy bắt tên bại hoại kia, đưa những người này đến bệnh viện trước đã. Nữ cảnh sát do dự một lát, nhìn thoáng qua đám người nằm ngổn ngang trên đất. Vì bắt một người xấu, muốn dùng người sống mở đường, chuyện như vậy không làm thì tốt hơn. Mạc Phàm cười khẽ, không đùa nữ cảnh sát nữa. Ở đây giao cho cô, tôi sao, người không chạy thoát được sẽ không chạy thoát. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh. Bàn tay vung lên. Mở quỷ môn mà thôi, chỉ là một câu của hắn, sao có thể cần mua lộ phí mở quỷ môn, cho dù hắn muốn cũng cần phải có người dám muốn mới được. Huống chi hắn có bia địa giới này, mở quỷ môn đâu phiền phức như vậy. Theo bàn tay hắn vung lên, bia địa giới trôi nổi trong không trung mở ra, diện tích khoảng một căn phòng nhỏ. Trên địa giới là tòa nhà cao tầng, con đường, con sông, sơn mạch nhanh chóng xuất hiện, giống như bản đồ hình chiếu 3D. Nữ cảnh sát đứng phía trước, mắt mở to. Đây là thứ gì, không phải là thủ đô sao? Cô là người sinh ở thủ đô, mấy chục năm đều ở đây, từ nhỏ đã chạy loạn trong phố lớn ngõ nhỏ, liếc mắt một cái là nhận ra. Mạc Phàm không để ý đến nữ cảnh sát này, bia địa giới của thủ đô, tất nhiên phải chiếu thủ đô rồi. Hắn điểm lên mi tâm, một đám thanh quang bay từ mi tâm hắn ra, rơi lên bia địa giới. Hào quang trên bia địa giới nhoáng lên một cái, ngay vị trí cách bọn họ không xa, có một điểm đỏ sáng lên. Mạc Phàm nheo mắt lại, đi đến nơi điểm đỏ lóe lên, một tay vung lên. Khởi! Xèo xèo! Tiếng tảng đá ma sát vang lên, một cánh cửa chậm rãi xuất hiện ở điểm đỏ đó. Mạc Phàm bước vào trong cửa đá, bia địa giới như một bức tranh cuộn tròn nhanh chóng khép kín,
hào quang thu lại theo, tính cả Mạc Phàm cùng biến mất. Vẻ mặt nữ cảnh sát lại sửng sốt, nhưng mãi mà không nói được một câu hoàn chỉnh. Chuyện này không phải mơ đấy chứ. Cách nhà ga thủ đô không xa, trong một gara tầng ngầm, người đàn ông gầy khô hơi nhếch miệng đi từ trong phòng ẩn nấp ra. Lúc này ông ta mặc trang phục thoải mái, trên đầu còn mũ và đeo kính mắt, che kín hơn nửa mặt, khuôn mặt cũng không hề giống trước, tựa như thay đổi thành người khác. Ông ta lắc đầu cười, cầm túi xách đi về phía một chiếc xe, trong mắt đều là ngả ngớn. Nếu Mạc Phàm không đi cứu những đứa bé đó, ông ta trốn thế nào? Nếu ông ta đã đến đây rồi, Mạc Phàm còn có thể làm gì ông ta? Tuy nơi này cách nhà ga thủ đô rất gần, nhưng tìm ông ta trong rất nhiều người ở thủ đô, không khác gì mò kim đáy biển, huống chi cây kim này còn ngụy trang, lại càng khó càng thêm khó. Mạc Phàm Đông Hải gì chứ, không phải lão tử vẫn thoát được sao, chắc chắn là giả mạo. Người đàn ông gầy khô cười, kéo mũ sâu xuống, đi về phía xe Jeep SUV đã chuẩn bị trước. Ông ta vừa đi một bước, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không trung. Ông cảm thấy ông chạy thoát được sao? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Thân thể người đàn ông lạnh lùng run lên, chân mới nâng lên liền hạ xuống, đứng tại chỗ không dám cử động. Chỉ trong phút chốc ông ta nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Chỉ thấy một đạo hào quang bắn lên đất trước mặt ông ta, hào quang nhanh chóng biến thành một người. Chỉ trong chốc lát đã biến thành một quang môn. Quang môn mở ra, mặt Mạc Phàm không chút thay đổi đi ra, cả quá trình đều chưa đến 2 giây. Chuyện này. Thân thể người đàn ông gầy khô không tự chủ được run rẩy. Ông ta có thể đến đây thông qua quỷ môn, cho dù Mạc Phàm có thể mở quỷ môn, cũng chưa chắc tìm được ông ta. Sự thực là Mạc Phàm chui từ trong một cánh cửa ra, trực tiếp đến trước mặt ông ta. Cậu thật sự là Mạc Đại Sư Đông Hải sao? Một lần hiến tế có thể dùng quỷ môn 3 lần, ông còn chạy không? Mạc Phàm không đáp, lạnh giọng hỏi. Tôi, ít hầu người đàn ông cử động liên tục, nuốt nước bọt. Mạc Phàm không chỉ tìm được ông ta, vậy mà đồng ý cho ông ta chạy tiếp. Tuy là có thêm một con đường, nhưng còn khủng bố hơn là không có đường để đi. Bởi vì Mạc Phàm dám thả ông ta đi, chắc chắn sẽ không sợ ông ta chạy trốn. Quỷ môn, mở. Người đàn ông gầy khô như bị bệnh tâm thần kêu lên. Có đường có thể đi, còn hơn đợi chết. Ông ta vừa nói xong, một đám hắc vụ tỏa ra trước người ông ta. Không đợi hắc vụ cao bằng một người, ông ta cũng chẳng quan tâm túi sách trong tay, trực tiếp nhảy vào trong hắc vụ, biến mất không thấy. Trong túi sách, một đống tiền mặt và bột phấn màu trắng lộ ra. Ngoại trừ những thứ này, còn có một cái bình cũ nát, trên cái bình này khắc đầy văn tự nguệch ngoạc, âm khí lượn lờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đồ trên đất, mắt nheo lại, ánh sáng lạnh lóe lên. Vạn Anh Đàn. Vạn Anh Đàn do trên vạn hồn phách trẻ sơ sinh 9 tháng luyện hóa thành, lúc này trẻ sơ sinh đã có 3 hồn 6 phách, tiến về trước một bước là sinh ra. Nếu bị luyện hóa thành quỷ, âm khí sẽ nặng hơn oán tử, vọng tử nhiều, mà lúc này phải diệt trẻ sơ sinh 9 lần mới giết chết hoàn toàn. Thì pháp khí do trên vạn quỷ anh luyện hóa, uy lực mạnh bao nhiêu có thể nghĩ được. Thứ này là cấm kỵ ở tu chân giới, bởi vì rất khó gom đủ đứa bé 9 tháng chết non, đa số là bị giết chết rồi rút hồn. Người này không chỉ vận chuyển ma túy, còn dám luyện chế thứ này ở thủ đô. Đi ra cho tôi. Mạc Phàm bước lên trước một bước, tay trực tiếp xé rách không gian, với vào trong nơi người đàn ông gầy khô biến mất, tay kéo về sau, một bóng người bị hắn kéo từ trong không trung ra, hắn ném mạnh một cái. Người đàn ông gầy khô như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, đập lên xe Jeep SUV kia. Rầm, một tiếng thật lớn, người đàn ông gầy khô đập mạnh lên xe. Chiếc xe không chỉ lõm xuống rất sâu, dưới lực lượng đáng sợ của Mạc Phàm, còn kéo xe đi một đoạn. Tiếng va chạm vang lên liên tục, mãi đến khi xe đâm vào tường, cả gara tầng ngầm rung lên, lúc này mới dừng lại. Phốc, người đàn ông gầy khô phun ra một ngụm máu. Lục phủ ngũ tạng không có chỗ nào không đau, giống như bị nát. Một chân của Mạc Phàm nâng lên, khi hạ xuống đã đến trước người đàn ông gầy khô. Ông còn cơ hội mở quỷ môn lần ba, còn trốn không? Người đàn ông gầy khô vội vàng lắc đầu, không dám mở quỷ môn.
ông ta đã vào trong quỷ môn, mà Mạc Phàm còn có thể kéo ông ta từ trong ra. Người đáng sợ như vậy, trừ phi ông ta ra khỏi thủ đô trong chớp mắt, nếu không ông ta đừng mơ rời khỏi nơi này. Mạc đại sư tha mạng, tôi không chạy nữa, tôi sẽ nói quỷ mị, quỷ si từ đâu tới. Người đàn ông gầy khô khẩn cầu nói. Bây giờ mới nói, muộn rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn cho người đàn ông này hai con đường, nói quỷ mị và quỷ si từ đâu tới, hắn chỉ phế tu vi nhưng không giết ông ta, hoặc hắn ra tay giết người này lại lựa chọn chạy trốn. Nếu đã chọn đường đi rồi, còn có cơ hội quay đầu lại sao? Hơn nữa người này còn để hắn thấy vạn anh đàn, càng không có tư cách lựa chọn. Cậu không muốn biết quỷ mị và quỷ si ở đâu ra à, chỉ có tôi biết nơi đó, cho dù những người khác ở gần đó cũng không tìm thấy. Vẻ mặt người đàn ông gầy khô ngây ngốc, vội vàng nói. Lúc trước Mạc Phàm hỏi ông ta tin tức về quỷ mị và quỷ si nhiều lần, rõ ràng là có hứng thú với quỷ mị và quỷ si, bây giờ không muốn biết nữa à? Tình huống gì đây? Tôi muốn biết thì sẽ biết, nhưng ông có biết, cho dù ông không nói, tôi cũng có thể biết không, nhìn mắt tôi. Mạc Phàm ra lệnh. Người đàn ông gầy khô kia nghe vậy, không tự chủ được nhìn về phía mắt Mạc Phàm. Mắt ông ta lập tức mở to, cơ thể giật giật. A, tiếng kêu thảm thiết truyền từ miệng ông ta ra. Một lát sau, mắt Mạc Phàm rời khỏi người đàn ông gầy khô, nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Lúc này tiếng kêu của người đàn ông gầy khô mới dừng lại, nhưng hai mắt đỏ ngầu, trên mặt đều là đau đớn. Đại sư, tha cho tôi đi, tôi nhất định sẽ hối cải làm người tốt, không làm những chuyện thương thiên hại lý nữa, tôi còn có thể dẫn cậu đi tìm sư phụ quỷ vương kia. Đến lúc đó cậu vụng trộm cho ông ta một kích, chắc chắn có thể giết ông ta dễ dàng, ma túy, đứa bé, còn cả vạn anh đàn đều là sư phụ quỷ vương đưa cho tôi không làm vậy ông ta sẽ ăn tôi. Người đàn ông gầy khô ăn nói khép nép, giống như ông ta bị ép buộc thật. Đến lúc này rồi, chỉ có thể bán đứng sư phụ quỷ vương của ông ta. Vụng trộm. Mạc Phàm lắc đầu cười, chỉ là quỷ vương mà thôi, cần hắn vụng trộm ra tay sao? Hắn có thể quang minh chính đại đánh ông ta một kích. Trái lại người này, vì mạng sống của mình mà bán cả sư phụ. Tôi không cần giúp đỡ, nếu ông thích bán ma túy như vậy, vậy ở bên ma túy luôn đi. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Cái gì? Sắc mặt người đàn ông gầy khô tái mét. Không biết ông ta lấy đâu ra sức lực, một tay rút ra khỏi cái xe biến dạng, tạo pháp ấn. Quỷ! Chữ môn còn chưa vang lên. Tất cả bột phấn trong túi sách phá túi mà ra, xẹt qua không trung, toàn bộ đều bay vào miệng ông ta. Chỉ trong phút chốc, gói to khoảng hơn 10 cân bột phấn màu trắng đều bay vào miệng người đàn ông. Mắt người đàn ông mở to, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh hu hu hu. Mạc Phàm điểm lên vạn anh đàn, cất cái bình kia đi, bia địa giới lại xuất hiện rồi biến mất với Mạc Phàm. Trong gara tầng ngầm, tiếng kêu tê tâm liệt phế truyền ra, một lúc lâu sau mới biến mất. Mấy phút sau, ở nơi giao giữa Tây Châu và thủ đô, trên ngọn núi hoang vắng tên Loạn Tàng Sơn. Quang môn vừa mở ra, Mạc Phàm đi từ bên trong ra ngoài. Hắn tưởng rằng nơi người đàn ông kia đạt được quỷ mị và quỷ si ở rất xa, không ngờ ở ngay bên cạnh thủ đô. Phạm vi truyền tống của bia địa giới thông qua địa mạch chi lực là thủ đô, như vậy giảm bớt không ít thời gian cho hắn. Nếu có ngọc tỷ truyền quốc của Hoa Hạ thì tốt rồi. Mạc Phàm cảm thán. Bia địa giới chỉ có thể xuyên qua trong thủ đô, ngoại trừ thủ đô ra thì không có tác dụng, nhưng phạm vi của Ngọc Tỷ truyền tống là cả Hoa Hạ. Có Ngọc Tỷ truyền tống, hắn hoàn toàn có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong Hoa Hạ với thời gian ngắn. Mạc Phàm chỉ nghĩ một lát, liền đánh mất ý nghĩ này. Nếu dễ tìm Ngọc Tỷ truyền tống như vậy, đã không thất truyền nhiều năm. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, nói. Hẳn là nơi này rồi. Dựa theo trí nhớ của người kia, người đàn ông kia buôn bán ma túy vì trốn cảnh sát vây bắt, chạy tới ngọn núi hoang vắng này. Người đàn ông kia nghĩ mình sẽ bị bắt, ai biết những cảnh sát kia đến dưới chân núi giống như gặp quỷ đả tường, không ngừng đi vòng tại chỗ, không thể lên núi được. Người đàn ông này cảm thấy mình không thích hợp, cảnh sát vừa đi ông ta lập tức muốn xuống núi. Nhưng một cơn gió lạnh thổi lên, rõ ràng người đàn ông này đi xuống núi. Không lâu sau liền đến trong phủ một vị tướng quân ở trên núi, bị một đám quỷ vật bao vây bên trong. Người đàn ông này bị quỷ vật ở khắp núi đồi dọa hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì thành đồ đệ của quỷ vương.
bản lĩnh buôn lậu ma túy của ông ta không cao, buôn bán 10 lần thì 9 lần bị lộ, thiên phú ở quỷ đạo không tệ, cộng thêm linh khí ở loạn tàng sơn này sung túc, chỉ cần 10 năm đã đến tiên thiên tông sư. Sau khi bái sư, người đàn ông này ngoại trừ dựa theo mệnh lệnh của quỷ vương luyện chế vạn anh đàn, còn thu thập thuần dương chi khí của đứa bé. Lúc không có nhiệm vụ, sẽ dùng những đứa bé bị quỷ vương rút thuần dương chi khí vận chuyển ma túy. Quỷ mị và quỷ si trên người người đàn ông này đều là sau khi ông ta hoàn thành nhiệm vụ, quỷ vương khen thưởng cho ông ta. Nếu nơi này có một quỷ vương, vậy thu thập đủ quỷ mị dễ hơn nhiều. Mạc Phàm lẩm bẩm nói. Quỷ vương có thể tự do ra ngoài, bên người có không ít quỷ mị thì không nói, chắc cha cũng biết nơi tụ tập một đống quỷ. Nghĩ đến chuyện này, hắn khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía ngọn núi hoang vu, núi không cao lắm chỉ mấy trăm mét, trên núi đầy cây hòe. Xung quanh cây hòe là các gò đất lớn nhỏ nối tiếp nhau. Tuy lúc này mặt trời lên rất cao, nhưng ánh mặt trời giống như không chiếu tới ngọn núi, cả ngọn núi đều vô cùng âm u, khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run. Nhất là khi một cơn gió thổi tới, tiếng vù vù giống như có vô số quỷ hồn nói nhỏ bên tai, khóc lóc, cả người đều bị không khí ảnh hưởng khiến chua xót trong lòng, có kích động muốn khóc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, chút quỷ âm đó ảnh hưởng đến người khác còn được, muốn ảnh hưởng đến hắn thì quá khó khăn. Xem ra ngọn núi này không đơn giản như vậy. Mạc Phàm nhướng mày, lẩm bẩm. Dựa theo trí nhớ của người đàn ông kia, ở thời cổ đại ngọn núi này là chỗ chôn xương. Nếu người chết trận trên sa trường không mang về được, thì chôn ở ngọn núi này, dần dần thành bãi tha ma, không biết cả ngọn núi chôn bao nhiêu người, cho dù dùng thi sơn để hình dung cũng không đủ. Nhưng cho dù chôn nhiều người nơi này là một ngọn núi hẻo lánh, gió thổi qua âm khí sẽ mất đi, rất khó ngưng tụ thành linh khí, trở thành phong thủy bảo địa của quỷ tu. Nhưng đến đây, lại khiến người đàn ông kia thành tiên thiên tông sư trong 10 năm. Hắn thấy thiên phú. Tư chất của người đàn ông kia không tính là xuất chúng, thậm chí rất bình thường, nhưng ở quỷ sơn này, có thể thành tiên thiên tông sư trong 10 năm. Phải biết rằng hai tướng quân khai quốc Tần Quỳnh và Lạc Phi, thiên tư đều không tính là tệ, nhưng trải qua chiến tranh rửa tội, cũng chỉ ở trúc cơ kỳ mấy chục năm không thể tiến lên. Cho nên nơi này tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là nghĩa địa bình thường. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe u lam, nhìn về phía loạn tàng sơn, lông mày lập tức nhướng cao. Trong mắt lóe lên hiểu ra và vui mừng sợ hãi. Thì ra là thế. Trong mắt hắn, một trận pháp chín góc màu đen như nắp nồi trôi nổi trên không đỉnh núi, chuyển động không ngừng. Giữa trận pháp, âm khí màu đen như tinh hà nhật hạ, theo trận pháp mà không ngừng chút xuống núi. Bốn phía núi, chín quang bích màu đen bao trọn ngọn núi bên trong, khiến âm khí màu đen chảy từ trong trận pháp vào núi không tản đi, trái lại trận pháp chút âm khí xuống liên tục. Âm khí nồng đậm khiến người ta giận sôi. Mai cốt chi địa, quỷ vực chi môn, chẳng trách. Mạc Phàm cười nhạt nói. Quỷ vực có nhiều đại môn thông đến các giới, đúng lúc trên ngọn núi này có một cái. Hơn nữa đại môn này mở vô kỳ hạn với mọi người, âm khí tự nhiên còn chảy ngược lại. Có quỷ vực chi môn, đừng nói là người đàn ông kia, cho dù đầu heo cũng có thể tu ra hình người. Chỉ là, nhìn ngọn núi này. Mạc Phàm nhíu mày lại. Ngọn núi này bị quỷ vực chi môn bao phủ, tuy là ban ngày, ánh mặt trời không thể chiếu lên núi, quỷ tướng và quỷ vương đều không sợ ánh mặt trời, dù thế nào trên núi cũng có thể có quỷ binh quỷ tướng lui tới. Nhưng hắn phóng tầm mắt ra nhìn, đừng nói là quỷ vương kia, vậy mà không thấy một quỷ binh quỷ tướng, thậm chí ngay cả quỷ hồn cũng không có, chuyện này thật sự hơi kỳ lạ. Dựa theo trí nhớ của người đàn ông kia, dưới chân núi có rất nhiều quỷ binh tuần tra. Trên núi thì càng có nhiều quỷ tướng chấn giữ, một khi cao thủ đột kích, quỷ vương sẽ ra khỏi đại mộ dưới chân núi. Rất kỳ lạ. Suy nghĩ một lát, hắn lắc đầu đi lên núi. Cho dù không tìm thấy quỷ vương, thông qua quỷ vực chi môn này cũng có thể tóm được quỷ, đợi bắt được tiểu quỷ thì hỏi nơi quỷ mị tụ tập là được. Núi không cao, không lâu sau hắn đến giữa sườn núi. Hắn muốn tiếp tục đi lên núi. Hai đạo gió mạnh một xanh một trắng cách Mạc Phàm không xa đánh úp lại, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước người hắn. Giọng một nam một nữ truyền từ trong gió đến. Không phải nơi này không ai vào được sao? Người phụ nữ hơi lo lắng hỏi. Mặc kệ cậu ta, sư muội, cậu ta muốn chết chúng ta không cứu được, chúng ta nhanh đi thôi, nếu không đi sẽ không đi được nữa.
Người đàn ông lạnh lùng nói, giống như sống chết của Mạc Phàm không có một chút quan hệ với anh ta. Chúng ta có cần nhắc nhở cậu ta một chút, bảo cậu ta nhanh rời đi không? Người phụ nữ do dự nói. Một người không có tu vi gì, cho dù em nhắc nhở cậu ta, thời gian ngắn như thế, cậu ta cũng không xuống được núi, không xuống được núi thì chỉ có chết, đừng vì một người bình thường mà chậm trễ thời gian của chúng ta. Người đàn ông bất mãn nói. Khi hai người nói chuyện, đã đến nơi cách Mạc Phàm mấy chục mét. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên sơn thể chấn động, giống như có thứ gì đó muốn ném cả ngọn núi đi, chui ra khỏi dưới chân núi, một giọng nói vang lên. Nếu các người đến đây rồi, vậy thì ở lại cả đi. Giọng nói này vừa vang lên, cả ngọn núi nghiêng mạnh, sau đó rơi mạnh xuống đất một cái. Bụi bặm đầy bốn phía, bao phủ khắp ngọn núi. Trong sơn thể, một thứ to lớn đến trên đỉnh núi, mỗi khi đi một bước đều giống như mang theo lực lượng vĩ đại, sơn thể, mặt đất đều run rẩy theo. Thứ to lớn này vừa xuất hiện, quỷ khí nồng đậm trên núi như tìm được miệng thoát, điên cuồng tụ tập về phía thứ to lớn kia, âm thanh như quỷ khóc phát ra, tàn sát bừa bãi mà lên. Trong mồ mả vốn yên bình, một đám hư ảnh chui từ trong ra, có khi là khô lâu trong hốc mắt lóe sáng quỷ hỏa, có một số mộ thì tự động nổ tung. Một số cương thi mặc trang phục cổ đại, khuôn mặt đáng ghét hành động cứng ngắc đứng dậy, tiếng quỷ khóc sói gào đầy xung quanh, làm ra đầu người ta run lên. Chỉ trong chớp mắt, cả ngọn núi như ở trong địa ngục. Đồng thời chín quang bích màu đen vốn mắt thường không thể thấy được trở nên sáng lên, hình thành từng hàng rào, phong ấn cả ngọn núi ở bên trong. Trong hai đạo kình phong đi qua Mạc Phàm lúc trước, sắc mặt hai người thay đổi, dừng lại. Lộ ra một nam một nữ hơn 20 tuổi mặc đạo bào đeo kiếm, hoảng sợ nhìn về phía đỉnh núi. Cộp, 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 tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, giống như mỗi bước đều dẫm lên trái tim người ta, khiến người ta hít thở không thông. Cộp, lại là một tiếng bước chân, sơn thể lún xuống, bỗng nhiên tiếng quỷ kêu im lại, trong chớp mắt cả ngọn núi yên tĩnh khiến trái tim người ta tạm ngừng đập. Trên đỉnh núi, một bóng người cao lớn đứng phía trên. Nhìn xuống loạn tàng sơn. Bóng người này cao khoảng 10 thước, gương mặt hình chữ quốc, trắng trẻo như thư sinh, không có một chút quỷ khí. Nhưng mà trên người khoác chiến giáp màu vàng, giống một đại tướng cổ đại. Bóng người này cầm búa bằng xương có kích cỡ phù hợp với người ông ta, trên búa khắc đầy ma văn nguệch ngoạc, tản ra khí tức khủng bố khiến đáy lòng người ta phát lạnh. Đó là quỷ vương sao? Cách Mạc Phàm không xa, sắc mặt người phụ nữ thay đổi. Hơi bất ngờ nói. Bọn họ vào loạn tàng sơn lâu như vậy, mà không nhìn thấy quỷ vương, không ngờ quỷ vương có dáng vẻ này. Quỷ vương liếc mắt nhìn hai người với vẻ khinh thường, cũng chưa từng nhìn Mạc Phàm lấy một cái, cười lạnh lùng. Hai người muốn trốn đi đâu? Người đàn ông và người phụ nữ nhíu mày, nhìn ma quỷ khắp ngọn núi, sắc mặt tái mét, không nói gì thêm. Ngọn núi này bị phong ấn, không cần quỷ vương ra tay, bọn họ cũng đừng nghĩ thoát được. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng truyền từ loạn tàng sơn ra. Quỷ vương Bắc Lăng, bắt nạt hai hậu bối thì có bản lĩnh gì, muốn so thuật pháp, chúng tôi bồi ông. Giọng nói này vừa vang lên, một đạo lôi điện cỡ thùng nước đột nhiên hàng lâm, rơi rầm rầm lên trận pháp màu đen trên không loạn tàng sơn. Bùm, tiếng sấm đinh tai nhức óc, chấn động dữ dội, lôi đình vô cùng cường đại tỏa ra xung quanh. Đầy khắp núi đồi. Những quỷ vật vừa bò ra run rẩy, có một số bị lôi đình đánh xuống thì biến mất, chưa biến mất thì phát run, giống như rất sợ lôi điện này. Có một số bò ra khỏi phần mộ, lại chui vào trong. Ngay cả quỷ vương Bắc Lăng nhìn thấy lôi điện này cũng nhíu mày, nhưng không cử động. Lần một, lần hai, lần ba, đạo lôi điện thứ ba đánh lên trận pháp, giữa trận pháp mở ra, bốn nhân ảnh nhoáng lên trong khe hở mà ra, rơi xuống bốn phía quanh quỷ vương Bắc Lăng. Bốn người này mặc đạo bào màu đen, khoảng 5-60 tuổi, mỗi người đều đeo kiếm trên lưng, thân thể đứng trên lệnh bài bằng ngọc, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm quỷ vương Bắc Lăng. Bắc Lăng, nhiều năm không gặp, không ngờ ông lại sa đọa rơi vào hoàn cảnh này, ngay cả hai hậu bối cũng không tha. Trong đó một người đàn ông mặt sẹo nói. Quỷ vương Bắc Lăng nhìn bốn người, hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Bổn vương sa đọa, chính nhất giáo các người đến địa bàn của bổn vương. Chẳng lẽ muốn bổn vương dùng kiệu tám người nâng khiêng về sao? Các người thừa dịp bổn vương bế quan, thu tất cả thuộc hạ của bổn vương, còn muốn đánh chủ ý với quỷ tỷ của bổn vương nữa,
nếu không phải bổn vương phát hiện đúng lúc, các người sẽ thực hiện được, tứ đại trưởng lão của chính nhất giáo không khỏi quá bị ổi rồi. Ông ta định bế quan, trùng kích cảnh giới quỷ đế. Ai biết ông ta còn chưa thành công, lại phát hiện loạn tàng sơn to như vậy không còn một thuộc hạ. Ông ta phóng thần thức mới phát hiện, không chỉ thuộc hạ của ông ta bị người ta thu đi, ngay cả ông ta cũng bị phong ấn trong tứ phương yết đế trận, một đám đạo sĩ đang tìm kiếm trong địa cung của ông ta. Ông ta đường đường là quỷ vương, vậy mà mình bị phong ấn trong địa bàn chính mình, thần không biết quỷ không hay, sao có thể có chuyện này. Gần như không do dự, ông ta từ bỏ bế quan, bắt đầu phá tứ phương yết đế trận. Trong giữa sườn núi, Mạc Phàm nhìn lướt qua quỷ vương, lại nhìn bốn đạo sĩ, khẽ nâng mí mắt. Quỷ tỷ, một ngọn núi to như vậy, xuất hiện một đám đạo sĩ đã khiến hắn vô cùng bất ngờ, không ngờ trong tay quỷ vương này còn có quỷ tỷ. Xem ra hắn đến đây không vô ích rồi. Sắc mặt bốn đạo sĩ như thường, vẫn lạnh lùng nhìn quỷ vương. Bắc Lăng, nếu biết ý đồ chúng tôi đến, còn không nhanh giao quỷ tỷ ra đây, chỉ cần ông đồng ý giao quỷ tỷ ra, chúng tôi sẽ tha chết cho ông. Đạo sĩ mặt sẹo lạnh giọng quát. Tha cho bổn vương không chết, ha ha, ông cho rằng quỷ vương Bắc Lăng tôi dễ bị dọa à, các người đã đến đây rồi, vậy ở lại đi. Đúng lúc bổn vương đang thiếu máu bốn cao thủ luyện chế vạn anh. Quỷ vương Bắc Lăng cười âm hiểm nói. Nghe hai chữ vạn anh, mấy lão đạo sĩ nhíu mày không nói gì thêm, sắc mặt cô gái gần Mạc Phàm thay đổi. Vạn anh, quỷ vương Bắc Lăng, vậy mà ông luyện chế ra thứ thương thiên hại lý như vậy, ông không sợ bị trời phạt à? Tuy vạn anh ít hơn vạn anh đàn một chữ, nhưng càng bi thảm hơn. Vạn anh đàn có thể thả ra trên vạn quỷ anh 9 tháng. Vạn anh thì để 99.999 quỷ anh chém giết nhau, cuối cùng chỉ còn lại một quỷ anh là vạn anh. Quỷ anh 9 tháng đã có 9 mạng, rất khó diệt trừ, dùng quỷ anh 9 tháng luyện chế vạn anh lại gần như giết không chết, hơn nữa thực lực rất khủng bố. Trong ghi chép của chính nhất giáo bọn họ, vạn anh từng xuất hiện 3 lần, mỗi lần xuất hiện đều tạo thành ít nhất trên 100 vạn sinh linh tử vong, đầy đủ để thấy vạn anh khủng bố cỡ nào. Vậy mà quỷ vương Bắc Lăng luyện chế vạn anh, như vậy phải cần biết bao nhiêu đứa bé, không chỉ cô gái này, trong mắt Mạc Phàm cũng chớp lóe ánh sáng lạnh. Nhưng cô gái mới mở miệng, tâm tình người đàn ông bên cạnh cô gái chìm vào đáy cốc, mồ hôi chảy ròng ròng, thầm kêu không hay rồi. Sư muội, em làm gì thế, ở đây đến lượt em nói à? Lực chú ý của quỷ vương đã bị bốn trưởng lão hấp dẫn, cô còn động vào quỷ vương Bắc Lăng, đây không phải là muốn chết sao? Hừm, quỷ vương Bắc Lăng vốn không để hai tiểu bối này vào mắt, nghe thấy cô gái nói, ông ta liền rời mắt nhìn cô gái kia. Tiểu nha đầu, bổn vương luyện chế vạn anh, cô có ý kiến sao? Một tiểu nha đầu cũng dám nói vậy với ông ta rất sợ trời phạt, nhưng ông trời dám phạt sao? Cô gái bị quỷ vương nhìn chăm chú, thân thể không tự chủ được run rẩy, sắc mặt càng trắng xanh. Cô chỉ đến trúc cơ đỉnh phong. Quỷ vương Bắc Lăng nửa bước nữa là tới quỷ đế, tương đương với cảnh giới bán thần trong nhân loại. Cô và quỷ vương Bắc Lăng cách nhau không chỉ một đại cảnh giới, uy áp cấp bậc này tuyệt đối không phải uy áp mà cô chịu được. Tôi, ông, miệng cô há to vài lần, nhưng không nói nên lời. Quỷ vương Bắc Lăng thấy cô gái không nói nên lời, cười lạnh lùng. Đúng rồi, bổn vương không chỉ luyện chế vạn anh, còn luyện chế vạn anh đàn. Tôi nhớ chính nhất giáo các người có thể siêu độ vong hồn, lực lượng ngang với kim cương tự luân hồi kinh, nếu cô cảm thấy những đứa bé đó đáng thương, vậy siêu độ những đứa bé đó giúp tôi đi. Quỷ vương Bắc Lăng nói xong, lấy một cái bình tương tự vạn anh đàn mà Mạc Phàm đạt được lúc trước ra, ném lên không trung. Ông ta vừa ném bình ra, khói đen cuồn cuộn tỏa ra từ trong cái bình. Trong khói đen, mơ hồ có thể thấy được một đám đứa bé chưa hoàn toàn thành hình, không phải toàn thân đầy máu. Thì toàn thân xanh mét, sắc mặt vô cùng âm lệ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên bỏ ra. Những đứa bé này vừa xuất hiện, tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế như trên vạn đứa bé lập tức vang lên. Rõ ràng chỉ là tiếng đứa bé khóc, nhưng giống như thanh đao đâm vào trong trái tim người ta, vô cùng khó chịu. Những quỷ anh này không lập tức tấn công cô gái kia, mà đứng trước người quỷ vương Bắc Lăng. Mấy đứa đi chơi với ba anh chị kia đi, thích bắt ai thì bắt. Quỷ vương Bắc Lăng chỉ cô gái cười nói, từ đầu đến cuối đều không nhìn Mạc Phàm một cái. Tuy Mạc Phàm không mặc đạo bào của chính nhất giáo, nhưng chắc chắn cũng là người của chính nhất giáo.
Quỷ vương Bắc Lăng vừa nói xong, trên vạn quỷ anh lập tức nín khóc mỉm cười, tiếng cười còn quỷ dị hơn cả tiếng khóc, truyền vào trong tai người ta, khiến thân thể người ta run rẩy một phen. Kèm theo tiếng cười quỷ dị, đám quỷ anh này như nhìn thấy đồ ăn, điều khiển mây đen che lấp mặt trời bay về phía ba người. Quỷ anh còn chưa tới, gió lạnh đã thổi về phía đám Mạc Phàm. Trái lại Mạc Phàm không sao, yết hầu người đàn ông kia không ngừng chuyển động, tay nắm kiếm gỗ đào đều là mồ hôi. Chính nhất giáo bọn họ có thể siêu độ quỷ hồn bình thường, nhưng siêu độ quỷ anh 9 tháng đã luyện hóa thì còn khó hơn lên trời. Những quỷ ảnh này sắp sinh ra lại bị người ta giết chết, oán khí trên người rất nặng. Chuyện này giống như sắp lên giường với nữ thần mình thầm mến 8 năm, ngay cả D-Rex đều đã đeo, lại bị cảnh sát bắt đi, không ai không ghi hận trong lòng. Nếu một hai quỷ anh 9 tháng thì bọn họ còn đối phó được, nhưng ở đây có khoảng trên vạn quỷ anh. Sư muội, xem chuyện tốt em làm đi. Người đàn ông chẳng quan tâm tình nghĩa sư môn, không chút khách sáo nói. Sư huynh, anh đi trước đi, em ngăn cản giúp anh. Trong đôi mắt cô gái hiện lên vẻ áy náy, nắm chặt kiếm nói, hộ thể trên người sáng lên. Anh đi trước, anh đi đâu hả? Người đàn ông tức giận nói. Cả loạn tàng sơn đã bị phong ấn, nếu anh ta có thể chạy đi, đã sớm chạy thoát, sẽ ngồi yên ở đây sao? Không đợi những quỷ anh này đến trước người ba người, một đạo sĩ nuôi tròm râu hoa dâm trong bốn người hừ lạnh nói. Bắc Lăng, ông muốn động vào những đứa bé đó, phải hỏi xem tôi có đồng ý không đã. Lão giả vung phất trần trong tay lên, một đạo bạch quang như giải lụa lướt về phía đám quỷ anh. Bạch quang còn chưa tới, không ít trẻ sơ sinh đang tươi cười thì cứng ngắc, một số quỷ anh ở khoảng cách gần trên người tỏa khói trắng, tựa như người giấy gặp lửa nên bốc cháy. Quỷ vương Bắc Lăng thấy lão giả kia ra tay, cười ha ha. Thiên cơ, địa cơ, huyền cơ, hoàng cơ, nếu bốn người đã đến đây rồi, đối thủ là bổn vương, không phải thuộc hạ của bổn vương đâu, để bổn vương chơi với các ông. Một tay ông ta nắm trong hư không. Đại thủ cự hình màu đen lập tức thành hình, chắn phía trước đạo bạch quang. Đại thủ nắm chặt, bạch quang bị nắm trong tay, bạch quang tắt, đại thủ biến mất theo. Quỷ vương Bắc Lăng đỡ công kích của vị đạo sĩ kia, cũng không nhàn rỗi. Bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái rời khỏi bốn người vây quanh, búa cao 10 thước trong tay đảo qua không trung, tạo ra một nguyệt nha to lớn trong không trung, chém về phía bốn người. Nguyệt nha đến chỗ nào, cho dù là núi đá đất gỗ đều mở ra. Sắc mặt bốn người khẽ đổi, ba người rút trường kiếm sau lưng ra, mấy thanh kiếm chém về phía nguyệt nha. Lão giả nuôi dâu kia giơ tay tạo pháp ấn. Một lôi điện nhanh chóng thành hình ở giữa không trung. Không phải đánh về phía quỷ vương Bắc Lăng, trái lại đánh về phía đám quỷ anh kia. Nhiều quỷ anh như vậy, một người trong bọn họ đều dễ đối phó, nhưng tu vi của Nguyên Phi và Nguyên Quân không cao, chắc chắn không đối phó được. Lôi điện như long lao từ cửu thiên xuống, còn chưa rơi xuống đám quỷ anh kia, thân thể to lớn của quỷ vương Bắc Lăng đã đến bên cạnh ông ta, giọng nói cũng vang lên theo. Huyền cơ lão đạo. Ông lơ là trước mặt bản vương, đúng là không sáng suốt, sẽ mất mạng đó. Bỗng nhiên ma văn trên búa của ông ta sáng lên, một búa khai thiên chém ra một đạo khe hở sâu trong không gian, tốc độ rất nhanh chém về phía huyền cơ. Sắc mặt huyền cơ thay đổi, chẳng quan tâm cứu hai đệ tử kia, lôi điện di chuyển trong không trung, như lôi điện đâm sau lưng quỷ vương. Thực lực của ông ta và quỷ vương sàn sàn nhau, nhưng nơi này là địa bàn của quỷ vương còn cầm quỷ tỷ. Thực lực mạnh hơn bọn họ không ít. Ông ta không muốn vì cứu hai hậu bối, mà chết vì chịu một búa. Tứ đại trưởng lão đại chiến với quỷ vương Bắc Lăng, sóng khí xung quanh không ngừng quay cuồng, sơn thể run rẩy liên tục, cả ngọn núi như đến ngày tận thế. Lúc bốn người đại chiến với quỷ vương, quỷ anh cũng đã đến trước người đám Mạc Phàm. Dưới quỷ khí lành lạnh bao phủ, nhiệt độ giảm đi nhiều, gần như là rét đậm tháng chạp. Những quỷ anh này giống như không sốt ruột ra tay với đám Mạc Phàm, mà do dự nhìn Mạc Phàm và hai người kia, giống như đang suy nghĩ ăn ai dễ hơn. Do dự một lát, đám quỷ anh đều bay về phía Mạc Phàm. Người đàn ông kia vui vẻ, anh ta tưởng rằng sắp xong rồi, ai biết quỷ anh lựa chọn Mạc Phàm. Lần này được cứu rồi, chỉ cần bọn họ chịu được đến lúc sư phụ sư thúc bọn họ đánh xong, sẽ được cứu trợ, đúng lúc Mạc Phàm tranh thủ thời gian cho bọn họ. Cô gái thì nhíu mày, vẻ mặt ngẩn ra. Vị tiên sinh này, để tôi yểm trợ cho cậu,
cậu nhanh trốn xuống dưới chân núi đi, ở đây rất nguy hiểm. Cô gái không do dự nói. Chuyện này đều vì chính nhất giáo bọn họ mà ra, sao có thể liên lụy đến những người khác. Cô gái mới mở miệng, người đàn ông bùng nổ giận dữ rồi. Sư muội, có phải em điên rồi không, em ngay cả mình đều không bảo vệ được, còn yểm trợ người khác. Người đàn ông tức giận nói. Tiểu tử lai lịch không rõ này vừa vặn có chút tác dụng, vậy mà sư muội anh ta bảo tiểu tử này rời đi, không phải muốn chết thì là gì. Mạc Phàm nghe cô gái nói, khóe miệng hơi nhếch lên, không chỉ không rời đi trái lại còn đi về phía quỷ anh. Cảm ơn ý tốt của cô, tôi nghĩ tôi không cần rời đi. Cái gì? Cô gái sửng sốt, mãi mà không hiểu ý trong lời nói của Mạc Phàm. Mấy chữ không cần cảm ơn ở trên môi hồi lâu, cũng không nói ra được. Người đàn ông kia nhướng mày, cười khinh thường. Tiểu tử này còn nhỏ tuổi hơn bọn họ, trên người không có một chút linh khí, gần như không thể là đệ tử của môn phái nào đó, cho dù có tu vi cũng không thể cao được. Không có thực lực, khẩu khí cũng không nhỏ. Sư muội, nghe cậu ta đi, cậu ta không cần em giúp đỡ, em tự mình đa tình rồi. Người đàn ông âm dương quái khí nói. Cô gái không để ý đến người đàn ông, chỉ hơi nhíu mày, lại nói với Mạc Phàm. Những quỷ anh này rất lợi hại, phải giết 9 lần mới giết chết được, còn có thể vấy bẩn pháp khí của cậu. Mạc Phàm nhướng mày, nhìn thoáng qua cô gái này. Cô gái này không nhiều tuổi, chỉ hơn 20 một chút, tuy dáng vẻ đáng yêu không so được với những đại mỹ nữ như Tiểu Tuyết, Lưu Phỉ Phỉ, nhưng cũng là mỹ nữ hiếm có, nhất là hồn nhiên, thiện lương càng khiến cô đẹp hơn không ít. Hắn liếc mắt nhìn cô gái này một cái, sau đó rời mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Không phải cô ấy tự mình đa tình, là anh đang đắm mình trong trụy lạc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sắc mặt người đàn ông hơi khó coi, một tiểu tử sắp chết, không thèm nghĩ biện pháp thu thập những quỷ anh này, vậy mà còn chỉ trích anh ta. Nếu ở nơi khác, anh ta đã chém tiểu tử này một kiếm rồi. Tiểu tử, đợi cậu sống sót rồi nói sau. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, chỉ cười, rời mắt nhìn đám quỷ anh đầy trời, vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt. Đại nhãn nan quy, diệp lạc quy căn chim nhạn về nam, lá rụng về cội các người. Mạc Phàm dừng lại, nhìn thoáng qua quỷ anh đầy trời, kim quang nở rộ trong mắt hắn, như mặt trời chiếu lên tất cả quỷ anh. Trong kim quang, tất cả quỷ anh đều sửng sốt, tiếng cười im bặt lại, giống như đứa bé nhìn thấy thứ gì đó mới lạ, ánh mắt bị hấp dẫn. Các người từ đâu đến, thì về đó đi. Mạc Phàm vừa nói xong, kim quang nhoáng lên một cái, trở nên tăng vọt. Trong chớp mắt thân thể những quỷ anh này hóa thành cát, thổi về phía mặt đất, còn chưa rơi xuống đất đã trôi đi không thấy. Vẻ mặt cô gái và chàng trai đều ngẩn ra, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Mạc Phàm chỉ nói một câu, vậy mà siêu độ được trên vạn quỷ anh. Sao lại có chuyện này? Người đàn ông lắc đầu nói. Siêu độ không thể sánh bằng diệt quỷ, nếu là siêu độ thì không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể thuyết phục. Nhưng sở dĩ có thể trở thành quỷ, đó là vì oán hận. Nếu oán khí có thể dễ cởi bỏ như vậy, chắc đã sớm không còn quỷ trên nhân thế. Cho dù là sơ kinh và kim cương tự luân hồi kinh của nhất chính giáo bọn họ, cũng không thể siêu độ quỷ như vậy. Người này thì hay rồi, chỉ nói một câu, đã siêu độ được toàn bộ quỷ anh, không có một ai phản kháng. Không chỉ hai người bọn họ vô cùng khiếp sợ, quỷ vương Bắc Lăng đang đại chiến với tứ đại trưởng lão cũng nhướng mày. Trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Ông ta luyện chế rất lâu mới thành công luyện được vạn anh đàn, nhưng bị một tiểu tử phá hỏng, còn chỉ cần một câu nói. Cự phủ trong tay ông ta đánh văng thiên cơ đạo nhân đang đấu với ông ta đi, chính ông ta cũng mượn lực lùi về phía sau, vững vàng rơi xuống đỉnh núi, đôi mắt lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu là ai? Quỷ vương Bắc Lăng mới mở miệng, bốn vị đạo sĩ cũng không cố gắng tấn công, cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Lúc trước bọn họ có chú ý tới Mạc Phàm, nhưng tưởng cậu ta bị tiểu quỷ mê hoặc tâm trí mới đến đây, nên không để ở trong lòng. Tôi là ai, ông không có tư cách biết, giao quỷ tỷ ra đây, tôi sẽ để lại cho ông chút linh hồn nhập luân hồi. Mạc Phàm khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nói. Quỷ tỷ giống ngọc tỷ truyền quốc, là pháp bảo có thể khống chế một phương, thứ này không chỉ có thể truyền lệnh trong phạm vi quỷ vật, cũng là thứ khắc chế quỷ vật rất tốt. Có thứ này hắn hoàn toàn dụ được rất nhiều quỷ mị, còn. Mạc Phàm vừa nói câu này, người đàn ông nở nụ cười.
Mạc Phàm chỉ siêu độ một đám quỷ anh, tuy thành công hấp dẫn sự chú ý của quỷ vương Bắc Lăng, nhưng vậy mà Mạc Phàm muốn quỷ vương Bắc Lăng giao quỷ tỷ ra. Đúng là buồn cười. Bốn vị đạo sĩ kia cũng hơi nhếch miệng, chính nhất giáo bọn họ đấu với quỷ vương Bắc Lăng không chỉ một lần, biết rất rõ thực lực của quỷ vương Bắc Lăng. Nếu quỷ vương Bắc Lăng dễ đối phó như vậy, chính nhất giáo bọn họ đã sớm lấy được quỷ tỷ, mở bí cảnh kia rồi. Quỷ vương Bắc Lăng lại càng cười to, âm thanh chấn động khiến quỷ vật, thổ thạch, cây cối đều lạnh run. Tiểu tử, bổn vương sống mấy trăm năm, còn chưa từng thấy thanh niên nào kiêu ngạo như vậy. Khi ông ta còn sống là vương hầu chinh chiến xa trường, cho dù chết cũng chết đứng ở thi sơn, dưới chân đều là thi thể kẻ địch không dám tiến lên. Vậy mà tiểu tử này bảo hắn giao quỷ tỷ ra, cậu ta nghĩ rằng ông ta là tân quỷ, không thể khiến ai sợ hãi sao? Trên mặt Mạc Phàm không có chút hỉ nộ, Vân Đạm Phong khinh đi lên trên thềm đá. Nói một cách chính xác là ông đã chết nhiều năm rồi, ông chỉ sống mấy chục tuổi mà thôi. Tiểu tử, cậu muốn chết sao? Cậu nghĩ rằng mình siêu độ được mấy tiểu quỷ thì có thể đối phó bổn vương à? Quỷ vương Bắc Lăng tức giận quát. Ông sao? Bước chân của Mạc Phàm hơi chậm lại, cười khẽ. Ông ngoại trừ cao lớn hơn đám quỷ anh một chút, có gì khác nhau à? Quỷ vương đỉnh phong mà thôi, ngay cả quỷ đế còn chưa được, kém ABC Mây cấp bậc quỷ đế còn tu thành quỷ thần chi thể rất nhiều, phân thân của ABC Mây đều bị hắn chém chết, quỷ vương này có năng lực làm gì? Tứ đại trưởng lão chính nhất giáo ở bên cạnh nhìn nhau cười, không có ý ngăn cản. Tay bốn người giấu trong ống tay áo rộng thùng thình, ngầm tạo pháp ấn. Chắc chắn Mạc Phàm không phải đối thủ của quỷ vương Bắc Lăng, nhưng để tiểu tử này kéo dài chút thời gian cho bọn họ cũng được, dù sao tiểu tử này cũng không làm ảnh hưởng gì đến bọn họ. Tiểu tử, cậu! Quỷ vương Bắc Lăng nhíu mày, trong mắt lập tức bùng lên quỷ hỏa. Ngay cả trưởng môn chính nhất giáo cũng không dám khinh thường ông ta, vậy mà tiểu tử này không để ông ta vào mắt, buồn cười. Bổn vương làm thịt cậu! Quỷ vương Bắc Lăng tức giận nói. Cự phủ của ông ta đập xuống, thân thể ông ta lập tức hóa thành khói đen biến mất không thấy. Khi xuất hiện đã đến bên cạnh Mạc Phàm, cự phủ như rãnh trời mang theo quỷ khí vô tận giống trời sập xuống, thân thể to lớn che lấp mặt trời, hùng hổ chém về phía đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm ở trước mặt quỷ vương Bắc Lăng, nhỏ bé như lá rụng, chỉ cần dùng chút lực, có thể khiến Mạc Phàm thành mảnh nhỏ. Mạc Phàm lắc đầu, sắc mặt vẫn không có chút thay đổi. Vì những đứa trẻ sơ sinh bị ông luyện hóa thành quỷ anh, chém một cánh tay của ông trước đã. Mạc Phàm không dùng pháp bảo, ngón tay chỉ về phía một tay quỷ vương Bắc Lăng. Hắn chỉ giơ tay chỉ, không có động tác dư thừa. Một tay quỷ vương Bắc Lăng như thủy tinh bị đập vỡ, bắt đầu vỡ nát từ ngón tay. Không đợi cự phủ của quỷ vương hạ xuống, cả cánh tay ông ta biến thành mảnh nhỏ, hóa thành hắc khí rồi biến mất, búa mất đi khống chế bay ra ngoài. Dầm, búa đập lên cây cổ thụ ba người ôm không hết, cổ thụ lập tức chia ra làm đôi, có mấy chục cây bị chia đôi liên tục cùng với bụi bặm bay lên, búa này mới dừng lại. Mắt cô gái và người đàn ông kia mở to, còn khiếp sợ hơn nhìn thấy quỷ vương. Phải biết rằng đến cảnh giới của quỷ vương, tiểu quỷ bình thường không thể sánh bằng được. Cánh tay của quỷ vương Bắc Lăng còn cứng hơn sắt thép, pháp khí bình thường đều không làm gì được, cho dù là cửu tiêu thần lôi có thể khắc chế quỷ vật. Đánh lên người quỷ vương Bắc Lăng cũng không làm gì được ông ta. Nhưng Mạc Phàm chỉ giơ tay chỉ đã phế một tay của quỷ vương. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, chắc chắn bọn họ cho rằng quỷ vương Bắc Lăng làm bằng giấy. Chuyện này, bốn trưởng lão đang không ngừng tạo pháp ấn, thấy quỷ vương Bắc Lăng chỉ còn lại một cánh tay, động tác trên tay cũng dừng lại, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Mạc Phàm không nhiều tuổi, đã có bản lĩnh như vậy. Cho dù bọn họ dùng toàn lực đối phó cũng chưa chắc làm được như vậy. Bốn người chỉ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không chỉ không lo lắng, trái lại cười hung ác nham hiểm. Chỉ chém dụng một tay quỷ vương mà thôi, chính nhất giáo bọn họ từng chém quỷ vương Bắc Lăng chỉ còn lại cái đầu lâu, vẫn để quỷ vương Bắc Lăng trốn thoát về loạn tàng sơn, không lâu sau liền khôi phục như thường. Có Mạc Phàm làm tiêu hao thực lực của quỷ vương Bắc Lăng giúp bọn họ, đúng lúc bọn họ có thể bắt được quỷ vương Bắc Lăng. Đạt được quỷ tỷ trong tay ông ta. Chỉ là đạo sĩ mặt sẹo trong bốn người cười lạnh lùng. Bắc Lăng, ông không chỉ càng sống càng già nhưng không ai kính, bắt đầu bắt nạt hậu bối, bây giờ ngay cả hậu bối cũng không phải đối thủ.
Thân thể quỷ vương Bắc Lăng nhoáng lên một cái, lùi đến nơi cách Mạc Phàm 2 mét, gương mặt trắng nõn xanh mét, ánh mắt âm tình bất định, không dám có chút lơ là. Ý niệm của ông ta vừa động, hắc khí cuồn cuộn vần quanh bờ vai ông ta, hắc khí tán đi, một cánh tay mới xuất hiện. Một tay ông ta vươn về phía cự phủ biến mất, một lực lượng vô hình xuất hiện. Rầm, một tiếng, búa nhấc lên âm phong, bay vào trong tay ông ta. Ê tiểu tử, cậu là ai? Mạc Phàm chỉ giơ tay chỉ, vậy mà có thể hủy một tay của ông ta có cảm giác chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, vừa rồi không chỉ hủy một tay mà thôi, có khả năng tất cả quỷ thể của ông ta đều bị diệt. Gặp phải người có bản lĩnh như vậy, ông ta không thể khinh thường. Tôi đã nói rồi, ông còn chưa có tư cách biết tên tôi, nhưng có một chuyện có thể nói cho ông không nên luyện chế vạn anh đàn này, lại càng không nên luyện chế vạn anh. Mạc Phàm lấy vạn anh đàn đạt được từ tay người đàn ông gầy khô ra, nói. Hửm, quỷ vương Bắc Lăng nhíu mày, sắc mặt hung ác nham hiểm hơn vài phần. Sao ông ta có thể không biết cái bình này, đây là vạn quỷ anh cuối cùng ông ta cần để luyện chế vạn anh. Nhưng trước đó không lâu, ông ta cảm nhận được đồ đệ của mình bị người ta giết chết, lúc này mới tỉnh lại từ trạng thái bế quan, thì cảm nhận được đám người chính nhất giáo. Ông ta tưởng rằng người của chính nhất giáo giết đồ đệ của ông ta, ai biết là Mạc Phàm. Cậu giết đồ đệ của tôi? Không sai. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cậu giết đồ đệ của bổn vương, vì sao bổn vương không thể lấy một số đứa bé luyện chế pháp khí? Quỷ vương trầm giọng nói. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, trong mắt ông ta những đứa bé này giống như một con kiến. Ông ta vui vẻ thì không giết bọn họ. Mất hứng thì dùng bọn họ luyện chế pháp khí, đâu có cái gì có thể hay không thể. Mạc Phàm nói rất cao thượng, thực ra không khác gì ông ta. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Ông muốn so với tôi sao? Có gì không thể. Tôi giết đồ đệ ông vì đồ đệ của ông đáng chết, nhưng ông giết hại những đứa bé không nên chết. Hơn nữa tôi có bản lĩnh ngăn cản hậu quả giết chết đồ đệ ông có bản lĩnh gánh vác nhân quả này không? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm vừa nói những lời này, trong chớp mắt quỷ hỏa màu u lục lại giấy lên trong mắt quỷ vương Bắc Lăng. Ông ta sống mấy trăm năm, sao không hiểu ý trong lời nói của Mạc Phàm? Ngụ ý của Mạc Phàm là quỷ vương Bắc Lăng không cùng một đẳng cấp với cậu ta, đúng là buồn cười. Tiểu tử, bổn vương muốn xem bản lĩnh của cậu lớn thế nào, mà dám nói chuyện với bản vương như vậy, hôm nay tất cả những người xông vào loạn tàng sơn, đều không thể rời đi được. Khi nói chuyện, tay cầm cự phủ của quỷ vương Bắc Lăng chấn động. Cự phủ phát ra âm thanh cơ quan chuyển động, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cổ ấn màu đen. Ấn tỷ này nhỏ bằng đầu người, toàn thân đen tuyền, bên trên là cái đầu quỷ, phía dưới khắc mấy chữ nguệch ngoạc, thụ mệnh cửu u, hoàng tuyền vĩnh cố. Tỷ ấn này vừa xuất hiện, quỷ vật ở khắp núi lập tức quỳ xuống, giống như gặp được vương của bọn họ. Ngay cả tứ trưởng lão của chính nhất giáo cũng nhíu mày. Lộ ra vẻ bất ngờ. Đó là quỷ tỷ sao? Mục đích đến nơi này của bọn họ là quỷ tỷ, nhưng cụ thể quỷ tỷ được quỷ vương Bắc Lăng giấu ở đâu, bọn họ cũng không biết. Không ngờ cự phủ quỷ vương cầm trong tay, là quỷ tỷ trong truyền thuyết. Quỷ vương Bắc Lăng vừa để lộ quỷ tỷ, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng sáng. Lần này tôi sẽ khiến các người chết hết. Nói xong miệng ông ta há to, trực tiếp nuốt quỷ tỷ vào. Quỷ tỷ mới vào miệng, từng đạo quỷ văn xuất hiện trên người ông ta, rất nhanh đã lan ra khắp người ông ta. Trận pháp màu đen ở trên bầu trời giống như bị lực lượng của quỷ tỷ khiên dẫn, nhoáng lên một cái liền xuất hiện trên không quỷ vương Bắc Lăng, âm khí như ngân hà chảy ngược rơi xuống người quỷ vương Bắc Lăng. Thân thể quỷ vương Bắc Lăng bành trướng, cánh tay vốn dài hơn 3 thước tăng lên gấp 10 lần, sau đó là cơ thể ông ta, tiếng đùng đùng vang lên bên trong cơ thể. Bỗng nhiên cả người ông ta như mọc lên từ đất. Chỉ trong chớp mắt, quỷ vương Bắc Lăng biến từ hơn 10 thước thành cự nhân gần 100 mét, như một tòa nhà cao mấy chục tầng đứng trên núi, hạ tiếp sơn, thượng liên thiên khung. Khí tức thái sơn áp đỉnh tỏa từ người quỷ vương Bắc Lăng ra. Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người khác đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây là cảnh giới quỷ đế sao? Đây là uy lực của quỷ tỷ à? Quỷ tỷ không những truyền lệnh cho đám quỷ. Người nào nắm giữ quỷ tỷ trong tay sẽ là quỷ đế trong truyền thuyết, hay là nói cho dù tiểu quỷ nắm giữ quỷ tỷ cũng phát huy được thực lực cấp bậc quỷ đế. Tiểu tử,
lần này cậu có thể chết đi. Quỷ Vương Bắc Lăng nhìn Mạc Phàm, cười khinh miệt nói. Dám hủy một tay của Quỷ Vương Bắc Lăng, vậy thì phải dùng mạng để đổi. Tay ông ta tạo pháp ấn, một ấn ký màu đen sáng lên chỗ mi tâm ông ta, sau đó cánh tay lập tức xuất hiện ở phía sau lưng ông ta, có khoảng chừng hơn 1000 cái, tạo thành vòng tròn sau lưng ông ta. Quỷ thủ. Ông ta khẽ quát, hơn 1000 quỷ thủ như viên đạn từ trên trời giáng xuống bắn về phía Mạc Phàm, còn chưa tới, âm phong nổi lên bốn phía, mặt đất xung quanh Mạc Phàm đã lún xuống, hình thành một đám thủ ấn rất to. Vẻ khiếp sợ, lo lắng hiện lên trong mắt cô gái kia. Chuyện này, Quỷ Vương ngàn tay thân cao 100 mét, ngàn tay đánh xuống, cho dù là tòa nhà mấy trăm tầng, cũng sẽ bị Quỷ Vương Bắc Lăng hủy diệt, càng không nói đến người. Nguy hiểm, cô gái nắm chặt đôi tay nói. Người đàn ông kia thì cười đắc ý, không phải tiểu tử này rất kiêu ngạo sao, ép Quỷ Vương Bắc Lăng sử dụng quỷ tỷ, lần này xem Mạc Phàm làm sao giờ. Áo Mạc Phàm bay phần phật, tóc rối loạn. Ngẩng đầu nhìn hơn 1000 tay từ trên trời giáng xuống, trên mặt không có một chút biểu cảm như trước. Ông chuẩn bị xong rồi à? Quỷ Vương Bắc Lăng hơi sửng sốt, ngàn tay cũng dừng lại, bỗng nhiên kình phong như sóng biển căng lên. Thế nào, tiểu tử, muốn đầu hàng à? Ngại quá, cậu đã chọc giận bổn vương, không thể đầu hàng, trừ phi là tự sát, nếu không chỉ có thể chết. Quỷ Vương Bắc Lăng cười đắc ý nói. Sở dĩ quỷ tỷ vẫn luôn ở trong tay ông ta. Là vì có ít người sống biết đến. Chính nhất giáo biết quỷ tỷ ở trong tay ông ta, nhưng trước giờ không dám để lộ, sợ bị những người khác cướp đi quỷ tỷ. Còn những người khác, phàm là người từng thấy quỷ tỷ thì không một ai sống sót, đều bị giết chết. Nếu Mạc Phàm đã thấy quỷ tỷ, vậy chỉ có thể chết. Tiểu tử, cậu muốn tự sát sao? Quỷ Vương Bắc Lăng không vội giết Mạc Phàm, xác nhận lại. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Tươi cười như có như không xuất hiện trên mặt Mạc Phàm. Tôi nói ông chuẩn bị đi tìm chết chưa? Hửm. Tươi cười trên mặt Quỷ Vương Bắc Lăng cứng đờ, lông mày nhíu lại. Bổn vương chuẩn bị xong cho cậu đi chết rồi. Quỷ Vương Bắc Lăng tức giận nói, ngàn tay đánh mạnh xuống. Dưới lực lượng khủng bố, khe hở to lớn xuất hiện trên sơn thể, giống như có bàn tay to xé mở đại sơn liên tục, còn muốn xé thành từng mảnh từng mảnh. Bản lĩnh của ông không đủ, cộng thêm quỷ tỷ này cũng vậy thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói, mắt nheo lại. Quỷ tịch. Một tay hắn vươn ra giống hệt trước, nhưng lần này từ một ngón tay biến thành 5 ngón, không có một chút linh khí dao động đánh về phía Quỷ Vương Bắc Lăng. Tứ đại trưởng lão và người đàn ông kia ở quanh đó đều sửng sốt. Quỷ vương ngàn tay hủy diệt một trấn nhỏ cũng không kỳ lạ gì. Tiểu tử này đánh rất nhẹ nhàng, chắc là không đánh chết được một con ruồi. Vậy mà có thể đối phó được Quỷ Vương Bắc Lăng. Tiểu tử này coi Quỷ Vương Bắc Lăng là bùn đất sao? Đạo sĩ mặt sẹo cười nói. Ai nói không phải chứ? Nhưng vị đạo sĩ này vừa nói xong, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Thì ấp 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 ố a tuy tay Mạc Phàm khẽ vỗ ra, nhưng một tiểu thủ ấn động vào hơn 1000 đại thủ trên bầu trời, bỗng nhiên hơn 1000 con quỷ rơi từ trên bầu trời xuống dừng lại, sắc mặt Quỷ Vương cũng kỳ lạ theo. Thiên huyễn. Hơn 1000 cánh tay lập tức biến thành hắc khí, muốn vượt qua tiểu thủ ấn của Mạc Phàm, đè lên người hắn. Nhưng tay Mạc Phàm giống như một đạo sở hà hán giới, hơn 1000 cánh tay hư ảo khó mà vượt qua được. Trên mặt Quỷ Vương Bắc Lăng lộ ra thận trọng, ông ta nuốt sạch quỷ tỷ, đã có được tu vi quỷ đế cũng là thần cảnh, vậy mà không địch lại được một tay của tiểu tử này. Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai, sao lại có lực lượng mạnh như thế? Ông ta có niềm tin một quyền này có thể giết chết được tứ đại trưởng lão của chính nhất giáo, nhưng lại không làm gì được tiểu tử này, chắc chắn tiểu tử này không phải người bình thường. Ông chỉ cần biết ông như gà đất chó kiểng trước mặt tôi là được, kế tiếp ông phải trả giá cho những chuyện mà mình đã làm. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn vươn tay khẽ đẩy về phía Quỷ Vương Bắc Lăng, tiểu thủ ấn ở giữa không trung biến mất, khi xuất hiện đã đến trước ngực Quỷ Vương ngàn tay. Bùm, ngực Quỷ Vương Bắc Lăng giống như thủy tinh bị vỡ, nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể ông ta. Những chỗ dập nát đều biến thành quỷ khí như khói đen, biến mất trong không trung. Sắc mặt Quỷ Vương Bắc Lăng lập tức khó coi, bối rối chưa từng có xuất hiện trong mắt ông ta. Ông ta từng bị trưởng môn chính nhất giáo đánh chỉ còn lại đầu lâu, nghỉ ngơi rất lâu mới khôi phục lại quỷ thể, nhưng chưa từng bối rối giống hiện giờ. Lần này thì khác.
một trưởng của Mạc Phàm nhìn bình thường không có gì khác lạ, nhưng có thể hủy căn nguyên của ông ta, căn nguyên bị hủy ông ta không thể ngưng tụ thành quỷ thể. Nghĩ như vậy, ông ta gần như không do dự, thân thể khoảng chừng hơn 100 mét nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành to như người bình thường, quỳ rạp xuống trước người Mạc Phàm. Ông ta vừa quỳ, tất cả quỷ vật ở Loạn Tàng Sơn đều quỳ xuống theo. Vị đại sư này, là tiểu vương có mắt không tròng, mạo phạm cậu, cậu muốn quỷ tỷ tôi có thể cho cậu, chỉ cần cậu thả tiểu vương đi. Một tay quỷ vương Bắc Lăng để ở ngực, ăn nói khép nép, xưng hô đều đổi từ bổn vương thành tiểu vương. Tuy ông ta không biết tiểu tử này là ai, nhưng tuyệt đối không phải người ông ta có thể đối phó. Lúc này không cúi đầu, có khả năng sẽ hồn phi phách tán thật rồi. Ông ta tiêu dao mấy trăm năm, không muốn biến mất hoàn toàn như vậy. Tôi đã cho ông cơ hội rồi đúng không? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đã cho quỷ vương Bắc Lăng một cơ hội, nhưng quỷ vương Bắc Lăng không nắm lấy nó. Chuyện này, mắt quỷ vương Bắc Lăng khẽ đảo. Mong đại sư cho tiểu vương một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ sửa chữa lại những sai lầm trước đây, nếu không cho dù tiểu vương hồn phi phách tán, cũng không giao quỷ tỷ cho cậu. Quỷ vương Bắc Lăng nói. Đã đến mức độ này, ông ta chỉ có thể làm vậy. Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt phát lạnh. Uy hiếp tôi sao? Xem như là vậy. Quỷ vương Bắc Lăng hơi ngẩng đầu, không sợ hãi nói. Mạc Phàm tới Loạn Tàng Sơn, chắc chắn là vì quỷ tỷ, ông ta muốn sống chỉ có thể dựa vào quỷ tỷ này. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt liếc mắt nhìn quỷ vương Bắc Lăng một cái. Quỷ vương Bắc Lăng vì tăng tu vi của mình, giết không biết bao nhiêu người vô tội, có trăm mạng cũng không đủ chết, còn muốn cơ hội sống sót. Cơ hội không phải muốn đòi là cho, nhất là người như ông, vốn dĩ không xứng để tôi cho cơ hội, còn chuyện uy hiếp, ông phải có bản lĩnh đó mới được, đốt. Một chữ hạ xuống, bỗng nhiên tiểu thủ ấn trong ngực quỷ vương Bắc Lăng giấy lên hỏa diễm huyết sắc. Quỷ vương Bắc Lăng cảm nhận được hỏa diễm trong cơ thể, mắt ông ta mở to, trong chớp mắt trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Đây là, a, à, không. Ông ta còn chưa nói xong, hỏa diễm huyết sắc thoát ra từ ngực, tai mắt mũi miệng ông ta. Hỏa diễm huyết sắc đến chỗ nào, thân thể quỷ vương như người giấy bị đốt, hỏa diễm đốt tới chỗ nào thì chỗ đó ít đi một chút. Chỉ trong phút chốc, quỷ vương còn không có cơ hội vùng vẫy, liền biến thành cho tàn trước mặt đám người chính nhất giáo. Hỏa diễm huyết sắc đốt quỷ vương Bắc Lăng xong, thì chỉ còn quỷ tỷ màu đen trôi nổi lẻ loi trong không trung. Mạc Phàm không thèm nhìn đám người chính nhất giáo, một tay duỗi về phía quỷ tỷ sắp bay về phía tay hắn. Đợi một chút, đạo sĩ mặt sẹo sửng sốt một lát, mắt nheo lại, lạnh lùng nói. Những người khác cũng phản ứng kịp. Bóng dáng bốn người nhoáng lên một cái, xuất hiện xung quanh Mạc Phàm. Thế nào, các người muốn cướp quỷ tỷ từ tay tôi sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Không phải muốn cướp, tại hạ là Thiên Cơ đạo nhân đại trưởng lão của chính nhất giáo, quỷ tỷ này vốn là vật tổ truyền của chính nhất giáo chúng tôi, bị Bắc Lăng cướp đi, cho nên mong cậu trả quỷ tỷ vật quy nguyên chủ, chính nhất giáo vô cùng cảm kích. Thiên Cơ đạo nhân lạnh lùng nói. Tuy mong Mạc Phàm vật quy nguyên chủ, nhưng không có chút dáng vẻ cầu người khác, trái lại giống như đang ra lệnh cho Mạc Phàm. Ở giữa sườn núi, cô gái kia nghe Thiên Cơ đạo nhân nói vậy, lông mày nhíu lại. Quỷ tỷ là đồ của chính nhất giáo chúng ta sao? Cô ở chính nhất giáo lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe nói quỷ tỷ là bảo vật của chính nhất giáo. Cô chỉ mơ hồ nghe nói quỷ tỷ liên quan đến mở bí cảnh gì đó. Đương nhiên rồi, vậy mà em không biết chuyện này. Chẳng lẽ em đang hoài nghi nhân phẩm của sư phụ chúng ta sao? Người đàn ông ở bên cạnh nhíu mày, vô cùng bất mãn nói. Sắc mặt cô gái thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, không nói gì nữa. Mạc Phàm nhướng mà, liếc mắt nhìn bốn người một cái, chỉ lắc đầu cười. Ý niệm của hắn vừa động, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, một vòng xoáy xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Quỷ tỷ nhoáng lên một cái thì biến mất không thấy. Khi xuất hiện đã ở trong tay hắn. Nếu tôi không đưa, các người muốn dùng tứ phương yết đế trận trấn áp tôi sao? Mạc Phàm cầm quỷ tỷ, thản nhiên nói. Bốn vị đạo sĩ này luôn có ý đồ kích hoạt tứ phương yết đế trận, có thể giấu được quỷ vương Bắc Lăng, sao có thể giấu được cảm ứng của hắn? Thiên Cơ đạo nhân nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra. Nếu vị thí chủ này muốn cướp bảo vật trấn phái của chính nhất giáo chúng tôi, vậy chúng tôi chỉ có thể ra tay với cậu rồi.
Mạc Phàm phát hiện ra tứ phương yết đế trận thì thế nào, hôm nay bọn họ tới đây đã có nắm chắc vẹn toàn. Tứ phương yết đế trận mở ra, sẽ đè ép quỷ vương dễ như dẫm một con kiến. Nếu không phải bỗng nhiên quỷ vương Bắc Lăng đang bế quan thì tỉnh lại, phát hiện bọn họ đang kích hoạt tứ phương yết đế trận, quỷ tỷ đã đến tay bọn họ rồi. Cho dù Mạc Phàm có thực lực giết chết quỷ vương Bắc Lăng, nhưng không sao. Dưới tứ phương yết đế trận, cao thủ cảnh giới chân thần cũng phải lạy. Bây giờ trận pháp này đã ở trạng thái kích hoạt, chỉ cần một ý niệm trong đầu ông ta, có thể gọi tứ phương yết đế trận tới chấn áp Mạc Phàm. Nhưng Thiên Cơ đạo nhân không lập tức ra tay, chỉ cười. Đương nhiên, không phải chính nhất giáo chúng tôi không phân rõ phải trái, nếu cậu đồng ý giao quỷ tỷ cho chúng tôi có thể để cậu thành trưởng lão ngoại môn của chính nhất giáo, hưởng thụ địa vị cao nhất như chúng tôi, cậu cảm thấy thế nào? Ở thời cổ đại chính nhất giáo là thụ mệnh Vu Thiên, Thụ Phong và Đế Vương giáo phái, ra ngoài đều được xưng là thiên sư, nhận được sự tôn kính. Cho dù là bây giờ, chính nhất giáo vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn ở Hoa Hạ, thực lực không kém một tổ chức như Long Hoa Hội, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Chỉ cần trở thành trưởng lão của chính nhất giáo, không chỉ hưởng thụ đãi ngộ mà người bình thường không nghĩ tới, còn có thể thành tiên. Nếu không phải Mạc Phàm còn trẻ đã có tu vi này, chắc chắn ông ta đã không vươn cành cây cho Mạc Phàm như vậy. Mạc Phàm lắc đầu, Thiên Cơ đạo nhân này đúng là giỏi đổi trắng thay đen, rõ ràng là hắn lấy quỷ tỷ từ tay quỷ vương Bắc Lăng, quỷ tỷ này lập tức thành của chính nhất giáo, hắn lấy quỷ tỷ thì thành kẻ trộm pháp khí của chính nhất giáo. Trưởng lão chính nhất giáo, tôi không có hứng thú. Mạc Phàm không do dự nói. Trái lại hắn có biết về chính nhất giáo, kiếp trước hắn ra ngoài du lịch với Tiểu Tuyết, là đến Long Hổ Sơn đàn tràng của chính nhất giáo. Lúc ấy còn có một đạo sĩ tự xưng là trưởng lão kéo Tiểu Tuyết xem bói cho cô, không biết phải làm gì hắn đành nói ngày sinh tháng đẻ của mình. Kết quả vị đạo sĩ nói với Tiểu Tuyết, hôn nhân của hắn và Tiểu Tuyết rất mỹ mãn, còn sinh ra một nam một nữ. Kết quả hắn và Tiểu Tuyết quay về Giang Nam không lâu, dưới sự bức bách của Lâm Thiên Nam, hắn chia tay với Tiểu Tuyết, từ biệt là 500 năm, hừm. Đám Thiên Cơ nhíu mày, lộ ra chút bất mãn. Vậy mà tiểu tử này từ chối vị trí trưởng lão của chính nhất giáo, phải biết rằng có biết bao nhiêu người tranh rách đầu vì vị trí này. Cậu đã không muốn thành trưởng lão của chính nhất giáo chúng tôi, như vậy đi, cậu giao quỷ tỷ cho chúng tôi cho cậu đủ tài nguyên tu luyện, tán tu giống như cậu, rất khó có tài nguyên thích hợp, không có tài nguyên thì càng khó tiến lên trước, cậu thấy như vậy được không, đây là giới hạn lớn nhất của chúng tôi rồi, quỷ tỷ vốn là của chúng tôi vốn dĩ không cần hao phí nhiều sức như thế. Thiên Cơ đạo nhân nói, giống như cho Mạc Phàm chút lợi nhuận là bọn họ bố thí Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Thiên Cơ đại nhân nói, trực tiếp cất quỷ tỷ đi, sau đó hơi nhếch miệng cười nhạt. Không ngờ mấy vị đạo sĩ này coi hắn là tán tu bình thường. Quỷ tỷ, tôi sẽ không đưa cho các ông, cũng không cần phải đưa cho các ông. Cái gì, tiểu tử, cậu muốn thử uy lực của tứ phương yết đế trận à? Thiên Cơ nhíu mày, uy hiếp nói. Sở dĩ ông ta không ra tay, không phải vì uy lực của tứ phương yết đế trận không đủ, chỉ là muốn cho Mạc Phàm một cơ hội, dù sao tu hành không dễ, không ngờ Mạc Phàm không biết điều như vậy. Nếu Mạc Phàm không chịu giao quỷ tỷ ra, vậy bọn họ chỉ có thể ra tay, hôm nay nhất định phải lấy quỷ tỷ về. Ông ta liếc mắt ra hiệu với ba người khác, bỗng nhiên lệnh bài trước người bốn người sáng lên, một hư ảnh khổng lồ lập tức kéo từ người bọn họ ra. Bốn hư ảnh này đều cao khoảng 10 mét. Mặc long bào, giống như đế vương cổ đại, toàn thân mang theo cao lớn, uy nghiêm, khí tức không gì sánh nổi, khiến cho người ta cảm thấy khó thở, cũng làm người ta không dám nhìn thẳng. Nhất là chỗ tứ phương yết đế trận đè ép, ở chỗ Mạc Phàm, không gian giống như bị ngưng kết. Mạc Phàm cảm nhận được lực trói buộc khổng lồ trên người, cũng không hoảng loạn. Tứ phương yết đế trận do Vô Lượng yết đế, Ba La yết đế, Ba La Tăng yết đế, Ma Ha yết đế bốn vị đại năng tạo thành. Triển khai đại trận có thể khiến một chút phân thân của tứ đại yết đế hàng lâm. Yết đế đều là bỉ ngạn siêu thoát trong truyền thuyết, cho dù chỉ có một chút phân thân, tu sĩ bình thường cũng không thể đấu lại được. Hiện giờ hắn chỉ chịu lực lượng cơ sở nhất của tứ phương yết đế trận, nếu bốn người này cùng ra tay, lực lượng sẽ mạnh gấp 10 lần bây giờ. Tôi không có hứng thú với tứ phương yết đế trận, nhưng nếu các người đã kích hoạt tứ phương yết đế trận, vậy có thể thử xem tứ phương yết đế trận có thể làm gì tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói.
Nhưng tôi xông qua đại trận của Vu Thần Giáo, ở trong đại trận của Long Hoa Hội, còn chưa có một đại trận nào giam được tôi thấy Tứ Phương Yết Đế trận này cũng vậy thôi. Tuy Tứ Phương Yết Đế trận rất lợi hại, nhưng đáng tiếc bọn họ tìm lầm người rồi. Hửm, Mạc Phàm vừa nói những lời này, trong mắt bốn người cùng hiện lên chút sợ hãi. Người có thể xông qua trận pháp của Vu Thần Giáo và Long Hoa Hội còn sống rời đi rất ít, đến nay chỉ có một người, đó là... Nghĩ đến người kia, sắc mặt đám thiên cơ tái mét. Bọn họ không để thân phận của Mạc Phàm ở trong lòng, là vì cảm thấy thân phận của Mạc Phàm không thể cao được. Tiểu tử, cậu là ai? Tôi sao? Tôi tên là Mạc Phàm, các ông từng nghe nói chưa? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Hắn vừa nói những lời này, mấy người ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Cái gì? Cậu là Mạc Phàm sao? Trong mắt thiên cơ đạo nhân đều là sợ hãi, xác nhận lại. Ông từng nghe nói đến tên tôi rồi à? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Thiếu chút nữa thiên cơ đạo sĩ thổ huyết, có bao nhiêu người ở Hoa Hạ chưa từng nghe thấy tên này, nhất là ở thế gia, môn phái, chỉ sợ đa số đều bàn tán về Mạc Phàm. Ông ta thân là trưởng lão chính nhất giáo, sao có thể không biết Mạc Phàm danh chấn Hoa Hạ gần đây? Giữa sườn núi, cô gái kia nghe thấy hai chữ Mạc Phàm, trước mắt lập tức sáng lên. Mạc Phàm, cậu ấy là Mạc Phàm sao? Khi cô ở Long Hổ Sơn, thường xuyên bàn luận về Mạc Phàm với sư tỷ sư muội, nói về Mạc Phàm còn nhiều hơn đàn ông, ngôi sao ở thế tục, có không ít sư tỷ, sư muội muốn gả cho Mạc Phàm, cô cũng là một trong số đó. Không ngờ lại gặp được Mạc Phàm ở đây. Hơn nữa cô còn coi Mạc Phàm là tiểu tử tay trói gà không chặt. Nghĩ như vậy, mặt cô đỏ bừng. Cộp cộp, người đàn ông lùi về sau hai bước. Người mà anh ta vừa mở miệng trào phúng, lại là Mạc Phàm trong truyền thuyết. Chuyện này, sắc mặt tứ đại trưởng lão cũng không tốt hơn chỗ nào, bọn họ phải cướp quỷ tỷ từ tay Mạc Phàm sao? Tuy bọn họ rất tin tưởng Tứ Phương Yết Đế trận, nhưng nếu đối phó Mạc Phàm, đúng là bọn họ không nắm chắc. Hộ Sơn đại trận của Vu Thần Giáo để lại từ thời thượng cổ, rất nhiều tu sĩ tìm nhiều lần như vậy mà không tìm được, lại bị Mạc Phàm hủy diệt toàn bộ trận pháp. Hộ Trang đại trận của Long Hoa Hội được xưng là có thể giam Lâm Thiên Nam, nhưng cũng không chịu nổi một kích trước mặt Mạc Phàm. Chuyện này khiến bọn họ không thể không nghi ngờ Tứ Phương Yết Đế trận có giam được Mạc Phàm hay không. Chẳng trách còn trẻ tuổi đã có thực lực như vậy, một tay diệt được Quỷ Vương Bắc Lăng. Một đạo sĩ trong đó cảm thán nói. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không dám nói gì nữa. Nếu biết tôi là ai, vậy quỷ tỷ này là của chính nhất giáo các người nữa không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Chuyện này, bốn người đều lộ vẻ do dự. Đương nhiên bọn họ muốn quỷ tỷ này, có quỷ tỷ này bọn họ sẽ nắm chắc bình an vào trong bí cảnh kia. Nhưng có thể cướp được từ tay Mạc Phàm hay không thì không biết. Xin hỏi Mạc tiên sinh muốn dùng quỷ tỷ này làm gì, nếu có thể chính nhất giáo chúng tôi nguyện ý ra giá gấp đôi đổi lấy quỷ tỷ này. Thiên cơ đạo nhân suy nghĩ một lát, nói. Tôi dùng làm gì không cần nói với các người, cũng không có hứng thú trao đổi với các người. Mạc Phàm không suy nghĩ, nói thẳng. Nếu lúc đầu chính nhất giáo khách sáo như vậy, hắn còn suy xét. Dù sao hắn chỉ dùng quỷ tỷ này triệu hoán một số quỷ mị bổ sung thiên hỏa đại trận. Tác dụng khác có cũng được không có cũng chẳng sao đối với hắn. Nhưng chính nhất giáo vừa mở miệng đã bảo hắn vật quy nguyên chủ. Nếu hắn không phải là Mạc Phàm, chắc chắn đám người chính nhất giáo đã cố chấp cướp đoạt. Nếu là như vậy, vì sao hắn phải trao đổi quỷ tỷ với chính nhất giáo? Thiên cơ đạo nhân nhíu mày, mắt khẽ đảo. Một lát sau, lúc này ông ta mới mở miệng lần nữa. Mạc tiên sinh cố chấp phải làm vậy sao, không gạt cậu. Quỷ tỷ vô cùng quan trọng đối với chính nhất giáo chúng tôi, cho nên mong Mạc tiên sinh nể mặt ba chữ chính nhất giáo, trao đổi quỷ tỷ với chúng tôi. Trong giọng nói mang theo ý uy hiếp nồng đậm, Mạc Phàm lắc đầu cười, không tin tưởng Tứ Phương Yết Đế trận, thì dùng chính nhất giáo tới đẻ hắn sao? Ngón tay giữa hắn sáng lên, quỷ tỷ lại xuất hiện. Quỷ tỷ này quan trọng với chính nhất giáo các ông như thế, quan trọng đến mức các ông mặc kệ Quỷ Vương Bắc Lăng giết người bừa bãi để luyện quỷ ở đây. Mà chẳng quan tâm, chỉ một lòng muốn lấy đi quỷ tỷ sao? Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên chính nhất giáo tới cướp quỷ tỷ của quỷ vương, chính nhất giáo là giáo phái đứng đầu đạo giáo Hoa Hạ, muốn diệt quỷ vương Bắc Lăng cũng không khó gì, nhưng bọn họ luôn không ra tay,
quỷ vương giết nhiều người như thế, cũng có một phần của chính nhất giáo. Sắc mặt đám thiên cơ lập tức âm trầm bất định, khó coi hơn nhiều, giống như bị người ta tát trước mặt mọi người. Cậu đã nói như vậy, vậy chúng tôi chỉ có thể xác nhận một phen, cậu thật sự là Mạc Tiên Sinh, hay là Mạc Tiên Sinh giả mạo? Thiên cơ đạo nhân do dự một lát, rồi nói. Bất luận thế nào, bọn họ nhất định phải lấy được quỷ tỷ, cho dù là Mạc Phàm cũng không được. Chỉ dựa vào tứ phương yết đế trận này sao? Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua tứ phương yết đế trận, lạnh nhạt hỏi. Không được sao? Thiên cơ đạo nhân lạnh lùng nói. Tứ phương yết đế trận thì có thể, nhưng các ông không được, Mạc Phàm nói. Tứ phương yết đế là bốn vị đại năng đạo môn, khi ở tu chân giới hắn từng gặp bốn vị này rồi, tuy không ở trên bảng thập đại cao thủ, nhưng mỗi người đều có năng lực thông thiên. Cho dù mượn đại năng chi lực của bốn vị này tạo tứ phương yết đế trận, cũng được xưng có uy năng ma kha vô lượng. Nhưng tứ phương yết đế đến đây, cũng không làm gì được hắn. Tứ phương yết đế trận của bốn vị đạo sĩ này, thì càng không thể ngăn cản hắn. Được rồi, hôm nay bản đạo trưởng sẽ xem bản lĩnh của cậu lớn thế nào, mà chúng tôi không giam được cậu. Thiên cơ đạo trưởng nhíu mày, trong mắt chấp lóe sắc lạnh, lạnh lùng nói. Ha ha! Mạc Phàm chỉ cười, không trả lời, giống như không để những lời này ở trong lòng. Thiên cơ đạo trưởng nhíu mày càng chặt hơn, hai mắt gần như phun ra lửa. Nam mô, thiên cơ đạo trưởng quát. Hai chữ vừa vang lên, hai mắt hư ảnh yết đế ở phía sau ông ta sáng lên, ánh sáng giống như tia laser đè về phía Mạc Phàm. Trái lại Mạc Phàm không sao, nhưng mặt đất dưới chân hắn vỡ vụn, giống như không chịu nổi lực lượng cường đại này. Trong mắt yết đế này vừa nở rộ quang mang, sáu thực ngôn khác ngầm chứa lôi âm truyền ra từ miệng địa cơ, huyền cơ và hoàng cơ ra. Hát la, đát na, ma lũ, sáu chữ vang lên, lục đạo cột sáng mang theo lực lượng vô lượng đè về phía Mạc Phàm. Sáu đạo quang trụ cùng tiến lên, một khắc trước thềm đá dưới chân Mạc Phàm chỉ vỡ vụn, trong chớp mắt lún sâu xuống, hình thành một đại động sâu không thấy đáy. Trên không đại động, Mạc Phàm giống như không chịu ảnh hưởng, đứng lơ lửng giữa trời. Thiên cơ đạo trưởng nhíu mày, trong mắt chấp lóe ánh sáng, không chút do dự rút pháp kiếm sau lưng ra, miệng niệm thần chú. Theo ông ta niệm thần chú, ma văn lan tràn từ tay ông ta đến pháp kiếm. Chảm! Ông ta khẽ quát, trường kiếm trong tay chém về phía Mạc Phàm. Cùng lúc đó, yết đế sau lưng ông ta cũng rút bảo kiếm bên hông ra. Kiếm khí như một đạo cầu vồng xẹt qua bầu trời chém về phía Mạc Phàm. Rõ ràng chỉ là một kiếm, nhưng cả ngọn núi cho dù là quỷ vật ở xung quanh hay đất đá đều run rẩy dữ dội. Chỗ giữa sườn núi, kiếm trong tay cô gái và người đàn ông kia còn trực tiếp nứt ra. Nhìn uy lực của một kiếm này, thiên cơ đạo trưởng hơi nhếch miệng, cười khẽ. Mắt đại biểu cho lực lượng phong ấn của tứ phương yết đế trận, nhưng đáng sợ chân chính của tứ phương yết đế trận là tiên khí trong tay bọn họ. Không những diệt được quỷ thần, cũng có thể chém yêu nghiệt, thậm chí có thể lục tiên, đây là chỗ dựa lớn nhất để ông ta dám cướp quỷ tỷ trong tay Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn một kiếm của thiên cơ đạo trưởng, không làm gì chỉ có môi khẽ mở. Niết bàn. Hai chữ vừa vang lên, một kiếm khuynh thiên ở trên bầu trời dừng lại, tám tia mắt cũng dừng lại theo. Tứ phương yết đế chưa từng mở miệng, thậm chí còn hơi cúi người với Mạc Phàm. Vô lượng thiên tôn. Bất luận là tư thái hay giọng điệu đều vô cùng khách sáo. Sau đó hư ảnh tứ phương yết đế nhanh chóng mơ hồ, hóa thành vô số hạt sáng biến mất trong không khí. Cả ngọn núi lặng ngắt như tờ. Đây là tình huống gì vậy? Trong giữa sườn núi, mắt người đàn ông kia mở to, khó mà tin nói. Hai chữ đã phá được tứ phương yết đế trận, không cần phải ra tay. Vì tứ phương yết đế trận này, chính nhất giáo bọn họ hao phí tâm huyết rất lớn. Mới luyện chế thành công, nếu không sẽ không để mãi ngày hôm nay mới lấy ra. Nhất là pháp kiếm trong tay thiên cơ đạo trưởng, lại càng phế đi 10 năm, là thiên tử kiếm trong truyền thuyết tìm được ở cổ mộ, mới có một kiếm khuynh thiên như vừa rồi. Nhưng vũ khí mà chính nhất giáo bọn họ chuẩn bị tỉ mỉ, vậy mà bị Mạc Phàm phá giải được một cách rất nhẹ nhàng. Cô gái kia khiếp sợ không nói nên lời, ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Sắc mặt đám thiên cơ thì càng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước. Chuyện này, bọn họ tưởng rằng một kiếm này có thể chém Mạc Phàm, ai biết lại có kết quả như vậy. Tứ phương yết để chỉ để lại một câu vô lượng thiên tôn,
rồi tiêu sái rời đi. Lạch cạch, tứ phương yết đế vừa biến mất, ngọc phù bay quanh bốn người bọn họ mất đi sáng bóng, rơi xuống mặt đất, rơi thành mảnh nhỏ. Trong lòng bốn người co rúm, giống như trái tim bị đao cắt một miếng. Mạc Phàm, cậu! Nói một nửa, Thiên Cơ đạo nhân nuốt những lời muốn nói vào bụng. Mạc Phàm tạo pháp ấn, tảng đá trong động dưới chân hắn nhanh chóng dâng lên, thềm đá khôi phục lại như ban đầu, hắn khẽ bay ở trên. Dùng tứ phương yết đế trận đối phó hắn, không thể không nói bốn người này chọn sai đối tượng rồi. Khi ở tu chân giới, hắn dùng y thuật cứu tứ phương yết đế trên chiến trường thần ma, vì báo đáp ân cứu mạng của hắn, tứ phương yết đế để lại một pháp môn trong tứ phương yết đế trận cho hắn. Pháp môn là một số trận pháp, cửa sau trong pháp thuật, vì tránh pháp thuật và trận pháp mình sáng tạo thương tổn người nhà, người sáng tạo ra trận pháp và pháp thuật sẽ để lại pháp môn, khi gặp trận pháp và pháp thuật, chỉ cần khu động những pháp môn này, trận pháp và pháp thuật sẽ không có tác dụng. Ý Niết Bàn là vô vi, đây là pháp môn tứ phương yết đế đưa cho hắn, chỉ cần hắn niệm chân môn này, tứ phương yết đế trận sẽ biến mất. Khi đối phó quỷ vương Bắc Lăng, hắn còn phải ra tay, phá giải trận pháp này, ngay cả tay cũng không cần dùng. Các ông còn muốn thử tôi là thật hay giả nữa không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Thiên Cơ đạo trưởng một cái hỏi. Miệng Thiên Cơ đạo trưởng cử động vài cái, lúc này mới mở miệng, giống như rất khó nói. Không thử, vừa rồi là chúng tôi mạo phạm Mạc tiên sinh, mong Mạc tiên sinh tha thứ. Tứ phương yết đế trận đều bị Mạc Phàm phá, cho dù bọn họ muốn thử, cũng phải có bản lĩnh này. Vậy quỷ tỷ này, các ông còn muốn không? Mạc Phàm đưa quỷ tỷ về phía Thiên Cơ đạo trưởng nói. Thiên Cơ đạo trưởng nhìn thấy quỷ tỷ, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Chỉ có thể lắc đầu. Quỷ tỷ là của Mạc tiên sinh, chúng tôi không dám yêu cầu xa vời. Nếu lúc này ông ta còn dám muốn quỷ tỷ, nói không chừng Mạc Phàm sẽ khiến ông ta biến mất như tứ phương yết đế. Quỷ tỷ để ở chỗ Mạc Phàm trước, đợi về Long Hổ Sơn rồi tính sau. Được rồi, nếu các ông từ bỏ quỷ tỷ, vậy thanh kiếm của ông tôi muốn rồi. Mạc Phàm chỉ thanh kiếm trong tay Thiên Cơ đại nhân, thản nhiên nói. Bây giờ đám người này không muốn cướp quỷ tỷ, nhưng dù sao cũng có ý cướp quỷ tỷ từ tay hắn, bây giờ đến lượt hắn rồi. Mạc tiên sinh, cậu làm như vậy là không được, quỷ tỷ không phải đồ của chính nhất giáo chúng tôi, nhưng thanh kiếm này thật sự là pháp khí của chính nhất giáo chúng tôi. Sắc mặt Thiên Cơ đạo trưởng thay đổi, vội vàng nói. Tứ phương yết đế trận bị Mạc Phàm phá thì không nói, ông ta cũng không muốn mất đi pháp kiếm này. Ý của ông là các ông có thể cướp đồ từ tay tôi, nhưng tôi phải tha thứ cho các ông, không làm gì sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Mạo phạm hắn mà không để lại gì, nghĩ hay quá nhỉ? Chuyện này, sắc mặt đám Thiên Cơ đạo trưởng âm trầm bất định. Mạc tiên sinh, quả thật vừa rồi là chúng tôi mạo phạm, chúng tôi chỉ muốn xác nhận xem cậu có phải là Mạc tiên sinh hay không, không có ý gì khác. Thiên Cơ đạo trưởng vẫn cố gắng giải thích. Linh khí trên địa cầu khô kiệt, pháp khí cũng vậy, nhất là pháp khí thượng phẩm thì càng ngày càng ít. Thiên tử kiếm trong tay ông ta phải mất 10 năm mới tìm được, sao ông ta nỡ đưa cho Mạc Phàm? Không đưa cũng được, vậy tôi phế tu vi của bốn người. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thân thể đám Thiên Cơ lập tức run lên, giống như bị sét đánh. Nếu những người khác nói như vậy với bọn họ chắc chắn bọn họ sẽ không tin, nhưng Mạc Phàm thật sự có tư cách này. Nhị sư huynh, nếu Mạc tiên sinh thích thanh kiếm này, anh đưa cho cậu ấy là được. Huyền Cơ đạo trưởng khuyên. So với tu vi của bốn bọn họ, một kiện pháp bảo không tính là gì, càng không nói đến một kiện pháp khí. Thiên Cơ đạo trưởng do dự, hai tay đưa thiên tử kiếm cho Mạc Phàm. Mạc Phàm đoạt quỷ tỷ của bọn họ, chắc chắn chính nhất giáo bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, tạm thời để thanh kiếm này trong tay Mạc Phàm vài ngày vậy. Nếu Mạc tiên sinh thích, vậy thì cầm lấy đi. Thiên Cơ đạo trưởng nghiến răng nói. Một tay Mạc Phàm duỗi về phía thiên tử kiếm, lực hút vô hình sinh ra, trường kiếm bay vào trong tay hắn, ánh mắt hắn phát lạnh theo. Lần này nể mặt vị cô nương kia, tôi không giết các người, nhưng nếu có lần sau, sẽ như thanh kiếm này. Hắn nói xong tay chấn động, thiên tử kiếm bị cắt thành từng mảnh từ tay Mạc Phàm. Keng keng, một thanh kiếm pháp khí chính nhất giáo hao phí 10 năm mới tìm được. Hóa thành mảnh nhỏ rơi lên trên thềm đá. Vị đạo sĩ này vốn dung túng quỷ vương Bắc Lăng, lại có ý đồ cướp quỷ tỷ trong tay hắn.
nếu thực lực của hắn không đủ, không chỉ quỷ tỷ bị cướp đi, còn bị bọn họ giết diệt khẩu. Nếu không phải cô gái kia có tấm lòng thiện lương, đám đạo sĩ này ở Loạn Tàng Sơn luôn đi. Sắc mặt Thiên Cơ đạo trưởng lập tức như gan heo để mấy ngày, vô cùng khó coi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ông ta đường đường là trưởng lão của chính nhất giáo, lại bị một tên tiểu tử hủy pháp khí trước mặt nhiều người như thế. Mạc, không đợi ông ta phát tác lửa giận, liền bị đám Huyền Cơ giữ chặt. Cảm ơn Mạc tiên sinh khoan hồng độ lượng, ngày khác chính nhất giáo chúng tôi sẽ đến cửa giải thích, nếu không còn chuyện gì, chúng tôi rời đi trước. Huyền Cơ cười nói. Đi đi. Mạc Phàm không để ý đến Thiên Cơ đạo trưởng, nói. Đám Huyền Cơ như được đại xá, kéo Thiên Cơ đạo trưởng nhanh chóng rời đi. Cô gái nhìn Mạc Phàm vài lần, lúc này mới hơi cúi người với Mạc Phàm lưu luyến không rời đuổi kịp đám Huyền Cơ. Người của chính nhất giáo vừa đi, hắn nhìn thoáng qua trận pháp trên trời và quỷ vật đầy núi đồi. Một pháp ấn đánh vào trong quỷ tỷ, trận pháp trên bầu trời nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng biến thành một chấm đen rơi từ trên bầu trời nhập vào trong quỷ tỷ. Trên quỷ tỷ, hai mắt đầu quỷ sáng lên. Mạc Phàm mở miệng niệm thần chú, quỷ tỷ lập tức bay đi. Một đạo ánh sáng bắn từ trong quỷ nhãn ra, chiếu lên trên mặt đất, hình thành một vòng tròn không đáy. Ngay sau đó thần thức của Mạc Phàm như thủy triều lao nhanh mà ra, chỉ trong chốc lát đã bao trùm Loạn Tàng Sơn bên trong. Tất cả quỷ vật ở Loạn Tàng Sơn tiến vào trong quỷ tỷ, nếu không, diệt. Những quỷ vật này vốn không thuộc về nơi này, không ở đây thì tốt hơn. Những quỷ vật này nghe thấy lời Mạc Phàm nói, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chưa tới một giây, quỷ vật như thủy triều chạy vào hắc động không đáy. Vừa vào hắc động, những quỷ vật này liền biến mất không thấy. Nửa tiếng sau, Mạc Phàm phóng thần thức quét một vòng trong Loạn Tàng Sơn, xác nhận không còn quỷ vật tồn tại, hắn mới cất quỷ tỷ đi. Hắn nhìn thoáng qua quỷ tỷ, cười nhạt. Bây giờ đến lúc về Giang Nam rồi. 3 tiếng sau, Mạc Phàm ra khỏi một chiếc taxi, đến trước trang viên Mạc gia. Hắn vừa tới cửa, bỗng nhiên cửa trang viên mở ra, một đám người đi ra ngoài. Dẫn đầu là Tiểu Vũ chớp lóe mấy cái, liền đến bên cạnh Mạc Phàm, nhào vào người hắn. Anh, cuối cùng anh cũng về rồi. Tiểu Vũ vùi đầu vào cổ Mạc Phàm, ôm chặt lấy Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, hắn ra ngoài rồi quay về chỉ mất 3 ngày, vậy mà tiểu nha đầu này giống như vài năm không gặp. Hắn véo mũi Tiểu Vũ, đi về phía những người khác. Trong đám người, ngoại trừ cha mẹ và mấy người Mạc gia gia, còn có Tần, Lạc hai vị lão gia tử. Từ lần trước hai vị này đã không quay về, luôn ở trang viên dính chút linh khí. Trừ mấy người kia ra, còn có Lam Điệp, Tôn Huyền Cơ, anh em Bạch Vô Thành Bạch Vô Song và tiểu ma nữ An Hiểu Hiên. Cung nghênh Mạc tiên sinh quay về. Đám Tôn Huyền Cơ đến gần Mạc Phàm, cung kính nói. Không cần khách sáo như vậy, đều vào cả đi. Mạc Phàm lên tiếng. Một đám người đi vào trong trang viên, chỉ trong phút chốc đã đến lương đình trong trang viên. Bởi vì biết hắn quay về, nơi này đã bố trí xong, đám Tần Kiệt, Chu Hiệt và A Hào đã ở đây. Đám cha mẹ Mạc Phàm biết hắn có việc muốn nói, hàn huyên vài câu liền rời đi, chỉ có Tiểu Vũ vẫn bám lấy Mạc Phàm. Tiểu Vũ, nhanh xuống khỏi người anh con có chuyện quan trọng cần nói. Mẹ Mạc Phàm cười bất đắc dĩ nói. Bây giờ con là Tiên Thiên Tông Sư, con cũng có thể nói chuyện. Tiểu Vũ bĩu môi, không chịu nhúc nhích. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, ngón tay sáng lên, mấy hộp thức ăn xuất hiện trên bàn trong lương đình. Tiên Thiên Tông Sư có muốn ăn vịt quay thủ đô chính tông hay không, còn nóng đó. Mạc Phàm cười nói. Kiếp trước mỗi lần hắn mang theo Tiểu Vũ đi qua Quan Rút, một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng với món vịt quay Bắc Kinh thủ đô, Tiểu Vũ đều dừng lại rất lâu, bởi vì không có tiền, cô muốn ăn cũng không dám nói. Trước khi rời khỏi thủ đô, hắn đã đến Quan Rút thủ đô một chuyến. Mua mấy con đặt vào trong nhẫn chữ vật. Tiểu Vũ vừa nghe đến ăn, lập tức nhảy khỏi người hắn, cầm hộp lên định rời đi, nhưng mới đi được một bước, cô để một hộp thức ăn lên trên bàn. Cho mọi người ăn hộp này, lần này đi cứu chị dâu, nhất định phải mang em đi theo đó, nếu không em sẽ bảo cha đánh anh. Tiểu Vũ giống như người lớn ra lệnh. Được, Mạc Phàm gật đầu, lúc này Tiểu Vũ mới như con mèo nhỏ tham ăn rời đi. Đám Tiểu Vũ vừa đi, anh em Bạch Vô Thành và Bạch Vô Song đi ra, quỳ với Mạc Phàm. Mong Mạc tiên sinh cứu Tiểu Tuyết và những người Bạch gia khác.
hai người còn chưa quỳ xuống, ý niệm của Mạc Phàm vừa động, một lực lượng vô hình nâng hai người lên. Hai người đều là trưởng bối của Tiểu Tuyết, không cần khách sáo như vậy, hôm nay tôi sẽ đi Nhật Quốc, giải quyết chuyện này. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, thản nhiên nói. Không cần hai người mở miệng, hắn đều đến Nhật Quốc. Hắn định hoàn thành hai châm thứ thể trước, sau đó mới đến Nhật Quốc. Hiện giờ không thể để lâu như vậy, tránh đêm dài lắm mộng, hôm nay đi Nhật Quốc thì hơn. Bạch Vô Thành và Bạch Vô Song nghe Mạc Phàm nói vậy, lúc này mây đen mới ít đi một chút. Cảm ơn Mạc tiên sinh, sau này Bạch gia tôi nguyện ý nghe Mạc tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện này thì không cần, nhưng tôi không muốn nhìn thấy những người ở Giang Nam ép Tiểu Tuyết đi Nhật Quốc. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết đi Nhật Quốc, tuy xuất phát từ chủ tâm của cô, nhưng nhất định là có người ép buộc, nếu không Tiểu Tuyết đã không nói với hắn một tiếng mà đến Nhật Quốc. Chuyện này thì Mạc tiên sinh yên tâm, mấy người kia đã bị tôi nhốt vào trong thủy lao, tôi lập tức trục xuất bọn họ khỏi Bạch gia, đuổi khỏi Giang Nam. Bạch Vô Thành thề son sắt nói. Ông ta cũng hận thấu xương mấy người mở miệng trào phúng, sớm đã nhốt đám người đó vào trong thủy lao rồi. Mạc Phàm không đáp lại, rời mắt nhìn Lam Điệp muốn nói lại thôi. Cô nói suy nghĩ của mình đi, Lam tiểu thư. Bình thường Lam Điệp đều mặc lễ phục chế ngực dán sát mông, hiếm khi mới mặc trang phục công sở màu xám bạc vừa người như hôm nay, quần áo bó sát biểu lộ dáng người hoàn mỹ của cô. Nhất là quần áo bên trong, giống như sẽ rách ra bất cứ lúc nào. Phía dưới còn đi tất chân màu đen nữa. Khá nhiều vải vóc, không chỉ không hạ thấp độ nóng bỏng của cô, trái lại có thêm vài phần hấp dẫn khác, người không biết còn tưởng là giáo viên trường học hay tổng giám đốc công ty nào đó. Tôi là người ngoài, vốn không nên xen miệng, nhưng hôm nay Mạc tiên sinh đến Nhật Quốc, có phải hơi kích động hay không? Lam Điệp do dự một lát, duyên dáng yêu kiều đi đến bên cạnh Mạc Phàm, vẫn mở miệng. Có ý gì? Mạc Phàm hỏi. Theo tôi được biết, Mạc tiên sinh từng gặp ABC Mây Bạch Hồ công tử ở thủ đô rồi. Lam Điệp nói, ABC Mây, là đại âm dương sư Nhật Quốc đúng không, vậy mà ông ta vẫn còn sống. Vẻ mặt Tôn Huyền Cơ ngây ngốc hỏi. Mấy người khác không mở miệng, nhưng sắc mặt thay đổi. ABC Mây rất nổi tiếng, gần như là anh linh của Nhật Quốc. Không sai. Mạc Phàm không giấu giếm, gật đầu. Hắc thị nắm giữ tin tức của Hoa Hạ. Hắc thị biết những chuyện này cũng không kỳ lạ, cũng không có gì phải giấu giếm. Tu vi của ABC Mây cao thấp thế nào thì không cần nói, chắc Mạc tiên sinh biết ông ta từng tới Hoa Hạ rồi. Đôi mắt Lam Điệp khẽ đảo, nói tiếp. Ý của cô là có khả năng ABC Mây hiểu rất rõ về đạo thuật, võ đạo Hoa Hạ sao? Mạc Phàm nhướn mày nói. Đúng vậy. ABC Mây vốn phong ấn thiên cẩu, lại phong ấn bát kỳ đại xà. Thực lực không kém Mạc Phàm thì không nói, ông ta còn từng tới Hoa Hạ, hiểu rất rõ về đạo thuật, võ đạo của Hoa Hạ. Minh Pháp hữu ước, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ABC Mây hiểu rõ về Hoa Hạ như vậy, chỉ sợ Mạc Phàm đến Nhật Quốc khó mà cứu được Bạch Tiểu Tuyết và người Bạch gia. Lam Điệp vừa nói những lời này, sắc mặt không ít người ở đây đều khó coi, nhất và Bạch Vô Thành và Bạch Vô Song, đều nhíu chặt mày. Lam Điệp nói những lời như vậy. Quả thật chuyện này không đơn giản như thế. Trong mắt đám người hiện lên vẻ lo lắng, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ hơi nhếch miệng, cười nhạt. Lam tiểu thư, Hắc thị các cô hiểu rõ về pháp thuật, võ đạo Hoa Hạ, hẳn là không kém người Nhật Quốc đúng không? Chuyện này là đương nhiên. Lam Điệp nhướn mày, gật đầu. Lịch sử Hắc thị có thể ngược dòng về thượng cổ, một người từng đến Hoa Hạ có thể hơn được sao? Vậy Hắc thì các cô biết về tôi bao nhiêu? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nhìn Lam Điệp hỏi. Hửm! Lam Điệp nhướn mày, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ dị sắc. Đối với Mạc tiên sinh, Hắc thị chúng tôi không biết nhiều lắm. Bọn họ từng điều tra những pháp thuật mà Mạc Phàm thi triển, có rất ít là pháp thuật Hoa Hạ, nhưng cho dù vậy uy lực và hiệu quả đều mạnh hơn pháp thuật Hoa Hạ nhiều. Hắc thị các cô không biết rõ về tôi. Cô nghĩ ABC Mây sẽ biết về tôi bao nhiêu? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đông trùng bất khả ngôn hạ, hạ trùng bất khả ngữ băng, toàn thân hắn truyền thừa tiên giới. Một phàm nhân như ABC Mây có thể biết hắn là mưa hay tạnh được sao? Mạc Phàm vừa nói những lời này, lông mày Lam Điệp hơi giãn ra. Quả thật như lời Mạc Phàm nói,
lúc trước cô lo lắng dư thừa rồi, ABC Mây hiểu rõ Hoa Hạ, nhưng không biết gì về Mạc Phàm. Nhưng Mạc tiên sinh đi Nhật Quốc, vậy Giang Nam làm sao bây giờ, hiện giờ không phải là một đám người muốn đối phó Mạc tiên sinh, Thanh Bang tụ tập một đám người ở Chúng Thần Sơn, Long Tổ cũng đoạn tuyệt với Mạc tiên sinh, trên đường quay về cậu còn trêu chọc Chính Nhất giáo nữa đúng không? Nhật Quốc cách Giang Nam 600-700 km, cho dù ngồi máy bay tư nhân cũng phải mất 5-6 tiếng. Mạc Phàm vừa rời khỏi Hoa Hạ, chắc chắn có người sẽ nhân cơ hội mà ra tay. Thanh Bang, Long Tổ, Chính Nhất giáo, những thế lực này bất luận là thế lực nào đều không dễ chọc, không có Mạc Phàm trấn thủ, Giang Nam gần như là thịt cá trên thớt. Mọi người nhìn xem đây là gì? Tay Mạc Phàm vung lên, một đám mắt lửa xuất hiện xung quanh. Những đốm lửa này không chỉ có ở bất cứ đâu, hơn nữa bất luận lớn nhỏ đều mang theo tinh khí nồng đậm, trôi nổi trong không trung, nhìn vô cùng rực rỡ. Nhìn thấy những đốm lửa không đếm được này, sắc mặt không ít người kỳ lạ. Mạc tiên sinh, đây là... Lam Điệp vươn tay ra, ngón tay trắng nõn chạm vào một đốm lửa bên cạnh cô, tò mò hỏi. Là tiên hỏa mà các cô hay nói. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bỗng nhiên sắc mặt Lam Điệp thay đổi, giống như bị điện giật vội rụt tay lại. Tiên hỏa. Sao cô có thể không biết tiên hỏa, là ngọn lửa còn mạnh hơn chân hỏa, rất hiếm có trên địa cầu. Nhưng cho dù là loại nào đều vô cùng đáng sợ, không thể để dính vào một chút, chỉ cần dính một chút, nếu không lập tức cắt phần bị đốt, sẽ bị tiên hỏa thiêu thành cho tàn, cho dù là tiên tiên cũng không dám động vào những ngọn lửa này. Vậy mà vừa rồi cô động vào một đóa tiên hỏa, may mắn Mạc Phàm không có ý giết cô, nếu không vừa rồi cô đã hóa thành cho tàn. Sao có nhiều tiên hỏa như vậy? Lam Điệp hỏi. Tiên hỏa vốn hiếm có, nhưng Mạc Phàm lại bố trí tiên hỏa đầy trời. Nếu cô đoán không sai, xung quanh Mạc gia đều là tiên hỏa. Đây tính là nhiều sao, nếu tôi nói với cô, cả Giang Nam đều được những đốm lửa này bao phủ, những đốm lửa mà cô vừa nhìn thấy chỉ là một phần thì sao? Mạc Phàm nói xong, tay lại vung lên, rất nhiều đốm lửa ẩn trong không gian lập tức lộ ra. Ý niệm của hắn vừa động, một số thiên hỏa được hắn thả ra lúc trước xuất hiện. Chỉ trong phút chốc, mật độ thiên hỏa đâu chỉ gấp đôi, như vì sao trên bầu trời. Một đám người đứng yên không dám cử động, sợ động phải thiên hỏa, dẫn lửa thiêu thân. Mạc Phàm bưng một chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, ống tay áo vung lên, thiên hỏa biến mất toàn bộ. Bây giờ cô còn cảm thấy Giang Nam là vấn đề nữa không? Những người khác hít vào một hơi khí lạnh, lúc này thân thể mới thả lỏng hơn, nhưng ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Vậy mà Mạc Phàm bố trí thiên hỏa ở khắp Giang Nam thần không biết quỷ không hay, còn nhiều như vậy. Có mấy thứ này, Mạc Phàm muốn giết ai ở Giang Nam, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu, còn tốt hơn vũ khí nóng hiện giờ. Bạch Vô Thành thì càng run lên. May mà ông ta chưa hoàn toàn là địch với Mạc gia. Nếu không bọn họ bị thiên hỏa diệt tộc, có khả năng còn không biết ai làm. Thật đáng sợ. Mạc tiên sinh, nếu không có cậu khống chế, mấy ngày này thiên hỏa sẽ phát động tấn công thế nào? Bỗng nhiên Lam Điệp nghĩ đến một vấn đề, hỏi. Lúc nãy cô động vào thiên hỏa mà không sao, rõ ràng là cần con người kích hoạt. Mạc Phàm đến Nhật Quốc, những thứ có uy lực khủng bố này chỉ là vật trang trí. Vấn đề này, tôi đã giải quyết ở Loạn Tàng Sơn rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Lam Điệp có thể nghĩ đến vấn đề này, sao hắn có thể không nghĩ đến? Ngón tay giữa của hắn sáng lên, quỷ tỷ bay từ trong nhẫn ra. Đây là quỷ tỷ trong truyền thuyết sao? Trước mắt Tôn Huyền Cơ sáng lên, vô cùng khiếp sợ nói. Ông ta từng nhìn thấy thứ này trên sách cổ, nhưng chưa từng thấy ở ngoài. Không sai. Mạc Phàm gật đầu, một pháp ấn đánh vào trong quỷ tỷ. Quỷ Mị Vương, tiến đến gặp tôi. Mạc Phàm khẽ quát. Giọng nói vừa vang lên, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một chút phản ứng, nhưng mấy giây sau, hai mắt đầu quỷ sáng lên, hai đạo hắc quang bắn ra, chiếu xuống trước người Mạc Phàm. Trong hắc quang, một mỹ phụ mặc trang phục thời đường, tóc búi cao, bộ ngực tuyết trắng lộ ra hơn nửa xuất hiện trước mặt mọi người. Mỹ phụ này khoảng gần 30 tuổi, nhưng da thịt như thiếu nữ 18 tuổi. Cô ta hơi nhếch miệng, sẽ khiến người ta có cảm giác quyến rũ phong tình vạn chủng và xinh đẹp. Cho dù đám Tần lão, Lạc lão, Tôn Huyền Cơ nhìn thấy mỹ phụ này, trong mắt cũng lóe lên cực nóng, một lát sau mới biến mất.
Mỹ phụ mới xuất hiện, khẽ cúi người với Mạc Phàm. Quỷ Mị Nhi bái kiến đại nhân. Cô vừa cúi đầu, bộ ngực tuyết trắng dưới quần áo rộng thùng thình gần như lộ hết trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Một tay hắn vươn về phía không trung khẽ nắm lấy, một đốm lửa có kích cỡ đầu người được hắn cầm trong tay, sau đó hắn đưa cho Quỷ Mị Nhi. Đây là trận nhãn của Thiên Hỏa Đại Trận, chỉ cần Quỷ Mị Nhi luyện hóa trận nhãn này, thì có thể khống chế Thiên Hỏa Đại Trận. Thủ hộ Thiên Hỏa Đại Trận 500 năm cho tôi hứa sẽ cho cô vị trí quỷ tiên. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thân thể Quỷ Mị Nhi run lên, giống như bị sét đánh, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy khiếp sợ. Đại nhân thật sự có thể cho Mị Nhi vị trí quỷ tiên sao? Nếu tôi hứa cho cô, sẽ cho cô. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chỉ là cảnh giới quỷ tiên mà thôi, vốn dĩ không là gì với hắn. Quỷ Mị Nhi nguyện ý phụng dưỡng đại nhân đời đời kiếp kiếp. Quỷ Mị Nhi vui sướng nói. Tuy cô là Quỷ Mị Chi Vương ở quỷ vực, thực ra chỉ có thực lực quỷ tướng, cho dù tu luyện 500 năm cũng chưa chắc tu thành quỷ vương, càng không nói đến quỷ tiên. Cô vừa nói xong, một ấn ký chữ nguệch ngoạc bay từ mi tâm cô ra, bay về phía Mạc Phàm. Đây là quỷ ấn, thứ quan trọng nhất của quỷ vật. Quỷ ấn vừa vỡ, quỷ vật cũng sẽ biến mất. Trừ phi thể hiện sự trung thành, nếu không quỷ vật sẽ không để quỷ ấn của mình xuất hiện, bởi vì quỷ ấn tới tay, sinh tử do hắn nắm. Mạc Phàm nhìn thấy quỷ ấn này, một tay vươn ra, quỷ ấn rơi vào tay hắn, biến mất trong lòng bàn tay. Thiên hỏa kia bay vào trong mi tâm Quỷ Mị Nhi, hình thành ấn ký hình ngọn lửa. Tôi cũng cho cô thứ này, cô mới trở thành quỷ vương. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động. Một quỷ ấn trong quỷ tỷ bay ra, bay về phía Quỷ Mị Nhi. Đây là quỷ ấn của Bắc Lăng lão quỷ. Quỷ Mị Nhi nhìn thấy quỷ ấn này, khiếp sợ nói. Mạc Phàm gật đầu, Bắc Lăng bị giết chết, quỷ ấn bị quỷ tỷ lấy đi, khi quỷ vương Bắc Lăng còn sống là cảnh giới quỷ vương đỉnh phong, đủ để Quỷ Mị Nhi trở thành quỷ vương. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Quỷ Mị Nhi quỳ lạy Mạc Phàm liên tục, gợn sóng trước ngực lên xuống. Thủ hộ Thiên Hỏa Đại Trận thế nào, không cần tôi nói nữa đúng không? Tiểu nô biết. Vậy đi đi. Mạc Phàm ném quỷ tỷ cho Quỷ Mị Nhi. Quỷ Mị Nhi nhìn thấy quỷ tỷ, trong mắt không có một chút tham lam, mang theo quỷ tỷ bay về phía thiên không. Cả quá trình Lam Điệp không xen miệng, mãi đến khi Quỷ Mị Nhi rời đi, lúc này cô mới mở miệng. Mạc tiên sinh, như vậy là xong rồi sao? Vẫn còn thiếu chút nữa. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nói. Hắn nắm quỷ ấn của Quỷ Mị Nhi, chỉ cần QMN có chút ý phản nghịch, sẽ hồn phi phách tán, cho nên hắn không cần phải lo lắng Quỷ Mị Nhi phản bội. Thiên hỏa đại trận do Quỷ Mị Nhi bảo vệ, cộng thêm quỷ mị mà Quỷ Mị Nhi thả ra, thiên hỏa đại trận có thể tấn công người xâm nhập. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Còn cần gì nữa? Lam Điệp nhíu mày nói. Theo ý cô, như vậy là đủ rồi. Trừ phi có người muốn chết, nếu không không ai dám gây chuyện ở Giang Nam, dù sao tiên hỏa đầy trời, cho dù là thần cảnh cũng chưa chắc ngăn cản được. Mạc Phàm không trả lời, khép hai mắt lại, vận khởi diễn thiên thần quyết, thần thức như nước chảy mạnh ở sông Tiền Đường, lan tràn ra xung quanh. Sắc mặt đám Lam Điệp thay đổi, dưới thần thức của Mạc Phàm, cho dù là Bạch Vô Thành có tu vi cao nhất cũng có cảm giác mình như tấm bèo nhỏ bé. Thật mạnh! Sau đó trong trang viên Nam Cung gia Giang Nam, sắc mặt một lão giả khó coi, nhìn về phía chỗ Mạc Phàm. Trong biệt thự theo phong cách châu Âu, một nam một nữ châu Âu đang tiến hành vận động piston nguyên thủy nhất, bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nhưng hai người vẫn chỉnh sửa lại quần áo, xuất hiện trên đỉnh biệt thự. Ở một số căn cứ của Long Tổ tại Giang Nam, một đám người cảm nhận được, ánh mắt lập tức âm tình bất định. Bên cạnh Giang Nam, trong một ngôi chùa, một hòa thượng và một lão giả mặc trang phục thời Đường đang chơi cờ với nhau, hòa thượng mới cầm quân cờ màu trắng lên, còn chưa kịp hạ xuống. Thần thức thật mạnh, là ai lớn gan như vậy? Thần thức bao trùm luôn là kiêng kỵ, bởi vì không ai thích bị những người khác dùng thần thức tra xét, càng không thích cảm giác bị thần thức chèn ép. Trong tình hình chung, có rất ít người dùng thần thức bao phủ thành phố, gặp phải cao thủ rất có khả năng xảy ra xung đột, thậm chí là họa sát thân. Ở Giang Nam ngoại trừ tiểu tử kia ra thì còn ai nữa? Lão giả mặc trang phục thời Đường thở dài nói. Ai vậy? Mạc Phàm Long Vương tiền nhiệm của Long Tổ.
Cậu ta muốn làm gì vậy? Lát nữa sẽ biết, chắc là sắp rời đi rồi. Lão giả lạnh nhạt nói. Không chỉ những người này, trong giáo đường cổ xưa ở khu Tây Giang Nam, trên một ngọn núi phía Bắc Giang Nam, phàm là tu sĩ cảnh giới tiên thiên ở trong Giang Nam, sau khi cảm nhận được thần thức cường đại này thì vẻ mặt ngẩn ra, tất cả đều nhìn về phía trang viên Mạc gia, lặng lặng chờ đợi. Mãi đến khi thần thức bao trùm toàn bộ Giang Nam, lúc này Mạc phàm mới dừng phóng thần thức. Hắn mở hai mắt ra, tinh quang như ánh nắng sớm nở rộ trong mắt hắn. Rõ ràng là mở to mắt, đôi mắt to lớn, lạnh lùng, uy nghiêm cũng đang mở trước mắt tất cả cao thủ tiên thiên ở Giang Nam, trôi nổi trên không, mang theo uy áp rất mạnh nhìn xuống những người này. Tôi, Mạc Phàm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Giọng nói như sấm âm truyền qua hư không, vang lên không ngớt bên tai bọn họ. Có một số người nhíu mày, lộ ra bất mãn hoặc phẫn nộ, có một số người thì thân thể run lên, không dám thở mạnh, càng không dám nói gì. Thần niệm bao phủ, truyền âm qua hư không, ở trước mặt cao thủ như vậy, không có thực lực thì bớt nói tốt hơn. Tất cả cao thủ tiên thiên, mặc kệ các người là ai, cho các người một tiếng rời khỏi Giang Nam, hoặc tự phong ấn tu vi của mình đến dưới tiên thiên, nếu không thì chết, các người tự mình lựa chọn. Cao thủ tiên thiên bên ngoài Giang Nam, không quản các người là ai, không được sự cho phép của tôi không cho phép tiến vào Giang Nam trong vòng một tháng, nếu không tôi lựa chọn giúp các người, chết. Giọng Mạc Phàm cao lên, lạnh lùng nói. Nếu muốn phòng ngừa có người nhân cơ hội mà vào, vậy thì định ra quy củ, những người làm trái với quy củ của hắn đều phải chết, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn của Giang Nam. Hắn vừa nói xong, mắt không ít người nheo lại, lộ ra vẻ sắc lạnh. Trên biệt thự theo phong cách châu Âu, người đàn ông trong đôi nam nữ mặc áo ngủ nói tiếng Hoa Hạ không thuần thục, nói với đôi mắt to lớn trên bầu trời. Mạc tiên sinh. Cậu làm như vậy quá bá đạo rồi, Hoa Hạ là nước lễ nghi, làm như vậy sẽ phá hủy hình tượng tốt bụng của Hoa Hạ, cũng đang phá hoại tình hữu nghị giữa chúng tôi và Hoa Hạ đó. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, hắn khẽ rời mắt, phần lớn thần thức rơi vào người đàn ông châu Âu kia. Anh bất mãn sao? Lúc này dùng Hoa Hạ, dùng lễ nghi đè ép hắn, anh ta cảm thấy có tác dụng sao? Mấy thứ này đã như giấy với người đàn ông châu Âu này, lại càng như vậy đối với hắn. Người đàn ông nhíu mày, quả đấm nắm chặt lại. Nếu tôi nói bất mãn thì sao? Người đàn ông nghiến răng nói. Anh ta đường đường là cao thủ tiên thiên, muốn anh ta áp thực lực xuống dưới tiên thiên, chuyện này giống như bảo bá tước như anh ta làm nam tước cấp thấp. Giang Nam tụ tập nhiều thế lực như vậy, anh ta không tin Mạc Phàm dám làm gì anh ta. Nếu bất mãn, vậy anh xem thứ này có thể khiến anh hài lòng hay không? Mạc Phàm vừa nói xong. Thiên hỏa như ngôi sao đầy trời lập tức xuất hiện trong hư không trước mắt những người này, ngọn lửa nóng cháy tùy ý mà ra, trong chớp mắt khiến nhiệt độ tăng cao, không chỗ nào không có, khó mà đếm hết được, bao bọc mọi người ở bên trong. Nhìn thấy những đốm lửa này, cho dù là ai đều thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng bọn họ. Chuyện này, đây là thiên hỏa sao? Nhiều như vậy, ý niệm của Mạc Phàm vừa động, thiên hỏa đầy trời lập tức bay về phía người đàn ông châu Âu. Vây quanh hai người tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng nhiều, nhìn vô cùng rực rỡ. Cùng lúc đó, rất nhiều thiên hỏa nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành bóng dáng màu đỏ tương tự như Mạc Phàm, xuất hiện trước mặt mọi người. Anh còn ý kiến gì? Mạc Phàm buông mí mắt, lạnh nhạt hỏi. Người đàn ông châu Âu nhíu chặt mày, sắc mặt người phụ nữ thì càng tái nhợt. Bọn họ không biết những đốm lửa này, nhưng thân là cao thủ tiên thiên. Sao có thể không cảm nhận được uy lực của đốm lửa kia? Nếu đốm lửa này chỉ nhỏ bé bọn họ còn ngăn cản được, nhưng cả Giang Nam đều bao phủ trong đốm lửa này, nếu những đốm lửa này phát động công kích, chưa đến một phút đồng hồ, chắc chắn bọn họ sẽ bị thiêu thành cho tàn. Mỹ nữ châu Âu quần áo không chỉnh tề kéo áo ngủ người đàn ông, lắc đầu. Người đàn ông nhìn thoáng qua Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh, do dự một lát, đặt một tay ở ngực và hơi cúi người như người phụ nữ kia. Mạc tiên sinh, mong cậu tha thứ cho ngu xuẩn lúc trước của tôi, chúng tôi nguyện ý nghe theo quy định của Mạc tiên sinh, cũng đảm bảo không gây chuyện ở Giang Nam, cũng mong Mạc tiên sinh bảo vệ an toàn của chúng tôi. Mạc Phàm bưng một chén trà lên uống một ngụm, lúc này mới nói. Có thể, trong vòng một tháng không được tranh đấu ở Giang Nam, người nào vi phạm, chết. Những lời này vừa vang lên, thiên hỏa tụ tập xung quanh những người này tán đi, đôi mắt trên bầu trời cũng nhắm lại.
nhưng thần thức không lập tức tán đi. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Người đàn ông châu Âu liếc mắt nhìn nơi Mạc Phàm biến mất với vẻ sợ hãi, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng, sau lưng áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người. Những người khác cũng thở sâu một hơi, mãi mà chưa thể bình tĩnh. Đây là sắp xảy ra chuyện lớn rồi sao? Trong trang viên, Mạc Phàm để chén trà xuống, trong mắt thu lại tinh quang. Trong mắt mọi người chớp lóe dị sắc, cũng thở phào một hơi. Thần thức của Mạc Phàm bao phủ toàn Giang Nam, định ra quy củ, cho dù bọn họ đứng bên phía Mạc Phàm, cũng thấy Mạc Phàm gan lớn, quá bá đạo rồi. Mạc tiên sinh, có chuyện gì cần chúng tôi làm không? Bạch Vô Thành hỏi. Mạc Phàm không trả lời, mà vung tay lên. Năm trận văn lóe lên ở ngoài đình, Chu Trường Hoàng tiên phong đạo cốt, Moria toàn thân là nhuyễn giáp long lân đỏ sập, ác linh vương băng giáp màu đen, vong linh titan hỏa nham giáp, băng ma mỹ nữ toàn thân màu lam đi từ trong trận văn ra, trên người mỗi người đều tỏa ra khí tức không kém Bạch Vô Thành, thậm chí đám Moria còn mạnh hơn nhiều. Khí tức bất đồng của mỗi người giao nhau, lập tức khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Đều là tiên thiên đỉnh phong sao. Trong thế giới hiện giờ, vì linh khí khô kiệt, một gia tộc, môn phái có một hai tiên thiên đỉnh phong, đã có thể làm vương một phía, vài ba người có thể nổi tiếng cả hoa hạ. Nhưng bồi dưỡng một cao thủ tiên thiên đỉnh phong, đều hao hết tất cả gia sản, càng không nói đến mấy người, nhiều tài nguyên như thế đều không lấy ra được. Có một số đại thế gia cất chứa trăm ngàn năm, mới có mấy cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Lúc này mới hơn một năm, vậy mà Mạc Phàm dưỡng ra năm cao thủ tiên thiên đỉnh phong, cộng thêm Chu Hiệt, Tần Kiệt cùng với A Hào đã bộc lộ tài năng, thì là 8 người. Bái kiến Mạc tiên sinh. Bái kiến chủ nhân. Mấy người cùng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mấy người một cái, tiến độ của mấy người chậm hơn hắn nghĩ một chút, cho dù có khí tức của tiên thiên đỉnh phong, cũng là vì công pháp phi phàm, tu vi của bọn họ cũng chỉ là tiên thiên trung kỳ, chỉ có Moria là tiên thiên đỉnh phong. Nhưng mà cũng tạm được. Chu Hiệt ở đông, Tiểu Kiệt ở tây. Chu Trường Hoàng ở Nam, A Hào ở Bắc, Moria ở Đông Bắc, Băng Ma ở Tây Bắc, Titan ở Đông Nam, Ác Linh Vương ở Tây Nam, người dám vi phạm giết, không cần đuổi theo, cũng không cần gắng gượng, nơi này có trận linh, có thiên hỏa khống chế, không phải đối thủ thì dụ đến là được. Mạc Phàm vung tay lên, tám đóa thiên hỏa xuất hiện, bay vào trong tay tám người. Sư phụ, nên xử lý người vào thế nào? Chu Hiệt hỏi. Giao cho tôi xử lý. Một giọng nói thanh thúy mà từ tính truyền đến. Giọng nói này vừa vang lên, một thanh niên mặc đồ trắng phiêu phiêu dục tiên đi ra. Gương mặt hoàn mỹ, khí chất xuất trần khiến người ta không dám nhìn thẳng, đúng là phân thân của Mạc Phàm. Phân thân này vừa xuất hiện, hô hấp của mọi người bị kiềm hãm. Đây là thần cảnh hay bán thần cảnh vậy? Khí tức trên người người này rất mạnh, ngay cả tám người kia cộng lại cũng không so được. Hoàn toàn như tiên nhân từ trên trời rơi xuống phàm trần, ngoại trừ thần cảnh hay bán thần cảnh ra còn có thể là gì? Tám tiên thiên đỉnh phong đã đủ đáng sợ, vậy mà còn người lợi hại hơn tọa trấn Giang Nam. Trên mặt Lam Điệp tràn đầy gợn sóng, cô hoàn toàn lo lắng thừa rồi, Hắc thị bọn họ luôn chú ý đến Mạc Phàm, nhưng thực ra không biết gì về Mạc Phàm cả. Cho dù không có Mạc Phàm ở đây, không có Long Tổ che chở, Mạc gia đã vô địch Giang Nam. Giang Nam giao cho cậu đó. Mạc Phàm nói. Không thành vấn đề, yên tâm đi chém hết đám người không phục đi, Giang Nam có tôi, vô địch. Phân thân của Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười như không cười nói. Tuy chỉ là một câu lạnh nhạt, nhưng khiến lưng người ta phát lạnh. Có tôi, vô địch, khẩu khí thật lớn. Mạc Phàm chỉ cười khẽ, gật đầu, không nghi ngờ chút nào. Phân thân này do Nam Linh vật luyện thành. Vạn Thiên Tuyệt dùng một phương pháp tàn khuyết không đầy đủ luyện chế mà có thực lực tiên thiên đỉnh phong, trải qua hắn dùng tiên pháp rèn luyện lần nữa, phân thân này lại hấp thu tất cả linh khí ở bí cảnh kia, sao có thể không tiến bộ chút nào? Đi đi! Dạ! Phân thân của Mạc Phàm và đám Tần Kiệt đáp, đều rời đi. Hai chúng ta cũng đi trông coi đi, tôi đến sân bay, lão Hạc ông đến nhà ga. Tần lão gia tử đứng dậy nói. Giới nghiêm toàn bộ khu vực Giang Nam. Máy bay và xe lửa rất thích hợp cho việc đục nước béo cỏ vào Giang Nam, dù sao bọn họ sẽ không ra tay với máy bay và xe lửa có rất nhiều người bình thường, hai nơi này để bọn họ trông coi đi. Ông ta mới đứng dậy, tiếng đùng đùng vang lên trong cơ thể ông ta, không chỉ thân thể cao hơn một chút,
nếp nhăn trên mặt cũng mất đi, mái tóc tuyết trắng cũng biến thành đen, từ một ông già biến thành người đàn ông trung niên, khí tức tiên thiên tông sư tỏa ra từ người ông ta. Cọ nhiều linh khí, linh đan, linh trà, công pháp của Mạc Phàm như vậy, bọn họ không thành tiên thiên tông sư thì đúng là có lỗi với mấy chữ tướng quân khai quốc. Giang Nam có 2 sân bay, 4 nhà ga, vì sao tôi canh nhà ga, ông canh sân bay? Lạc Phi bất mãn nói. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng ông ta vẫn đứng dậy, cũng biến thành người đàn ông trung niên, nhưng khí tức cường đại sắc bén hơn Tần lão gia tử tỏa ra từ người ông ta, như bảo kiếm chỉ về phía trời xanh. Bởi vì Lạc gia ông mạnh hơn tôi được chưa? Tần lão gia tử bĩu môi nói. Nói như vậy còn tạm được, lão gia ông sống vài chục năm, cuối cùng cũng nói thật. Lạc Phi cười hài lòng nói. Bến xe và nhà ga đều gần nhau, vậy giao cho ông hết đấy. Tần lão gia tử nói. Mẹ kiếp, lão Tần, ông đang hố lão tử đấy à? Thế ông có nhận hay không đây? Lão tử. Hai người vừa cãi nhau vừa rời đi, đám Lam Điệp, Tôn Huyền Cơ thì không thể cười nổi, khiếp sợ như sóng biển nhào qua từng đợt từng đợt. Tuy hai lão gia tử không khủng bố như phân thân của Mạc Phàm và Moria, nhưng tuổi tác lớn như vậy đã sớm quá thời kỳ tu luyện tốt nhất, vậy mà không chỉ biến thành người đàn ông trung niên, còn đột phá từ trúc cơ đến tiên thiên, đã đủ khiến người ta khiếp sợ, Mạc Phàm, bến tàu và bến đỏ Giang Nam đều giao cho Bạch gia tôi đi. Bạch Vô Thành do dự một lát nói. Ông đang bị thương, không cần phải làm gì đâu, ở Mạc gia tôi đợi là được, ông đi tìm Tiểu Ngọc, em ấy sẽ chữa vết thương cho ông. Tôi đã sắp xếp đường thủy rồi, không cần bố trí nhân thủ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Bạch Vô Thành một cái nói. Bạch Vô Thành bị thương không nhẹ, đã thương tổn đến Bạch Đồng Tử, tuy Bạch Vô Thành luôn đè ép, nhưng có thể thoát khỏi mắt y tiên bất tử hắn sao? Tiểu Ngọc có thể chữa khỏi Bạch Đồng Tử của tôi sao? Bạch Vô Thành hỏi. Ông ta định nhờ Mạc Phàm ra tay, chữa trị cho mắt ông ta. Tiểu Ngọc là đủ rồi, nếu thái độ của ông không tốt. Có khả năng không đủ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn dạy y thuật cho Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc và Tiểu Khương Nguyệt, bất luận là ai chữa cho Bạch Vô Thành đều được. Nhất định thái độ của tôi sẽ tốt. Mặt Bạch Vô Thành đỏ bừng nói. Ông ta mắc nợ Bạch Vô Song và Tiểu Ngọc rất nhiều, lại hoài nghi y thuật của Tiểu Ngọc, ông ta ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Đại ca, em mang anh đi tìm Tiểu Ngọc. Bạch Vô Song liếc nhìn Mạc Phàm đầy cảm kích. Nói với Bạch Vô Thành. Hai người rời khỏi Lương Đình, đi về phía Động Thiên. Trong Lương Đình chỉ còn lại Mạc Phàm, Lam Điệp, An Hiểu Hiên và Tôn Huyền Cơ. Đám Lam Điệp nhìn mọi người rời đi, mãi mà chưa lấy lại tinh thần. Chắc chắn không thể tránh khỏi đại chiến, nhưng Mạc gia không phải là thịt cá, trái lại thành người bố trí thiên la địa võng, đợi đối phương rơi vào bẫy. Hỏa diễm đầy trời đã khiến người ẩn nấp khó tiến vào Giang Nam. Ở Giang Nam còn mười mấy tiên thiên tông sư đang đợi, cho dù đến Mạc gia, vẫn còn phân thân thần cảnh hư hư thực thực tỏa chấn. Đội hình này, quả thực là quá rung động. Mạc Phàm bưng chén trà lên, nhìn lướt qua ba người. Mọi người tìm tôi có chuyện gì, nói đi. Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp nhìn thoáng qua nhau, Tôn Huyền Cơ tiến về phía trước một bước. Mạc tiên sinh, Lão Hủ đã tính ra, phủ đệ tiên nhân mà Lão Hủ từng nói lúc trước sẽ mở trong gần đây. Tôn Huyền Cơ không bảo An Hiểu Hiên tránh đi, nói thẳng. Từ khi bọn họ phát hiện phủ đệ tiên nhân tới nay, cửa mở ra và đóng đều để lại dấu vết. Chu kỳ đóng mở là cố định, trước khi nhập khẩu ổn định đều xảy ra một số dị tượng. Ví dụ như xảy ra động đất, lôi vân kéo dài không tiêu tan, bỗng nhiên dưới nền đất hiện lên ánh sáng 7 màu. Những dị tượng này vừa xuất hiện, cách nhập khẩu ổn định phủ đệ tiên nhân không xa rồi. Mấy ngày hôm trước, người mà bọn họ phái đợi ở phủ đệ tiên nhân có gửi tin tức đến, ở cửa vào xuất hiện huyễn tượng chân long, lúc này ông ta mới vội vàng đến tìm Mạc Phàm. Dù sao vạn diệt lao lung ở lối vào còn cần Mạc Phàm đi mở. Mạc Phàm nhớn mày, lập tức khôi phục như thường. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, hai người này đến vì chuyện phủ đệ tiên nhân. Còn bao lâu thì mở ra, sẽ mở ra trong bao lâu? Hắn phải đến Nhật Quốc. Đến Nhật Quốc xong phải đi gặp đám Thanh Bang một lần. Thanh Bang ra tay với Mạc gia hắn nhiều lần, dựa theo tin tức Lam Điệp cung cấp, lần này Thanh Bang lại tụ tập một đám người ở Chúng Thần Sơn, dù thế nào cũng phải nhanh chân đến xem. Thanh Bang tụ tập một đám người, đúng lúc hắn giải quyết hết đám người đó,
đỡ phải đi tìm từng thế lực để giải quyết, giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Nhưng lúc này phủ đệ tiên nhân mở ra, sẽ có xung đột. Dù sao nơi đó mở ra và đóng lại đều có quy định, sẽ không mở ra liên tục. Dị tượng đã xuất hiện vài ngày rồi, lâu thì 10 ngày, ngắn thì có khả năng là hôm nay, chuyện này không cố định, một khi cửa vào mở ra, sẽ kéo dài 5 ngày, 5 ngày sau sẽ tự động đóng lại, không ra được cũng không vào được. Tôn Huyền Cơ nói chi tiết. Đây là kinh nghiệm bọn họ tiến vào phủ đệ tiên nhân vài lần tổng kết được, tuy thỉnh thoảng có chút chênh lệch nhưng không quá lớn. Hả? Mạc Phàm hơi nheo mắt, lộ ra một chút suy nghĩ. Hắn cũng muốn đi xem phủ đệ tiên nhân này, nói không chừng bên trong có tài nguyên gì đó, có thể tăng tu vi của hắn lên một bước nữa. Nhưng dựa theo lời Tôn Huyền Cơ nói, nhanh nhất thì phủ đệ tiên nhân sẽ đóng cửa vào 5 ngày sau. Lúc này hắn giải quyết hết nhà Miyamoto Nhật Quốc và Âm Dương Sư thì đủ, nhưng không đủ để đến Chúng Thần Sơn. Dù sao Chúng Thần Sơn ở châu Âu, cách xa như vậy, đi đến đó đã mất thời gian không ngắn, chắc chắn không kịp được. Phủ đệ tiên nhân ở đâu? Lần này ở Vân Châu, giáp với Sơn Ngoại Sơn và Hải Ngoại Hải. Tôn Huyền Cơ nói, mỗi lần nơi đi vào đều bất định, cũng may khi lần đầu tiên bọn họ tìm được phủ đệ tiên nhân chiếm được bảo vật bí ẩn. Khi phủ đệ tiên nhân sắp mở ra, có thể đoán được vị trí của phủ đệ tiên nhân. Sơn Ngoại Sơn, Hải Ngoại Hải sao? Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ. Phủ đệ tiên nhân này không ở nơi khác, vậy mà ở chỗ này, đúng là trùng hợp thật. Hắn suy nghĩ một lát, lấy hai ngọc phù một đỏ một trắng ra, hai tay khắc họa ở không trung. Không lâu sau, hai trận pháp vô cùng phức tạp sáng lên, nhanh chóng rút vào trong hai ngọc phù này. Nếu tôi không kịp về, mọi người kích hoạt ngọc phù màu trắng ở cửa vào phủ đệ tiên nhân, tôi sẽ bảo phân thân của mình qua đó, cậu ấy sẽ giúp mọi người phá giải vạn diệt lao lung, để mọi người đi vào, ngọc phù này chỉ có thể dùng một lần, đợi mọi người đi ra hay gặp phải nguy hiểm, có thể kích hoạt ngọc phù màu đỏ, phân thân của tôi sẽ mang mọi người về Giang Nam, có thể sử dụng được 3 lần. Mạc Phàm cầm hai ngọc phù này nói, so với phủ đệ tiên nhân, xử lý đám thanh bang quan trọng hơn một chút. Đám người thanh bang như quả bom hẹn giờ, không diệt trừ sẽ nổ mạnh bất cứ lúc nào, nếu đám người này tụ tập lại, nên diệt trừ sớm một chút thì hơn. Nếu phủ đệ tiên nhân mở trước, vậy cũng là chuyện không có biện pháp, cơ duyên không thể cưỡng cầu được. Hắn chỉ có thể phái phân thân qua đó, giúp Tôn Huyền Cơ tiến vào trong phủ đệ tiên nhân. Mạc Phàm vừa nói xong, trước mắt Lam Điệp sáng lên, lộ ra vẻ kích động. Tôn Huyền Cơ thì như một tên ăn xin nhìn thấy núi vàng núi bạc. Vui mừng lộ rõ trên mặt. Chẳng lẽ bên trong có truyền tống phù trong truyền thuyết sao? Truyền tống phù có thể truyền tống mọi người đến địa điểm chỉ định, bình thường cần phối hợp với truyền tống trận. Bởi vì chế tác truyền tống phù quá phức tạp, cộng thêm linh khí trên địa cầu khô kiệt, thiếu nguyên liệu, phương pháp luyện chế pháp khí cấp cao này cũng đã sớm thất truyền. Vậy mà Mạc Phàm luyện chế ra truyền tống phù rất dễ dàng, dáng vẻ thì như không tốn chút sức lực nào, còn có thể sử dụng nó được 3 lần. Không sai. Mạc Phàm lạnh nhạt gật đầu, trên mặt không có chút biểu cảm. Truyền tống phù mà thôi, hiện giờ không là gì đối với hắn. Cảm ơn Mạc tiên sinh ban ân, cho dù đạt được cơ duyên gì ở bí cảnh, Tôn gia tôi đều nguyện ý tặng Mạc tiên sinh một nửa. Tôn Huyền Cơ cảm kích nói. Phủ đệ tiên nhân là nơi tiên nhân từng ở, ngay cả rồng đều bị chấn chết, không biết bên trong nguy hiểm thế nào. Hai cái truyền tống phù của Mạc Phàm không chỉ đưa bọn họ vào phủ đệ tiên nhân, còn có thể truyền tống bọn họ về thẳng Giang Nam, không chỉ giúp bọn họ tránh nguy hiểm ở trong phủ đệ tiên nhân, còn tránh chuyện sau khi đi ra có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tuyệt đối là đại ân giúp bọn họ. Nếu hắc thì chúng tôi đoạt được cơ duyên, Mạc tiên sinh có thể chọn 3 thứ bất kỳ. Lam Điệp nói, Mạc Phàm giúp bọn họ nhiều như vậy, tất nhiên hắc thì bọn họ sẽ không keo kiệt. Huống chi bây giờ không bám lấy Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm từ châu Âu về, có khả năng không thể bám nổi. Cho các cô ngọc phù này, nhưng tôi có một điều kiện. Mạc Phàm nói. Mời Mạc tiên sinh nói. Người tiến vào trong bí cảnh không thể có thế lực nước ngoài, cơ duyên mà các cô đoạt được cũng vậy, nếu để tôi phát hiện ra, các cô biết hậu quả rồi đó. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đã không còn là người của Long Tổ. Nhưng từng đồng ý với Giang Thành mở phủ đệ tiên nhân ra, sẽ không ảnh hưởng đến an nguy của Hoa Hạ, nếu hắn đã nói vậy, sẽ không nuốt lời.
Chuyện này thì Mạc tiên sinh yên tâm, chúng tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, Tôn Huyền cơ thể son sắt nói. Hắc thị chúng tôi cũng đảm bảo, đạt được cơ duyên chỉ để mình Hắc thị sử dụng, sẽ không bán đấu giá cho bất luận kẻ nào. Lam Điệp đảm bảo. Mạc Phàm gật đầu, không nghi ngờ gì cả. Sở dĩ Tôn gia và Hắc thị tiến vào phủ đệ tiên nhân, chính là vì tìm phương pháp đột phá đến thần cảnh. Nếu bọn họ chiếm được phương pháp tiến vào thần cảnh và thiên tài địa bảo, rồi đưa cho thế lực ngoại quốc, chỉ số thông minh của Tôn gia và Hắc thị đúng là có vấn đề. Hắn khẽ ném, hai ngọc phù bay vào tay hai người, cuối cùng hắn rời mắt nhìn An Hiểu Hiên. An Hiểu Hiên, cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn đi Nhật Quốc với anh, cứu Tiểu Tuyết. An Hiểu Hiên cắn môi, kiên định nói. Lam Điệp và Tôn Huyền cơ nhíu mày, lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm muốn đến Nhật Quốc cứu nhiều người Bạch gia như vậy, đã đủ phiền phức. Cho dù Mạc Phàm đánh bại nhà Miyamoto, đánh bại Abe Seimei, Nhật Quốc sẽ từ bỏ ý đồ, để Mạc Phàm bình yên quay về sao? Tuy Nhật Quốc không có vũ khí hạt nhân, nhưng vũ khí tiên tiến khác không kém Hoa Hạ, lực lượng quân sự trên biển còn mạnh hơn Hoa Hạ một chút. An Hiểu Hiên cố chấp đi theo, chỉ càng làm tăng gánh nặng cho Mạc Phàm. Mạc Phàm bưng chén trà lên uống một ngụm, một lúc lâu sau mới mở miệng. Có thể, cô chuẩn bị đi, có khả năng chúng ta sẽ đến Nhật Quốc bất cứ lúc nào. An Hiểu Hiên nhướng mày, vẻ mặt sửng sốt. Sau khi Tiểu Tuyết đến Nhật Quốc, mấy ngày nay cô hối hận đến mức ruột sắp đứt rồi, mỗi lần ngủ đều không ngủ ngon. Thân là bạn thơ ấu, gần như là cô chưa từng rời xa Tiểu Tuyết quá lâu. Vậy mà lần này ở lại Giang Nam, không đến Nhật Quốc với Tiểu Tuyết. Cho nên mấy ngày nay cô luôn ở Mạc gia, đợi Mạc Phàm quay về. Nếu không đi cùng với Tiểu Tuyết, dù thế nào cũng phải đi cùng Mạc Phàm đưa Tiểu Tuyết về, cho dù Mạc Phàm không đưa cô đi cùng, cô cũng sẽ quấn quýt làm phiền để được đi theo. Bình thường cô không quá tốt với Mạc Phàm, được tiện nghi ỷ có Tiểu Tuyết mà gây khó dễ cho hắn. Cô tưởng rằng Mạc Phàm sẽ gây khó dễ với cô một lát. Thậm chí cô còn chuẩn bị tâm lý đấm lưng rửa chân cho Mạc Phàm rồi. Ai biết cô mới mở miệng, Mạc Phàm không nói điều kiện gì liền đồng ý luôn. Trái ngược lớn như vậy, khiến cô không thích ứng được, không giống với lẽ thường chút nào. Mạc Phàm, anh cứ đồng ý như vậy sao? Còn thế nào mới đồng ý? Mạc Phàm cười hỏi. An Hiểu Hiên đứng tại chỗ lâu như vậy, không nói một câu nào, cũng không chịu rời đi, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đổi lại là bình thường, tiểu ma nữ kiêu ngạo như vậy không sớm gào lên, thì không thèm quan tâm đến lý lẽ, đùa giỡn người khác rồi. Lần này đứng ở đó kìm nén lâu như vậy, đúng là không dễ dàng với tiểu ma nữ này. Nếu tiểu ma nữ này muốn đi như vậy, mang theo cô đi một chuyến là được. Dù sao hắn không chỉ mang mình An Hiểu Hiên đi. An Hiểu Hiên thấy Mạc Phàm không nói đùa, trong lòng vui vẻ đồng thời vội vàng dừng đề tài này. Không có gì. Đàn ông phải đồng ý với phụ nữ một cách sảng khoái như vậy, không thể có một chút do dự, khi nào anh xuất phát, bổn đại tiểu thư đã thu dọn đồ xong, bây giờ có thể đi. An Hiểu Hiên lấy túi sách Gardino bản số lượng có hạn trong bụi hoa bên cạnh ra, dáng vẻ như lập tức rời đi. Mạc Phàm không có ý đùa giỡn với tiểu ma nữ này, hắn bỏ chén trà xuống đứng dậy, nhìn về phía đông mặt trời mới ló ra. Đã bố trí ở Giang Nam xong, cũng đến lúc đi Nhật Quốc rồi. Gặp đám người không biết trời cao đất rộng kia một lần. Nghĩ đến chuyện này, chiến ý tràn từ người hắn ra. Lam Điệp, An Hiểu Hiên và Tôn Huyền Cơ ở bên cạnh run rẩy, luồng điện chảy từ trán bọn họ xuống phía dưới, trong chớp mắt đã đến gót chân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ánh mắt ba người nhìn Mạc Phàm thay đổi, không ai dám nói gì. Không lâu sau, một chiếc xe mobile home chở Mạc Phàm, An Hiểu Hiên, Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc, Tiểu Khương Nguyệt cùng với Bạch Vô Song lái về phía cảng Biển Đông. Hắn ra ngoài nhiều như vậy mà chưa từng mang Tiểu Vũ đi, Tiểu Vũ đã sớm vô cùng bất mãn, nhất là lần này đi Nhật Quốc mang Tiểu Tuyết về, hắn không có biện pháp đành phải mang theo Tiểu Vũ. Nếu mang theo Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc và Tiểu Khương Nguyệt hai đồ đệ khác cũng không thể để ở nhà, cuối cùng hắn đành phải mang theo cả Bạch Vô Song. Tuy Bạch Vô Song tu luyện không lâu, nhưng là cực âm chi thể. Nên tu vi cao nhất trong số những người Mạc gia tu luyện sau, không chỉ mở bách hoa bạch đồng tử, còn đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Có cô ở đây, có thể trông chừng ba đứa bé. Còn tiểu ma nữ An Hiểu Hiên này, giao đám tiểu vũ cho An Hiểu Hiên, hắn thật sự rất lo lắng.
Có một lần bọn họ đi lên núi du ngoạn, rõ ràng là đường núi thẳng tắp, chỉ có thêm một số cây cối, vậy mà An Hiểu Hiên bị lạc ba lần, vẫn nên mang theo Bạch Vô Song thì hơn. Đám Tiểu Vũ vừa lên xe, liền dán sát vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, giống như ba đứa bé chưa bao giờ ra khỏi nhà, không ngừng chỉ trỏ. An Hiểu Hiên thì đeo tai nghe điện thoại ngồi một chỗ, nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn Mạc Phàm, biểu cảm như nhìn người đàn ông nào cũng không vừa mắt, giống như đàn ông khắp thiên hạ đều nợ tiền cô. Mạc Phàm không để ở trong lòng, linh khí xuất hiện trên ngón tay phải, khắc họa trong không trung. Chỉ trong phút chốc, một ký hiệu thành hình, bay về hướng xe đang chạy, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Ký hiệu vừa bay đi, Bạch Vô Song ở bên cạnh Mạc Phàm khẽ mở môi son. Hôm nay Bạch Vô Song buộc mái tóc đen dài như thác nước thành đuôi ngựa, mặc chiếc váy dài tay màu đen, hai chân thon dài lộ ra bên ngoài. Quần áo bó sát, gương mặt tuyệt mỹ, dáng người đẫy đà, khí tức điềm tĩnh lãnh nhạt, khiến cô trở nên xinh đẹp không nói nên lời, giống như vốn đã như vậy, hay là do hồn nhiên dưỡng thành. Cho dù Mạc Phàm đã ngưng tụ thần nguyên, nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch Vô Song, ánh mắt cũng sẽ bị hấp dẫn. Mạc tiên sinh, chúng ta đến Biển Đông hay là đến sân bay khu đông đây? Bạch Vô Song nhìn phương hướng xe mobile hôm đi, tò mò nói. Hương lan nhàn nhạt cũng thổi về phía Mạc Phàm. Muốn đến Nhật Quốc có hai loại phương pháp, đi thuyền và máy bay. Cảng Biển Đông và sân bay khu đông đều ở phía đông, có vẻ gần Biển Đông hơn. Đến cảnh Biển Đông, Mạc Phàm nói. Chúng ta ngồi quyền đến Nhật Quốc sao? Xem như là vậy. Nếu ngồi thuyền thì mất nhiều thời gian hơn đi máy bay mà. Bạch Vô Thành nhíu mày, cảm thấy khó hiểu nói. Ngồi thuyền từ Giang Nam đến Nhật Quốc cần 3 ngày 2 đêm, đi máy bay chỉ cần 3 tiếng, thời gian chênh nhau quá nhiều. Chúng ta ngồi thuyền, còn nhanh hơn cả máy bay. Mạc Phàm mỉm cười, thần bí nói. Không biết phủ đệ tiên nhân sẽ mở ra lúc nào, nhưng có thể không bỏ qua thì hắn sẽ không bỏ qua, dù sao cũng là động phủ của tu sĩ Kim Đan Kỳ. Rất có khả năng bên trong có thứ hắn dùng được. Thời gian vốn rất eo hẹp, sao hắn có thể lãng phí thời gian đi đường? Bọn họ đi thuyền, tất nhiên không thể là thuyền bình thường. Còn nhanh hơn máy bay sao? Bạch Vô Song nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Mạc tiên sinh, ý của cậu là... Lát nữa cô sẽ biết thôi. Mạc Phàm không nói thẳng ra, cười nói. Bạch Vô Song cũng không hỏi nhiều, hữu ý vô ý nhìn Mạc Phàm. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hơn một tiếng sau, xe mobile hôm tiến vào cảng Biển Đông, dừng ở một chỗ trống. Xe vừa mới dừng lại, đám Mạc Phàm còn chưa kịp xuống xe, một giọng nói ngả ngớn truyền từ phía xa tới. Mỹ nữ, em cũng đến Nhật Quốc sao, anh có thuê phòng VIP ở trên con thuyền này, có rảnh thì buổi tối có thể tới tìm anh nha. Người nói chuyện là người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, mặc tây trang giá trị xa xỉ. Hai tay cho vào trong túi, trên mũi như mũi ưng là kính mắt, cằm khẽ nâng cao, trên gương mặt coi như anh Tú luôn là tươi cười quỷ dị, khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái, phía sau anh ta là một tên quản gia và mấy vệ sĩ. Đối diện người đàn ông là hai mỹ nữ ăn mặc rất thời thượng kéo vali hành lý nhỏ đang xếp hàng, đợi lên thuyền. Hai cô gái khoảng 25, 26 tuổi, tóc màu nâu, một người uốn tóc quăn, một người để tóc ngắn. Nhưng mỗi người đều gần 1m7, dung mạo không so được với An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song, nhưng dáng người cao gầy như người mẫu, quả thật đặc biệt nổi bật trong đám người chen chúc ở Biển Đông. Anh là ai, có phòng VIP thì giỏi lắm sao? Mỹ nữ tóc ngắn trong đó liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, khinh bỉ nói. Bọn họ thường xuyên ra ngoài chơi, từng thấy không ít người ăn chơi trác táng, tự cho là mình giỏi lắm như vậy, không phải thẻ mở cửa phòng VIP và biệt thự xa hoa. Thì cố ý vô ý lộ ra chìa khóa xe sang, du thuyền xa hoa của mình, để phụ nữ đến gần. Thực ra phần lớn những người này đều là kẻ lừa đảo, có khả năng sau khi ngủ xong còn phải đưa tiền cho những người này. Anh là ai sao? Người thanh niên cười. Quản gia và đại hán áo đen ở phía sau anh ta cũng cười theo. Ở cảng Biển Đông này không có mấy người không biết hải thiếu chúng tôi, đây không phải là lần đầu tiên hai người ngồi thuyền đấy chứ. Quản gia nói. Hải thiếu. Hai vị mỹ nữ nhướng mày, lộ ra chút dị sắc. Anh là người của hải gia thuyền vương sao? Mỹ nữ tóc quăn hỏi, vẻ cảnh giác trên mặt ít đi nhiều. Tôi không chỉ là người hải gia, tên của tôi còn là Hải Vô Tâm.
Người thanh niên cười nói. Hải Vô Tâm. Vẻ mặt hai vị mỹ nữ sửng sốt, ánh mắt nhìn người thanh niên lập tức như thấy minh tinh Hàn Quốc. Bọn họ không biết người thanh niên này, nhưng bọn họ biết Hải Vô Tâm, đại thiếu của Hải Gia Thuyền Vương, người thừa kế vị trí đứng đầu Hải Gia. Hải Gia nắm giữ trên 60% thuyền vận chuyển ở Giang Nam, rất nổi tiếng ở quốc tế, ngay cả hải tặc gặp phải thuyền của Hải Gia đều nể mặt, bọn họ ngồi phải thuyền của Hải Gia cũng không có gì kỳ lạ. Bọn họ tưởng rằng người thanh niên này là người của Hải Gia đã khá lắm rồi, không ngờ lại là Hải Vô Tâm. Nếu được Hải Vô Tâm nhìn chúng, gả vào Hải Gia mà nói, giá trị con người lập tức thành phu nhân trên triệu. Hai vị mỹ nữ cũng đến Nhật Quốc đúng không, sẽ đi mất 3 ngày, bây giờ có thể suy xét đến phòng VIP của anh chưa? Hải Vô Tâm thấy dáng vẻ động tâm của hai người, lấy một thẻ mở cửa phòng ra, duỗi về phía bộ ngực cao vút của mỹ nữ tóc quan. Hai người lộ ra vẻ do dự, phòng VIP của Hải Vô Tâm rộng bao nhiêu thì không nói, đừng nói là phòng VIP, cả chiếc thuyền đều là của Hải Vô Tâm. Chỉ cần nhận thẻ phòng này, có khả năng bọn họ không cần phấn đấu mấy chục năm, giá phải trả chỉ là ngủ với Hải Vô Tâm mấy tối mà thôi. Hai bọn họ không cần phải làm cao như vậy. Hai người nhìn thoáng qua nhau, mỹ nữ tóc quăn đang định giơ tay nhận lấy thẻ phòng. Thơm quá! Hải Vô Tâm nhướn mày. Rời mắt nhìn đám Mạc Phàm vừa xuống xe, trước mắt hơi sáng lên, mắt lập tức nheo lại. Không đợi mỹ nữ tóc quan nhận lấy thẻ phòng, anh ta hơi nhếch miệng, trực tiếp lấy lại. Ngại quá, trong phòng VIP đã có người rồi. Cái gì? Hai cô gái nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của Hải Vô Tâm, trong chớp mắt hiểu rõ ý của anh ta, sắc mặt bọn họ lập tức vô cùng âm trầm. Hải Vô Tâm nhìn chằm chằm đám người Mạc Phàm, không thèm nhìn hai cô gái kia nữa. Lập tức đi về phía đám Mạc Phàm. Hi, hai vị mỹ nữ, rất hân hạnh được biết hai người. Hải Vô Tâm làm như không nhìn thấy Mạc Phàm, đi đến bên cạnh Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên, hai mắt tràn đầy dâm quang, nuốt nước bọt nói. Anh ta vốn chọn một lúc lâu, mới chọn chúng hai vị mỹ nữ kia, vốn định chơi đùa với hai vị mỹ nữ đó ở trên thuyền, không ngờ lại gặp được hai người cực phẩm. Lần này chơi lớn hơn rồi. Trong hai người Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên không nhiều tuổi, nhưng không chỉ có dáng người nóng bỏng như phụ nữ từng sinh đứa bé, khuôn mặt cũng là cực phẩm trong cực phẩm, hai vị mỹ nữ vừa rồi cộng lại cũng kém xa An Hiểu Hiên. Hơn nữa vẻ mặt An Hiểu Hiên không dễ chinh phục, vừa nhìn là biết không dễ bắt tới tay, mỹ nữ như vậy chơi mới kích thích. Một An Hiểu Hiên cực phẩm như vậy còn chưa tính, bên cạnh còn mỹ phụ Bạch Vô Song. Anh ta thân là con trai của thuyền vương. Từng chơi đùa không ít thục nữ, mỹ phụ, chắc chắn không dưới 3 con số. Mỗi một người đều là người mà vô số điều ti tha thiết, có mấy người còn là minh tinh thường xuyên xuất hiện trên TV, rõ ràng là đã có chồng, vẫn bị tiền của anh ta kéo lên giường được. Nhưng những người này so với Bạch Vô Song, hoàn toàn như một người là kỹ nữ thanh lâu, một người là tiên tử trên trời, Bạch Vô Song là tiên tử kia. Một tiểu ma nữ nóng bỏng, một mỹ phụ như tiên tử. Nếu kéo hai vị mỹ nữ này vào phòng VIP của anh ta, trên đường đi đúng là sảng khoái muốn chết rồi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Hải Vô Tâm một cái, không đợi hắn mở miệng, An Hiểu Hiên đã xen miệng vào. Chúng ta quen nhau sao? Hải Vô Tâm nhíu mày, trong mắt hiện lên chút bất mãn. Anh ta đoán An Hiểu Hiên không dễ lấy tới tay, nhưng không ngờ An Hiểu Hiên thẳng tính như vậy. Nhưng anh ta mỉm cười, lông mày lập tức giãn ra. Nếu phụ nữ dễ dàng đạt được thì không có gì vui để chơi, mình chơi được thì người khác cũng chơi được, muốn chơi thì phải chơi người không dễ lấy tới tay. Vậy anh tự giới thiệu một chút, anh tên là Hải Vô Tâm, đại thiếu Hải Gia Thuyền Vương, mọi người muốn ngồi thuyền đến Nhật Quốc sao? Hải Vô Tâm mỉm cười nói. Hải Gia Thuyền Vương. Nghe thấy mấy chữ này, Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên nhướn mày, nhưng chỉ nhướn mày một lát, sau đó khôi phục như thường. Tuy Hải Gia Thuyền Vương không phải là gia tộc Giang Nam, nhưng vì ở ven biển Giang Nam, nên có danh tiếng không nhỏ ở đây. Lúc trước có một công ty vận tải đường thủy ở Giang Nam xảy ra mâu thuẫn với Hải Gia Thuyền Vương, đi vào tuyến đường an toàn của Hải Gia. Kết quả Hải Gia phái thuyền lớn đỗ ở cảng Đông Hải, vây quanh liên tục 3 tháng, khiến công ty vận tải đường thủy bị phá sản. Hiện giờ trên cơ bản thuyền chạy ở Biển Đông, đều là Hải Gia. Hải Vô Tâm thấy Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên biết về Hải Gia, cằm hơi nâng lên, tươi cười xuất hiện trên mặt anh ta. Hai vị mỹ nữ,
như vậy chúng ta quen biết chưa? Hải Vô Tâm cười nói. Bạch Vô Song cười nhạt, đi đến bên cạnh Mạc Phàm, làm như không nghe thấy lời Hải Vô Tâm nói. An Hiểu Hiên không tốt tính như vậy, liếc mắt nhìn Hải Vô Tâm một cái. Sau đó thì sao? Lúc này mọi người tới, không biết phải đợi tới khi nào mới lên được thuyền, nếu chúng ta quen nhau, thì mọi người không cần phải ở đây đợi, mọi người đi theo tôi sẽ mang mọi người lên thuyền luôn. Trong mắt Hải Vô Tâm lóe lên hung ác nham hiểm, nói. Để An Hiểu Hiên kiêu ngạo một lát đi, đợi dẫn bọn họ lên thuyền, bỏ chút thuốc vào trong rượu, rồi ném hai người này lên giường, anh ta muốn xem hai mỹ nữ này còn thanh cao như vậy không. Chúng tôi phải đến Nhật Quốc, nhưng không phải ngồi thuyền của anh, bây giờ anh có cút không? An Hiểu Hiên không khách sáo nói. Cô vừa nói câu này, sắc mặt Hải Vô Tâm lập tức khó coi. Anh ta nhìn chúng An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song, nhưng không phải có thể để hai người cưỡi lên đầu anh ta. An Hiểu Hiên nói chuyện không khách sáo với anh ta một lần còn chưa tính, còn nói rất thờ ơ với anh ta nhiều lần. Nếu không phải ở Giang Nam, mà ở trên biển, anh ta nhất định sẽ lột sạch đồ của An Hiểu Hiên, kéo lên trên thuyền, tử hình An Hiểu Hiên ngay tại chỗ trước mặt mọi người. Nhưng anh ta xoa xoa mũi kìm nén lửa giận. Tán gái sao, không kiên nhẫn một chút thì tán thế nào được. Vị mỹ nữ này, có phải em bị mấy tên lừa gạt lừa hay không? Theo anh được biết hôm nay chỉ có một chiếc thuyền của Hải gia bọn anh đến Nhật Quốc, không còn thuyền nào khác, nếu thật sự là như vậy, chỉ cần vị mỹ nữ này nói cho anh biết tên, không cần vé tàu, bản thiếu cũng có thể mang mọi người lên trên thuyền, còn ở phòng VIP tốt nhất, thế nào? Hải Vô Tâm giơ tay nói. Anh ta thân là người thừa kế nhiệm kỳ kế tiếp của Hải gia, vì rèn luyện năng lực của mình, Hải gia cố ý giao thuyền ở cảng Biển Đông cho anh ta xử lý. Sao anh ta có thể không biết? Một ngày có mấy thuyền đi từ Giang Nam tới Nhật Quốc. Nếu đám An Hiểu Hiên không ngồi thuyền hải ra, chắc chắn bị đám lừa gạt thường xuyên lui tới cảng Biển Đông lừa rồi. Mấy ngày hôm trước có một cô gái xinh đẹp bị lừa không ít tiền, là anh ta đưa cô gái xinh đẹp đó lên thuyền. Chuyện như vậy đã coi như không thấy gì, ai bảo vé tàu quá ít. Ê ấp ấp ê ân Hiểu Hiên thấy Hải Vô Tâm quấn quýt làm phiền, nhíu mày lại. Nếu cô ghét người nào nhất, đó chính là Mạc Phàm cướp Tiểu Tuyết đi. Nhưng nếu có người càng đáng ghét hơn Mạc Phàm, tuyệt đối là những kẻ ăn chơi trác táng không làm việc đàng hoàng chỉ biết tán gái, Hải Vô Tâm trước mặt là một người như vậy. Tuy đây là lần đầu tiên cô gặp Hải Vô Tâm, nhưng tuyệt đối không phải là lần đầu tiên nghe được cái tên Hải Vô Tâm này. Người này không có gì tốt đẹp, anh ta chơi đùa phụ nữ còn nhiều hơn thuyền nhà anh ta. Hơn nữa trên cơ bản chơi xong là đá. Cho dù làm bụng người ta to lên, cũng chưa từng chịu trách nhiệm. Hàng năm đều có mấy người phụ nữ mang thai hoặc không mang thai nhảy từ cảng Biển Đông hay nhảy xuống biển tự sát, anh ta không những không quan tâm, còn không cho những người khác đi cứu, để những cô gái nhảy vào trong biển ngâm trong nước. Có một số người bị nước làm ngạt chết thì không nói, thậm chí có mấy người còn bị cá mập ăn thịt. Quả thật những cô gái này hơi tự ái và kích động, nhưng Hải Vô Tâm không thể thoát tội được. Nếu cô hòa nhã với loại người như vậy, vậy cô không còn là An Hiểu Hiên nữa rồi. Anh nói xong chưa? Nói xong rồi, vị mỹ nữ này suy nghĩ thế nào? Hải Vô Tâm hỏi. Trước đó tôi nói câu gì? An Hiểu Hiên hỏi. Anh nói xong chưa, là câu này sao? Hải Vô Tâm nhướn mày, cảm thấy khó hiểu. Lên trên một câu nữa. Anh có thể cút, là câu này sao? Không sai, là câu này, anh có thể cút. Tốt nhất là đừng để lão nương nhìn thấy anh. An Hiểu Hiên lạnh lùng nói. Hải Vô Tâm nhíu mày, sắc mặt lập tức khó coi, hai mắt nheo lại như khi sói đói lộ ra hung ác, chớp lóe ánh sáng lạnh. Anh ta đụng tới không ít mỹ nữ có vẻ khó trị, nhưng người giống như An Hiểu Hiên, biết thân phận của anh ta mà vẫn không khách sáo, vẫn là người đầu tiên. Vị mỹ nữ này, em chắc chắn không muốn quen bản thiếu, đúng không? Lão nương cần phải quen anh sao? An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Hải Vô Tâm một cái, tức giận nói. Được lắm, vị mỹ nữ này không muốn làm quen với tôi, nhưng bản thiếu muốn càng quen thêm một bước nữa, bắt cô ta mang lên thuyền cho tôi. Hải Vô Tâm vẫy tay, nói với đại hán áo đen ở phía sau. Hải cảng này là của hải gia bọn họ, tuy không an toàn như ở trên biển, nhưng anh ta nói một, không ai dám mở miệng nói hai. Nếu An Hiểu Hiên không biết điều... Anh ta không cần thiết phải khách sáo với An Hiểu Hiên nữa,
đợi anh ta mang An Hiểu Hiên lên thuyền, cho An Hiểu Hiên uống mị dược, nhốt An Hiểu Hiên một đêm trước để cô ta khó chịu cả đêm, xem lúc đó miệng An Hiểu Hiên còn cứng nữa không. Anh ta vừa nói xong, mấy vệ sĩ phía sau anh ta không do dự đi về phía An Hiểu Hiên. Mạc Phàm nhíu mày, ánh sáng lạnh nở rộ trong mắt hắn. Cô ấy bảo các người cút, không nghe thấy sao? Hửm. Lúc trước Hải Vô Tâm không liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, vốn dĩ không để Mạc Phàm vào mắt. Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, anh ta không chỉ không tức giận, trái lại còn hơi nhếch miệng. Mạc Phàm và An Hiểu Hiên xuống cùng một chiếc xe, hẳn là đi cùng nhau, như vậy dễ làm rồi. Anh ta vẫy tay, mấy vệ sĩ kia lập tức dừng lại. Tiểu tử, cậu có quan hệ gì với vị mỹ nữ này, thế nào, muốn ra mặt thay vị mỹ nữ này sao? Tôi là ai anh không có tư cách biết, tôi có quan hệ gì với cô ấy cũng không liên quan đến anh, cô ấy bảo anh cút cho tôi. Mạc Phàm cao giọng nói. Giọng nói giống như mang theo lực lượng đặc biệt vang lên, lực lượng này khiến đám Hải Vô Tâm lùi về phía sau 10 thước. Hai vị mỹ nữ lúc trước bị Hải Vô Tâm đùa giỡn lập tức sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Chuyện này, vệ sĩ bên cạnh Hải Vô Tâm thì càng ngây dại, hai mắt nhìn chằm chằm đám Mạc Phàm cách xa 10 thước, trong mắt lộ ra vài phần e sợ. Đây là pháp thuật sao? Hải gia có thể được gọi là Hải Vương, ngoài nắm giữ mấy ngàn thuyền và ngàn triệu gia sản ra, nếu không có một số người tài ba dị sĩ sao có thể được như vậy? Quản gia bên cạnh anh ta là một đại sư thuật pháp. Mắt quản gia kia nheo lại, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Sắc mặt thay đổi theo. Hải thiếu, tiểu tử này không phải người thường, không thể trêu chọc. Quản gia dán sát vào tai Hải Vô Tâm, nhỏ giọng nói. Vừa rồi ông ta dùng thần thức kiểm tra tu vi của Mạc Phàm, thần thức của ông ta như trâu đất xuống biển, không nhìn ra được sâu cạn của Mạc Phàm. Nói như vậy, nếu Mạc Phàm không sử dụng pháp thuật, có khả năng Mạc Phàm chỉ là người bình thường, không có tu vi. Một câu của Mạc Phàm đẩy bọn họ ra xa 10 thước. Vậy nói lên thực lực của Mạc Phàm mạnh hơn ông ta rất nhiều. Không thể trêu chọc sao? Hải Vô Tâm nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Anh ta tán gái trên địa bàn của mình, bị người ta quấy nhiễu, vậy mà còn không thể trêu chọc, đúng là nói đùa. Nhưng anh ta cũng không kích động, mà nhìn thoáng qua đội ngũ rất dài đợi lên thuyền, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo. Kích động trước mặt cao nhân là lựa chọn ngu ngốc. Anh ta có một đứa em họ vì khinh thường một võ sĩ, bị võ sĩ này cắt thành hai nửa ngay tại chỗ. Nhưng không phải không có biện pháp đối phó những người được gọi là cao nhân. Được lắm, chúng tôi cút, chúng ta đi thôi. Anh ta không quay đầu lại đi về phía du thuyền. Hải Vô Tâm mới lên thuyền một lát, liền nghe thấy tiếng còi vang lên trên du thuyền, rõ ràng còn rất nhiều người chưa lên thuyền, vậy mà du thuyền lái về phía biển. Mấy người đang đợi lên thuyền không để ý. Vì thân tàu rời khỏi bờ, bùm vài tiếng tiến vào trong biển. Trong đám người là một vùng sao động. Sao lại thế này, lúc này mới mấy giờ, vì sao thuyền rời đi sớm như vậy? Có hành khách nhìn du thuyền chạy đến nơi cách bờ 30 mét, bắt đầu kiểm tra vé thuyền, bất mãn nói. Bọn họ xếp hàng lâu như vậy, còn chưa lên được thuyền, vậy mà thuyền rời đi. Làm cái quỷ gì thế, mau đưa thuyền quay lại bờ, nếu không tôi khiếu nại các người. Một người đàn ông mặc tây trang, đeo kính gọng vàng, trên đầu có mấy sợi tóc lưa thưa lạnh lùng nói. Bên cạnh cảng tràn đầy tiếng bàn tán. Chỉ trong phút chốc, một giọng nói truyền từ trên du thuyền qua loa tới. Các vị, vì trong du khách có người khuynh hướng bạo lực, hơn nữa người có khuynh hướng bạo lực còn ép hai vị hành khách nữ, vì an toàn của các vị, du thuyền chỉ có thể tạm thời rời khỏi cảng, đợi người có khuynh hướng bạo lực rời đi, sau khi hai vị hành khách nữ kia lên du thuyền. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho mọi người lên, cho nên mong các vị hiểu cho. Giọng nói này vừa truyền đến, hai du thuyền ở một bên lái tới, vớt đám người rơi vào trong nước biển ra, đưa lên trên thuyền. Người khuynh hướng bạo lực sao? Không ít người nhíu mày, khó chịu nhìn đám người. Đúng là xui xẻo, gặp ngay người có khuynh hướng bạo lực. Có người mắng. Không dễ dàng gì bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi, mang con cái đi du lịch. Kết quả là vì người khuynh hướng bạo lực mà thuyền rời đi mất. Phải đợi tới khi nào? Có người tức giận quát. Chỉ trong phút chốc, giọng nói lại truyền từ du thuyền tới lần nữa. Chúng tôi cũng vì suy nghĩ cho an toàn của khách hàng,
chỉ cần người khuynh hướng bạo lực rời đi, hai vị mỹ nữ kia lên thuyền an toàn, du thuyền sẽ cập bờ. Ngoài ra bình thường người khuynh hướng bạo lực sẽ không tấn công người bình thường, cho nên mong mọi người không cần quá lo lắng, chúng tôi đã gọi cảnh sát rồi. Một đoạn lời nói không đầu không đuôi, giống như thật sự lo lắng cho an toàn của hành khách. Đợi cảnh sát tới, hoa cúc vàng đã héo mất rồi, người khuynh hướng bạo lực là ai, nói cho tôi biết, tôi giúp cậu đuổi người đó đi. Một người đàn ông mặc áo ngắn tay, lộ ra cánh tay rắn chắc không kiên nhẫn nói. Mặc kệ người khuynh hướng bạo lực này có ra tay với người bình thường không, cho dù ra tay cũng phải có bản lĩnh này mới được. Ấp ấp ế ố ế anh ta xuất thân là vận động viên boxing, mười mấy người bình thường đều không phải đối thủ của anh ta, sao anh ta có thể sợ người khuynh hướng bạo lực? Đối phó với người như vậy, một tay anh ta là đủ rồi. Không sai, nói cho chúng tôi biết, người khuynh hướng bạo lực là ai, để chúng tôi đuổi người đó đi. Có người nói theo. Có người này mở đầu, không ít người nhao nhao đứng dậy, muốn biết rõ người khuynh hướng bạo lực này. Vốn xếp hàng đã rất bực bội, đúng lúc lấy người khuynh hướng bạo lực này để xả giận. Trên du thuyền, Hải Vô Tâm hơi nhếch miệng, cười đắc ý. Anh ta không đối phó được Mạc Phàm, vậy thì để những người bình thường này đối phó cậu ta. Ở đây có nhiều người nóng tính, ngu ngốc như vậy, cho dù Mạc Phàm biết pháp thuật, có dám giết từng người hay không? Không nói giết toàn bộ, cho dù Mạc Phàm giết một người trong đó, đợi Long Tổ hay tổ chức khác đuổi đi đi. Mạc Phàm không dám giết, chỉ có thể đưa An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song lên thuyền mà thôi. Thiếu gia, như vậy không được tốt lắm đâu. Bên cạnh Hải Vô Tâm, quản gia kia nhíu mày nói. Quả thật như vậy có thể ép Mạc Phàm rời đi, còn khiến Mạc Phàm không ngồi được thuyền, nhưng như vậy hoàn toàn đắc tội một cao thủ thuật pháp. Chỉ là hai cô gái xinh đẹp mà thôi. Thật sự không phải hành động sáng suốt, nhớ đâu đá phải tấm sắt, cho dù có ông ta cũng không có tác dụng. Dù sao nơi này là Giang Nam, không phải địa bàn của Hải gia bọn họ. Trước khi đi, Hải Vương đã nói với ông ta đừng để Hải Vô Tâm gây chuyện ở Giang Nam. Không được tốt lắm, tôi cảm thấy không chuyện gì tốt hơn chuyện này. Hải Vô Tâm hừ lạnh một tiếng nói. Anh ta còn chưa tán gái được, lần này cũng không ngoại lệ. Anh ta cười vẫy tay với người bên cạnh, thuyền trưởng kia cầm loa kêu to. Người khuynh hướng bạo lực là một thanh niên chưa tới 20 tuổi, bên cạnh có ba đứa bé và hai nữ hành khách, mong mọi người cẩn thận, một khi người thanh niên này rời khỏi cảng, hai nữ hành khách kia lên thuyền, du thuyền sẽ cập bờ. Giọng nói này vừa vang lên, ánh mắt không ít người nhìn về phía đám Mạc Phàm. Đám Mạc Phàm còn chưa xếp hàng, vẫn chưa đứng trong đám người. Miêu tả rõ ràng như thế, cho nên rất dễ nhận ra. Nhìn thấy đám Mạc Phàm, không ít người nhíu mày. Bọn họ không phải kẻ ngốc, sao không nhìn ra được, chắc chắn không có người khuynh hướng bạo lực, rõ ràng trên thuyền có người không muốn để ai đó lên thuyền, nhưng không tiện ra mặt ngăn cản, chơi lừa bịp nhục nhã đám Mạc Phàm. Hơn nữa vừa rồi Hải Vô Tâm đùa giỡn An Hiểu Hiên bị Mạc Phàm quát lui, không ít người cũng thấy được. Nhưng mà cảnh tượng vừa rồi không phải tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tiểu tử, cậu là người khuynh hướng bạo lực sao, bảo hai bọn họ lên thuyền, cậu cút cho tôi. Một đại hán mặt lạnh lạnh lùng nói, bên trong đều là ý ra lệnh. Xung quanh, vẻ mặt không ít người hung ác, nhìn Mạc Phàm với vẻ bất thiện. Mặc kệ Mạc Phàm có khuynh hướng bạo lực hay không, một tên nhóc làm chậm trễ mấy trăm người lên trên thuyền, chuyện này không thể được. Bên xe Mobile Home, An Hiểu Hiên tức đến mức nắm tay kêu răng rắc. Hải Vô Tâm này đúng là đủ vô liêm sỉ, vậy mà lấy đám người bình thường làm vũ khí, sớm biết thế không nên để Hải Vô Tâm lên thuyền, trực tiếp ném vào trong biển, đã không xảy ra nhiều chuyện như thế. Tôi đi dạy dỗ anh ta. An Hiểu Hiên nghiến răng nói. Không cần. Mạc Phàm chỉ hơi nhíu mày lạnh nhạt nói. Nhưng mà... An Hiểu Hiên nhớn mày, vẻ mặt mờ mịt. Cho dù Hải Vô Tâm hay những người bình thường đều không thể làm gì được Mạc Phàm, nhưng không phải Mạc Phàm sẽ ra tay, thu thập hết đám người bình thường này đấy chứ. Mạc Phàm không giải thích, nhìn thoáng qua đại hán mặt lạnh kia. Anh đang nói tôi sao? Không phải nói cậu thì nói ai, tiểu bụi đời, nhanh cút đi. Người đàn ông lúc trước còn chưa nói gì, một người phụ nữ béo trang điểm đậm, khuôn mặt bóng nhảy, trên cằm còn có nốt ruồi rất to, chỉ vào Mạc Phàm quát. Mắng Mạc Phàm xong, người phụ nữ béo vẫn còn bất mãn,
rời mắt nhìn Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên với vẻ khinh bỉ. Còn nữa hai cô gái này, tôi nói với hai người, đừng để tiểu bụi đời này hù dọa, tôi thấy nhiều loại tiểu bụi đời này rồi, chỉ uy hiếp một chút thôi, thực ra không làm gì được. Cô đưa cho cậu ta con dao, xem cậu ta có dám làm gì cô không, đợi cậu ta chơi ngán hai người, sẽ bán các cô đi lấy tiền, nếu hai người không muốn làm gà, thì nhanh lên thuyền đi. Người phụ nữ này vừa mới mở miệng, cuối cùng An Hiểu Hiên không nhịn được. Bà mới đi làm gà, cả nhà bà đều là gà, mẹ kiếp con gà cay nhà bà béo, tôi khuyên bà lập tức cút cho bản tiểu thư, nếu không bản tiểu thư sẽ cắt thịt trên người bà cho cá ăn. An Hiểu Hiên không quan tâm hình tượng của mình, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, vô cùng phẫn nộ quát. Ánh mắt cô hung ác khiến đám tiểu vũ, tiểu ngọc đều sợ ngây người. Anh, Hiên Hiên tỷ rất dọa người. Một lúc lâu sau, tiểu vũ kéo áo Mạc Phàm nói. Mạc Phàm sờ đầu tiểu vũ, một tay đặt lên vai An Hiểu Hiên. An Hiểu Hiên hất vai theo bản năng, nhưng tay Mạc Phàm quá nặng, cô hất hai lần đều không hất được. Anh đừng ngăn cản tôi tới. An Hiểu Hiên không kiên nhẫn nói. Vốn là kìm nén lửa giận mấy ngày, đến hải cảng lại gặp những người này, cô sớm đã không nhịn được. Cô dọa ba đứa bé, lát nữa sẽ cho cô phát tiết, bây giờ để tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ, cũng thấy mình hơi thất thố, bĩu môi lùi về sau. Ba đứa nhớ kỹ, đối phó với cặn bã thì phải ngoan độc. An Hiểu Hiên nói với đám tiểu vũ, ba người cái hiểu cái không, nhưng đều gật đầu. Mạc Phàm cười, không nói gì thêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Không có linh khí dao động, nhưng bỗng nhiên gió biển xung quanh nổi lên rồi dừng lại. Hắn hoàn toàn không cần để ý tới Hải Vô Tâm, ở trong mắt hắn Hải Vô Tâm chỉ như con cá trong biển. Nhưng nếu Hải Vô Tâm muốn chơi, vậy hắn sẽ chơi với anh ta. Mạnh bạo không được. Anh ta cảm thấy dựa vào tức giận của một đám người bình thường có thể làm gì hắn sao? Nếu thật sự là như vậy, hắn đã không thành y tiên bất tử. Hắn nhìn lướt qua người phụ nữ béo nói lời độc ác, trong mắt chớp lóe lam quang, đi về phía người phụ nữ béo. Người phụ nữ béo thấy Mạc Phàm đi tới, cũng không sợ hãi. Nhiều người như vậy, Mạc Phàm có thể làm gì bà ta? Cậu muốn làm gì, tiểu bụi đời? Ngoại trừ những lời này, bà còn gì muốn nói? Lão nương có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ lão nương muốn nói nhất chính là, cậu cút cho tôi, còn những chuyện khác, lão nương không muốn nói với cậu. Người phụ nữ béo không khách sáo nói. Được lắm, vậy đến lượt tôi, bà bị ung thư phổi, đã ở giai đoạn cuối, đã lan đến gan thận bà, cho nên mỗi đêm từ 11 giờ đến 1 giờ, phía dưới ngực bà rất đau đớn, đến 2 giờ, đau đớn sẽ lan tràn đến sau lưng bà. Ít nói thì còn sống lâu được một khoảng thời gian, nhưng nếu bà tiếp tục như vậy, có khả năng không đến được Nhật Quốc, đã chết trên thuyền. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Sắc mặt không ít người xung quanh thay đổi nhìn về phía người phụ nữ béo. Vẻ mặt người phụ nữ béo ngẩn ra, trên khuôn mặt vốn đang hung hãn, trong chớp mắt liền tái mét, cả người đóng đinh tại chỗ. Bà ta biết mình bị ung thư, hơn nữa tình trạng bệnh giống hệt như Mạc Phàm nói. Nhưng bà ta không ngờ Mạc Phàm liếc mắt một cái là nhìn ra, còn kết luận bà ta đi Nhật Quốc thì không về được Hoa Hạ, chuyện này đáng sợ rồi. Lần này bà ta đến Nhật Quốc vốn nghe nói đền thề xây mây Nhật Quốc vô cùng linh nghiệm, chỉ cần có được linh thủy, có thể chữa khỏi ung thư. Nếu bà ta không đến được Nhật Quốc, có linh thủy cũng vô dụng. Sao cậu biết tôi bị ung thư, có phải cậu là bác sĩ không, cậu là người Đông Hải à, chồng tôi cũng là người Đông Hải, cậu cứu cứu. Người phụ nữ béo khẩn cầu nói. Mạc Phàm nói giọng Đông Hải, vậy mà không cần xem mạch, cũng không có đồ chữa bệnh, liền biết bệnh của bà ta, chắc chắn không phải người bình thường. Nói không chừng có thể chữa khỏi ung thư cho bà ta, đâu thể bỏ qua. Mạc Phàm không để ý đến người phụ nữ béo này, mà nhìn người đàn ông mở miệng lúc trước. Anh còn gì muốn nói? Vẫn là câu nói kia, cút, đừng chậm trễ chúng tôi lên thuyền. Người đàn ông mặt lạnh kia lạnh lùng nói. Anh ta không biết sao Mạc Phàm biết bà béo bị ung thư, anh ta không phải là bà béo xui xẻo kia, vừa vào trung niên đã ung thư, thân thể của anh ta rất tốt. Tiểu tử này đừng mơ nắm được anh ta. Trên mặt Mạc Phàm không có một chút gợn sóng, vô cùng bình tĩnh nhìn người đàn ông mặt lạnh. Anh muốn lên thuyền đúng không, vậy tôi đưa anh lên.
Cậu đưa tôi lên, cậu đưa tôi lên thế nào? Vẻ mặt người đàn ông mặt lạnh mờ mịt, cười nói. Vừa rồi Mạc Phàm chẩn đoán bệnh cho bà béo kia, anh ta thật sự muốn nhìn xem tiểu tử này muốn giở trò gì với anh ta. Mạc Phàm cười nhạt, một tay duỗi về phía người đàn ông mặt lạnh, năm ngón tay nắm chặt. Cổ người đàn ông mặt lạnh như bị bóp lấy, vậy mà cơ thể bay lên, giống như bị thứ gì xách lên cao. Mắt người đàn ông mặt lạnh mở to, trong chớp mắt tươi cười trên mặt cứng ngắc, cuối cùng cũng hiểu rõ ý trong lời nói của Mạc Phàm. Mạc Phàm không phải người bình thường, không lẽ Mạc Phàm muốn ném anh ta lên thuyền? Anh ta chỉ là người bình thường, có khi nào thấy cảnh tượng như vậy, hoàn toàn bị dọa ngốc rồi. Nếu bị ném lên, chắc chắn không sống được. Buông, buông. Người đàn ông nắm lấy áo mình, kích động kêu lên. Mạc Phàm không để ý đến người đàn ông này, tay hơi nhếch lên, người đàn ông chậm rãi lên cao tới 20-30 mét. Có lẽ người đàn ông này chỉ phát tiết bất mãn trong lòng, có lẽ anh ta không nên bị trừng phạt. Nhưng nếu hắn chỉ là một thanh niên bình thường, bị Hải Vô Tâm đùa giỡn như vậy, hắn sẽ bị mọi người đuổi đi, mà Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên sẽ bị đám người này đưa lên thuyền, bị Hải Vô Tâm đùa giỡn, hậu quả ai tới gánh vác. Hắn ném một cái, người đàn ông bay dọc theo đường parabol tựa như đạn bay ra khỏi nòng súng, bay về phía du thuyền. Bùm một tiếng, người đàn ông không rơi xuống du thuyền, mà bay ra ngoài du thuyền rơi vào trong nước biển, bọt nước văng tung tóe. Một lát sau, người đàn ông mới chui ra khỏi gợn sóng mãnh liệt, trên mặt đều là hoảng sợ vì sống sót sau tai nạn. Ngại quá, dùng lực hơi mạnh chút. Mạc Phàm thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người còn lại. Các người còn gì muốn nói? Trong đám người vốn có người định dạy dỗ Mạc Phàm vài câu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm, liền hoảng sợ rồi. Đến bây giờ rồi, cho dù là kẻ ngốc cũng đoán ra được, chắc chắn Mạc Phàm không phải người bình thường. Người bình thường có thể đoán ra được bệnh của một người bình thường có thể ném một thanh niên lên không, sau đó ném vào trong biển cách tới 30 mét sao. Người như vậy, người nào còn dám đắc tội không phải sẽ chết sao? Không có, chúng tôi không còn gì muốn nói. Có người rụt đầu, vội vàng lắc đầu nói. Mạc Phàm đáp, liếc mắt nhìn những người khác. Ánh mắt đến chỗ nào, không phải mọi người cúi đầu không dám nhìn Mạc Phàm, thì cười xấu hổ với hắn. Không một ai dám có chút bất kính với Mạc Phàm nữa. Làm xong những chuyện này, lúc này Mạc Phàm mới rời mắt nhìn du thuyền. Trên du thuyền, Hải Vô Tâm thấy Mạc Phàm nhìn qua, tự động lùi về sau mấy bước. Anh ta tưởng rằng lái thuyền cách xa 30 mét, cho dù Mạc Phàm cường đại mấy cũng không thể làm gì. Dù sao linh khí trên địa cầu cằn cỗi, số lượng thuật sĩ trên địa cầu rất ít, không có mấy người có thể phi thiên độn địa thật. Ai biết Mạc Phàm tiện tay ném thì ném xa hơn 30 mét. Mạc Phàm có thể làm được bước này, 30 mét có thể ngăn cản được Mạc Phàm nữa hay không, anh ta rất hoài nghi. Còn thất thần làm gì, không nhanh lái thuyền đi, các người muốn bổn đại thiếu chết ở chỗ này sao? Hải Vô Tâm vội vàng nói với thuyền trưởng. Anh ta vừa nói xong, lúc này thuyền trưởng, lái chính và thủy thủ mới lấy lại tinh thần từ một màn ném người lên không của Mạc Phàm. Nhao nhao kích động quay về vị trí của mình. Khi du thuyền nhổ neo tiếng xích sắt va chạm vang lên, du thuyền quay đầu, không quan tâm hành khách còn ở trên bờ lái về phía biển. Chỉ trong phút chốc đã đến nơi cách trăm thước. Không ít người nhìn du thuyền thật sự rời đi, sắc mặt khó coi, nhưng nhìn về phía Mạc Phàm thì vẻ mặt sửng sốt và bất đắc dĩ. Du thuyền rời đi bọn họ không thể làm gì được, bên phía Mạc Phàm bọn họ cũng không đắc tội nổi. Không chỉ bọn họ sốt ruột, An Hiểu Hiên càng sốt ruột hơn. Mạc Phàm, tên khốn nạn kia lái thuyền đi mất rồi, anh còn không nhanh làm gì đi. An Hiểu Hiên bất mãn nói. Đi sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua du thuyền, cười khẽ. Nếu là lúc hắn còn chưa ngưng tụ thần nguyên, có lẽ hắn thật sự không có biện pháp với con thuyền tính bằng vạn tấn, bây giờ sao? Anh ta không thoát được đâu. Anh còn kéo anh ta quay về được sao? An Hiểu Hiên nhíu mày, nghi ngờ nói. Cô biết Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng dù sao du thuyền này cũng hơn 10 vạn tấn, cho dù nổi trên biển, không phải ai cũng có thể kéo được. Mạc Phàm cười khẽ, không giải thích. Ngay sau đó, hắn nheo mắt nhìn về phía du thuyền. Trong đồng tử xuất hiện màu đen sâu thẳm, lấy đồng tử của hắn làm trung tâm, lan tràn ra những nơi khác trong mắt. Chỉ trong chớp mắt,
mắt hắn đều biến thành màu đen quỷ dị. Năng lượng quỷ dị dao động, lập tức như bão thổi về phía hành khách ở bờ biển, thổi về phía du thuyền. Chỗ năng lượng dao động đảo qua, vẻ mặt mọi người đều sửng sốt. Trên du thuyền, Hải Vô Tâm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên. Tốc độ du thuyền đã mở tối đa, cho dù Mạc Phàm bay cũng không đuổi kịp. Chắc là lúc này Mạc Phàm chỉ có thể nâng mắt lên nhìn. Đúng lúc này, quản gia bên cạnh Hải Vô Tâm như cảm nhận được gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Không hay rồi. Ông ta không do dự lấy một ngân phù ra, kẹp ở giữa ngón tay, miệng niệm thần chú. Chú ngữ vừa vang lên, ngân phù phiếm ngân quang, đón gió mà phình to, bay vào không trung. Chỉ trong chớp mắt liền biến thành to trăm mét vuông, chắn trước du thuyền, quang huy rực rỡ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Ánh sáng theo mét, cũng dám tranh phát sáng với nhật nguyệt. Quả thật ngân phù mà quản gia lấy ra không tầm thường, nhưng chỉ là pháp sư tiên thiên cảnh giới chân nhân cũng muốn chắn hắn. Mắt hắn đều là màu đen, hắc quang tràn đầy. Trên tấm ngân phù giống như bị đốt cháy, biến thành màu đen, sau đó hóa thành tro bụi, biến mất trong không trung. Phốc, quản gia kia phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vàng, trực tiếp quỳ trên đất. Hải Vô Tâm ở bên cạnh nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt. Rõ ràng Mạc Phàm vẫn ở trên bờ, cách du thuyền đã 200 mét. Khoảng cách xa như vậy, vậy mà quản gia của anh ta thổ huyết, tên tiểu tử kia còn thi pháp được sao? Lão Chu, ông làm cái quỷ gì thế? Thiếu gia, chỉ sợ chúng ta gặp phải cao thủ tuyệt thế rồi, trán lão Chu đầy mồ hôi, khó khăn nói. Nói một cách chính xác ông ta là lục sư về bùa, cũng là pháp sư chuyên tu phù lục. Uy lực phù lục cũng khác nhau, ví dụ như cấp thấp nhất là hoàng phù, chỉ có thể loại trừ một số tiểu quỷ, triệu hoán hỏa diễm, lôi điện yếu ớt gì đó. Cao cấp hơn hoàng phù là lam phù, nếu nói hoàng phù tương đương với uy lực một viên đạn, vậy lam phù tương đương với lựu đạn. Trên lam phù là ngân phù và kim phù. Vừa rồi ông ta dùng ngân phù lá bùa duy nhất của ông ta, phương pháp luyện chế ngân phù đã thất truyền rồi. Lá bùa này được sư phụ ông ta tìm thấy trong một mộ cổ, đưa cho ông ta dùng phòng thân, uy lực của ngân phù tương đương với một kích toàn lực của pháp sư tiên thiên đỉnh phong. Nhưng ở trước mặt Mạc Phàm, tấm ngân phù này như tờ giấy vứt đi, bị Mạc Phàm phá thủng, đơn giản như dùng tay chọc thủng tờ giấy trên cửa sổ. Nói như vậy, ông ta đoán được đại khái người thanh niên này là ai rồi. Trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực đáng sợ đến thế. Hải thiếu, hình như người trẻ tuổi chúng ta đắc tội là. Lão Chu còn chưa nói xong, Hải Vô Tâm khinh thường cắt ngang. Cao thủ tuyệt thế, sao tôi không thấy được, sao tôi chỉ thấy ông phun ra máu mà thôi. Không phải anh ta và cha anh ta chưa từng thấy cao thủ tuyệt thế, trên cơ bản đều là 5-60 tuổi trở lên. Mạc Phàm còn nhỏ tuổi hơn anh ta, sao có thể là cao thủ tuyệt thế? Nếu không phải lão Chu theo anh ta nhiều năm, còn rất đáng tin, chắc chắn anh ta đã tát một cái rồi. Sao lão Chu không hiểu ý của Hải Vô Tâm, ông ta nhíu mày chỉ người xung quanh. Hải thiếu không tin cũng không sao, cậu nhìn bọn họ đi. Hải Vô Tâm nhíu mày, nhìn về phía những người khác. Trên du thuyền, ngoại trừ anh ta và lão Chu ra, mắt những người khác đều biến thành màu đen, ngây ngốc như gà gỗ đi vào trong khoang thuyền. Có người cài dây an toàn cho mình, có người nắm chặt lấy tay vịn bên cạnh, thậm chí có người còn lấy dây thừng buộc lại, giống như sắp có chuyện gì xảy ra. Các người đang làm cái gì vậy? Hải Vô Tâm trầm giọng quát vệ sĩ đi qua trước mặt anh ta. Không chỉ vệ sĩ không nói gì, xung quanh cũng không có một ai để ý đến anh ta, giống như không nghe thấy, tiếp tục vận rộn chuyện của mình. Chỉ trong phút chốc, khí tức quỷ dị hóa thành dòng nước lạnh, chảy từ lưng Hải Vô Tâm lên trên trán, thân thể anh ta không tự chủ được run rẩy lên. Miệng anh ta há to, mãi mà không nói nên lời. Tuy anh ta không thể tin được, nhưng rất rõ ràng trên thuyền ngoại trừ anh ta và lão Chu ra, những người khác đều bị khống chế. Anh ta chỉ thấy những trường hợp như vậy ở trên TV, ai biết lại xuất hiện trước mắt anh ta. Chuyện này, anh ta còn đang khiếp sợ chuyện Mạc Phàm đứng cách A 200 mét còn khống chế được người trên thuyền, thì nghe lão Chu cảnh cáo. Hải thiếu nhanh nắm lấy tay vịn, cẩn thận sau lưng. Anh ta nhíu mày, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía sau, sau đó mắt anh ta mở to, trong mắt đều là khó mà tin. Chỉ thấy Mạc Phàm ở trên bờ vươn một tay ra,
một ấn ký màu xanh lam sáng lên trong lòng bàn tay hắn. Theo ấn ký màu xanh lam sáng lên, mặt biển coi như là yên bình bỗng nhiên hạ thấp hơn nhiều, giống như nước biển bị rút sạch. Nhưng ở ngay một bên thuyền, nước biển bị rút phóng lên trời, nhanh chóng ngưng tụ thành đại thủ màu xanh lam. Đại thủ này cao hơn 10 thước, rộng vài chục thước, tuy không to như du thuyền, nhưng bàn tay này vừa xuất hiện trong biển, không ai không sợ hãi. Đại thủ vừa thành hình, như tràn đầy trời đất rơi xuống du thuyền. Mắt Hải Vô Tâm mở to, trong mắt đảo liên tục. Anh ta muốn chạy trốn, nhưng hai chân như bị đóng đinh trên sàn tàu, không chỉ không di chuyển được một chút, còn không ngừng run rẩy. Thậm chí anh ta còn muốn thét chói tai, nhưng trong cổ họng đã không phát ra được tiếng. Cuối cùng anh ta cũng hiểu rõ vì sao lão Chu lại thổ huyết, cuối cùng cũng hiểu vì sao những người trên thuyền lại tìm nơi cố định, cuối cùng cũng biết cái gì là sợ hãi. Không. Hải Vô Tâm nhìn đại thủ rơi xuống, như bị bệnh tâm thần kêu lên. Giọng nói vừa vang lên, đại thủ nước biển rơi lên trên du thuyền. Rầm, một tiếng trầm đục vang lên, giống như có vật nặng vạn tấn rơi xuống du thuyền. Hải Vô Tâm và lão Chu không đứng vững, trực tiếp ngã mạnh xuống đất. Không đợi hai người đứng dậy, trên bờ, tay Mạc Phàm đang vươn ra nắm chặt lại, đại thủ nước biển nắm chặt lấy du thuyền. Quay lại cho tôi. Hắn dùng lực kéo về sau, du thuyền 10 vạn tấn giống như bọt biển dựng thành bị đại thủ kéo đi, nhanh chóng di chuyển về phía cảng, không tốn chút sức nào. Rầm, một tiếng thật lớn, giống như có động đất xảy ra, tất cả cảng chấn động, du thuyền đâm chỗ đỗ thuyền, bọt nước văng lên tung tóe rồi lại rơi vào trong biển. Bến cảng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước biển đánh vào bờ liên tục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.